Lý Vân Tiêu trầm tư một chút, nói. Hai chuyện này, mỗi thứ trị giá 20 tỷ trung phẩm nguyên thạch, muốn thì lấy nguyên thạch ra, tăng thêm ngươi thiếu nợ ta, tổng cộng là 45 tỷ, thiếu một khối ta cũng không bán. Tất cả mọi người chấn động, hoảng sợ mồ hôi lạnh đầm đìa. Cẩn Huyên thầm nghĩ, 45 tỷ trung phẩm nguyên thạch, cho dù là cả Tử Vân Thương hội cũng không thể cầm ra nhiều nguyên thạch như thế, Phi Phi bán rất nhiều tài sản lấy tiền mặt. Mạc Hoa Nguyên cũng đổ mồ hôi lạnh, hắn gần đây xem như người giàu có, nhưng mà hiện tại xem ra, hắn vẫn là dễ nhũi gặp thổ hào. Tiêu Minh Huy thì bình tĩnh rất nhiều, Hóa Lôi Thần Quyết hắn cũng nghe qua, giá trị 20 tỷ trung phẩm nguyên thạch không đắt chút nào cả, cho dù giá cả tăng lên gấp 10 lần, gấp mấy chục lần cũng sẽ có người mua. Nếu không phải sợ đắc tội Bắc Đấu Tông, hắn thậm chí sẽ nghĩ cách tăng giá mà mua. Vật khác trong miệng bọn họ nói chuyện, người ta hết sức tò mò, không biết trừ công pháp tuyệt thế ra, còn có đồ vật gì lại nhiều nguyên thạch như thế. Ha ha, ngươi thật đúng là dám ra giá. Đàm Địa Quân cười lạnh nói. Ngươi học trộm tuyệt học bí truyền của Bắc Đấu Tông, không có phế bỏ tu vị của ngươi là ban ân lớn nhất, rõ ràng còn dám ra giá. Về phần vật ngày đó ta đưa ngươi, cũng phải xem tiện nghi lớn, hai tay hoàn trả mới được. Nếu không, Hóa Lôi Thần Quyết của ngươi Bắc Đấu Tông sẽ thu hồi. Giọng nói của hắn lạnh như băng, đây là uy hiếp công khai. Hào khí trong phòng khẩn trương lên, Mai Đông Nhi thì kinh hãi, cao thủ Bắc Đấu Tông đều ở đây, hơn nữa nếu lát nữa có đánh nhau, nàng thực không biết mình nên làm thế nào cho phải, là giúp Tông Môn hay là Lý Vân Tiêu. Giúp, khẳng định phải giúp. Nàng âm thầm kiên định nói ra, nhưng giúp thì hắn làm sao chạy thoát. Tiểu nữ hài đơn thuần bắt đầu nghĩ nhiều. Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, nói. Đàm Địa Quân, ta vốn cho rằng ngươi là kẻ thông minh. Nói chuyện với kẻ ngu dốt thật mệt mỏi, Trương Lăng Hoa còn không thể lưu ta lại, chỉ bằng ngươi sao? Ngày đó thử còn chưa đủ sao? Bởi vì ngươi ngu xuẩn, giá cả sẽ tăng lên 50 tỷ. Ngươi! Đàm Địa Quân giận dữ, sắc mặt lập tức tái nhợt, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Nhưng đúng như Lý Vân Tiêu đã nói, sư huynh hắn là Cửu Thiên Võ Đế còn không thể lưu người này. Hơn nữa lúc trước đối phương còn không có thi triển Hóa Lôi Thần Quyết thì hắn đã không lưu được người ta, nếu người ta thi triển thì hắn không nhìn được chút thân ảnh ấy chứ. Hắn cũng không biết Hóa Lôi Thần Quyết cần rất nhiều ất mộc chi khí làm tiêu hao, đáng thương Lý Vân Tiêu từ chỗ Tiểu Thanh đạt được ất mộc chi khí đã hao tổn không còn, giờ phút này căn bản không cách nào thi triển Hóa Lôi Thần Quyết. Lý Vân Tiêu lạnh lùng mỉa mai nói. Ngu xuẩn là phải trả học phí. Đàm Địa Quân tức giận tới mức chân khí dưới cẩm bào không ngừng bắn ra ngoài, bay phất phới, phụ mai chi khí không ngừng phiêu phù quanh người của hắn, giống như tùy thời sẽ ra tay. Mà làm cho hắn tức giận nhất là, chính mình cho dù ra tay thế nào cũng không thể làm gì được đối phương. Ha ha, hôm nay chi là ngày Lôi Phong Thương hội cử hành đấu giá hội, hai vị cần giao dịch hay không? Đấu giá hội sắp bắt đầu, ngàn vạn đừng bỏ qua thứ tốt ha. Tiêu Minh Huy đánh tan hào khí xấu hổ này, đánh nhau hết sức căng thẳng, vội vàng đi ra hòa giải. Đàm Địa Quân gật đầu nói. Tốt, xem mặt mũi Tiêu Tông Chủ, sau khi đấu giá chấm dứt sẽ bàn giao lại. Khí tức của hắn từ từ thu vào cơ thể, tâm tình dần dần bình phục lại. Lý Vân Tiêu cũng lười tiếp tục đấu võ mồm với hắn, nhưng nội tâm cười như nở hoa. Hắn đã tiên đoán được rất nhiều nguyên thạch đang chảy tới. Tuy Hóa Lôi Thần Quyết vô cùng thần diệu, nhưng mà hắn không có ý truyền ra ngoài, huống hồ thứ này bản chính là vật của Bắc Đấu Tông. Về phần tàng bảo đồ không biết trong đó cất giấu bao nhiêu, nếu như đã bị tiền nhân lấy một lần, thậm chí lần thứ hai, đoàn chừng những vật còn lại không còn bao nhiêu thứ tốt, nếu có thể đổi lấy rất nhiều nguyên thạch hắn cần, hắn phi thường cam tâm tình nguyện. 50 tỷ trung phẩm nguyên thạch, tăng thêm Tử Vân Thương hội cung cấp và vơ vét từ chỗ của Mạc Hoa Nguyên. Đủ để trèo chống hắn tu luyện đột phá đến võ hoàng, thậm chí rất cao. Sau khi trầm mặc một lúc, rốt cuộc đấu giá hội bắt đầu. Mọi người ngưng mắt nhìn qua, trước bình đài là một lão giả đứng chắp tay, vẻ mặt hưng phấn, rất có tiên cốt. Người này chính là hội trưởng Thiên Hạc Thương hội Phương Thiên Hạc, trong ánh mắt của mọi người nhìn qua, mở miệng nói. Hôm nay tổ chức một hồi đấu giá hội, đoán chừng rất nhiều người sẽ cảm giác rất kinh ngạc. Bản thân được Tế Lâm hội trưởng nhờ vả, chủ trì lần đấu giá này. Vật đấu giá rất đơn giản, chỉ có một đồ vật, chính là ký lục chỉ châm. Ký lục chỉ châm. Phía dưới lập tức sao động, các âm thanh nghị luận vang lên,
châu đầu ghé tai, mỗi người suy đoán không thôi. Lý Vân Tiêu ngồi trong rạp vẻ mặt cổ quái, Tiêu Minh Huy cười nói. Thú vị, không biết khí lục chỉ châm kia như thế nào a? Tất cả mọi người đều có tâm tư này. Cái gọi là ký lục chỉ châm thật ra là một thứ rất đơn giản. Nhưng mà phía trên có lực lượng không gian, sau khi chỉ phương hướng tọa độ, cho dù ngươi thân ở phương nào, chỉ cần lấy ký lục chỉ châm ra thì nó sẽ chỉ đúng hương tọa độ, giống như là vật dùng đánh dấu, bản thân cũng không có chân quý gì. Một gã nam tử nhìn không được kêu lên. Ký lục chỉ châm thì có gì đáng giá mà đấu giá, chẳng lẽ phát hiện mỏ nam hỏa kim tinh mới? Tên còn lại lập tức phản bác nói. Nếu là mỏ thì Lôi Phong Thương Hội sẽ không tự mình đào sao? Còn lấy ra đấu giá cái rắm. Phương Thiên Hạc hơi cười rộ lên, nói. Vị bằng hữu vừa rồi nói đúng, là đấu giá mỏ. Cái gì, đấu giá mỏ? Lần này tất cả mọi người đều thất kinh. Mỏ chính là nơi tập trung xung đột của tất cả thế lực nơi đây, vô cùng chân quý, bất luận là mỏ gì cũng phải bỏ máu tươi ra chảy dài trên mỏ, ai ngu ngốc lấy ra đấy giá chứ? Đàm Địa Quân cùng Tiêu Minh Huy biến sắc. Sơn mạch chung quanh thành Nam Hỏa đã sớm bị thế lực lớn phân chia sạch sẽ, nếu như đối phương đấu giá mỏ là khu vực Lôi Phong Thương Hội thì khá tốt, nhưng nếu là khu vực thế lực bản địa khai thác, đây chính là muốn ăn đòn. Chư vị an tâm một chút chớ vội, lần đấu giá này không chỉ có mỏ, hơn nữa căn cứ phỏng đoán của chúng ta, bên trong còn ẩn chứa rất nhiều Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên. Phương Thiên Hạc nói ra lời này làm cảm xúc người trong phòng đấu giá sôi trào. Thoáng cái tất cả mọi người đột nhiên đứng lên. Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên, ta không có nghe lầm chứ? Một quáng mạch Nam Hỏa Kim Tinh chưa chắc có thứ này à? Xảy ra chuyện gì, có mỏ không tự mình đi đào, chẳng lẽ Lôi Phong Thương Hội lại thiếu tiền như thế? Không thể nào, Lôi Phong Thương Hội thân là một trong 7 thành viên ban trị sự Thương Minh, tổng bộ khẳng định có cường giả võ đế, vì sao không phái ra một đám tới đây? Phái một đám? Ngươi xem cường giả võ đế là cải trắng nhà ngươi trồng sao, một mẫu liền có mấy trăm củ. Vậy xảy ra chuyện gì? Không thể nào là đấu giá mỏ của thế lực khác nha. Đó chính là dấu hiệu chủ động khai chiến đấy. Phía dưới loạn thành một bầy, trong mấy rạp lớn, người của thế lực bản địa biến sắc, tất cả sắc mặt ngưng trọng, sát khí lăng không, tất cả mọi người dường như ngửi được mùi thuốc súng dày đặc, bắt đầu không an tĩnh, cả phòng đấu giá như vỡ ra, như sắp nổ tung. Thiên Hạt Tông phái phó tông chủ Tuân Chi Minh tới đây, hắn mở quạt lông bằng tơ trong tay ra, nhẹ nhàng lay động, ra vẻ nhẹ nhàng thoải mái, nhưng mà sắc mặt cực kỳ âm trầm. Một trưởng lão bên cạnh nói, phó tông chủ, xem ra Phương Thiên Hạc muốn đấu giá là thế lực của chúng ta, nên làm thế nào cho phải? Tuân Chi Minh ngưng trọng nói, đừng vội, xem động tĩnh của Bắc Đấu Tông trước rồi nói sau. Chúng ta không cần làm chim đầu đàn, đi theo sau là được. Trương Lăng Hoa đột phá võ đế thì nội tâm thế lực bản thổ trong vô thức đã như thiên lôi của Bắc Đấu Tông, sai đâu đánh đó. Phương Thiên Hạc cảm nhận được sắc mặt ngưng trọng của đám người, mở miệng cười nói. Chư vị nghĩ nhiều, mạch khoáng chung quanh thành Nam Hỏa đã sớm phân chia sạch sẽ, Lôi Phong Thương Hội và Thiên Hạc Thương Hội sẽ không dám bốc lên sơ suất to lớn như thế, cũng không dám động thủ trên đầu Thái Tuế, mạo muội đấu giá mỏ của người khác. Còn chư vị đều hiểu lầm. Ký lục chỉ châm mà chúng ta đấu giá là nơi vô chủ. Nơi vô chủ, mạch khoáng bốn phía đều chia sạch sẽ, làm gì có nơi vô chủ? Nơi vô chủ, chẳng lẽ là... À, chẳng lẽ là tử địa? Lần này mọi người biến sắc, trong rạp Đàm Địa Quân vỗ lên mặt bàn, cái bàn gỗ lim nát bấy, mảnh gỗ vụn bắn ra chung quanh, khí cơ sinh ra trên bàn tay, có thể thấy được nội tâm của hắn cực độ khiếp sợ. Tiêu Minh Huy kinh ngạc nói. Đàm tông chủ vì cái gì kích động như thế? Tử địa vốn là nơi không người, hơn nữa tài nguyên khô cạn, sớm đã bị thế lực các nơi thăm dò một lần, cũng không có đồ vật gì khác, lúc đó khi phân chia không có người nào nguyện muốn. Không thể ngờ Lôi Phong Thương Hội vậy mà có thể tìm ra mỏ ở nơi đó, nhưng kỳ quái là vì sao chính bọn họ không đi khai thác. Lý Vân Tiêu biết rõ Đàm Địa Quân phẫn nộ do đâu, trên tàng bảo đồ ghi lại là tử địa. Hơn nữa Đàm Địa Quân cũng từng ở nơi đó tìm được Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên. Quả nhiên, Phương Thiên Hạc trầm ngâm nói. Cái mỏ kia đúng là trong tử địa. Một nam tử cao giọng hỏi. Tuy tử địa cực kỳ nguy hiểm, nhưng đối với Lôi Phong Thương Hội mà nói cũng không xem vào đâu a. Chính là xem các ngươi có đủ thực lực khai thác hay không, hơn nữa đó là nơi vô chủ,
vốn nên bí mật khai thác mới đúng, vì sao giống trống khua chiên, hơn nữa tiện lợi người khác. Ha ha, đây là cơ mật buôn bán, không thể trả lời. Phương Thiên Hạc thần bí cười nói. Chúng ta đã xác minh trong đó chắc chắn có Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên, nhưng mà... Trong đó ẩn chứa nguy hiểm to lớn, cao tầng thương hội chúng ta thương nghị, cảm thấy mạo muội khai thác nguy hiểm quá lớn, cho nên công bố việc này ra, hơn nữa đấu giá ký lục chỉ châm là người có thực lực thì được. Thì ra là thế, nhưng mà Lôi Phong thương hội các ngươi không dám mạo hiểm khai thác mỏ, chúng ta đi chẳng phải tìm chết sao? Một võ giả bản thổ tức giận nói. Mục đích của các ngươi chỉ sợ là biến chúng ta thành bia đỡ đạn, đi dò đường trước mặt các ngươi. Câu này điểm tỉnh người trong mộng, mọi người cảnh giác. Phương Thiên Hạc lạnh lùng nói. Nếu không phải nguy hiểm quá lớn, chúng ta sẽ buông tha cho cơ hội tốt như vậy sao? Cơ hội cho các ngươi, muốn hay không là chuyện của các ngươi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, bốc lên bao nhiêu phong hiểm, chỗ tốt lớn bao nhiêu. Về phần nói mở đường cho chúng ta, chê cười, tình huống bây giờ mọi người đều biết, cơ hội của mọi người là bình đẳng, bàn pháo hôi cái gì? Chẳng lẽ muốn thương hội chúng ta mở đường cho các ngươi, làm pháo hôi cho các ngươi thì mới đúng hay sao? Hắn nói câu này làm võ giả thế lực bản thể câm lặng, thật có chuyện như vậy, cơ hội bình đẳng với mọi người, thích đi hay không người ta đâu miễn cưỡng. Người nọ lại hừ lạnh nói. Ta làm sao biết hàm lượng mỏ cùng với mức độ nguy hiểm các ngươi nói đạt tới mức độ nào, cũng là do các ngươi nói cả thôi, ai có thể cam đoan tin tưởng đây? Nếu như chỉ là bẫy dập, hấp dẫn mọi người đi qua, bị các ngươi giết thì làm sao bây giờ? Trong mắt Phương Thiên Hạc có sát khí hiện ra, tức giận nói. Danh dự của Lôi Phong Thương Hội và Thiên Hạc Thương Hội hiển hách, có lúc nào đấu giá tin tức giả chưa? Về phần đám lâu la rác rưởi các ngươi có đi hay không có gì khác nhau đâu, cho dù mức độ nguy hiểm lại thấp, đối với tu vị rác rưởi của các ngươi cũng là tuyệt địa chí mạng. Trên mặt tên võ giả kia đỏ bừng, trong lòng mọi người bình tĩnh lại. Tuy thương hội tranh đấu gay gắt với thế lực bản địa, nhưng danh dự thật sự rất tốt, tuyệt đối không lừa gạt khách hàng. Phương Thiên Hạc nhìn thấy nghi hoặc của mọi người đã giải, lúc này mới nói. Lần đấu giá này chỉ đấu giá 300 ký lục chỉ châm, đóng gói 10 cái bán một lần. Đó là ảo cảnh tự nhiên quỷ phủ thần công của tử địa, không có ký lục chỉ châm là không ra được. Ngàn vạn đừng nằm mơ mấy người dùng một cái ký lục chỉ châm, sau khi tiến vào ảo cảnh thì mỗi người một ngả. Căn bản không có khả năng xài chung với nhau. Hắn nói câu này đã đánh nát suy nghĩ của một ít tán tu định gom tiền mua một cái, không ít người sầu mi khổ kiến. 300 cái chỉ châm, trừ nhân viên thương hội ra, tương đương bên ngoài chỉ có 300 danh ngạch, đoán chừng tất cả đều bị đại môn phái phân chia hết. Bên trong rạp, sắc mặt Cẩn Huyên âm trầm, chưa từng nói một tiếng. Bởi vì những chuyện này nàng hoàn toàn không biết được, nói cho đúng. Tử Vân Thương Hội đã bị triệt để bài xích ra bên ngoài thương hội. Sắc mặt của nàng cùng Ổ Sâm cực kỳ khó coi. Đàm Địa Quân cố ý nhìn qua Lý Vân Tiêu, trong mắt tràn đầy thần sắc muốn cố vấn. Hắn đã có chút hỗn loạn, không biết thương hội phát hiện mỏ kia và vị trí bảo tàng Bắc Hà Tông truyền xuống có liên quan với nhau không, nếu như có thì phiền toái lớn. Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu, hắn càng mờ mịt không rõ, hơi trầm ngâm truyền âm vào tai Đàm Địa Quân, nói. Trong lòng Đàm Địa Quân khẽ động, truyền âm nói. Đúng vậy, chính là như thế. Trong lòng của hắn lập tức yên ổn một ít, nhưng mà sắc mặt ngưng trọng càng nhiều, Lý Vân Tiêu này tài trí song toàn, hơn nữa thực lực nghịch thiên, hơn nữa hắn càng nhìn càng không thấu. Hắn đột nhiên cảm giác phái mình đi đối phó Lý Vân Tiêu so với chuyện tìm bảo tàng còn khó hơn rất nhiều. Phương Thiên Hạc đẩy một giá gỗ thật lớn vào trung ương bình đài, từng ký lục chỉ châm hiện ra trước mặt mọi người. Mỗi 10 cái là một chồng, toàn bộ phương hướng chỉ vào phía nam. Tất cả 300 ký lục chỉ châm này đều ghi phương hướng vĩnh viễn, chư vị không cần lo lắng bị sửa chữa hoặc là ghi chép biến mất. Hiện tại bắt đầu đấu giá, tổng cộng 30 tổ, mỗi tổ giá quy định 1 ức trung phẩm nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 vạn trung phẩm nguyên thạch. 1.000 vạn bằng 100.000. Hắn vung tay lên, lập tức có mỹ tỷ xinh đẹp tiến lên cầm một tổ ký lục chỉ châm dơ lên. Bày ra trước mặt mọi người. Phương Thiên Hạc nói. Bắt đầu đấu giá tổ 1. Mẹ kiếp, 1 ức 1 tổ, tại sao các ngươi không đi chết đi? Không ít người nghe giá cả, tất cả đều mắng to. Cũng không phải tất cả mọi người cũng là thổ hào giống như Lý Vân Tiêu, động cái là vài tỷ, ra giá trên ức, tuyệt đại đa số võ giả vốn lưu động dừng lại ở mấy vạn,
hơn 10 vạn, hơi chút tốt một chút là mấy trăm vạn mà thôi. Giá cao như thế trực tiếp bỏ qua những võ giả có ý định gia nhập vào trong, rất nhiều người đều chửi ầm lên. Phương Thiên Hạc hừ lạnh nói. Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên là thứ chân quý bực nào, không hao tổn máu tươi cũng muốn tranh thủ cơ hội. Nằm mơ đi thôi, đồ vật bực này không phải dế nhũi các ngươi có thể nhúng chàm. Hắn nói là sự thật, mọi người cũng hiểu, trên tình cảm thì tiếp nhận nhưng tiếng chửi bậy càng lớn. Phương Thiên Hạc ngoảnh mặt làm ngơ, một mình đứng ngạo nghễ trong đám người, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc. Thành phẩm ký lục chỉ châm chỉ cần 1.000 trung phẩm nguyên thạch, lại bị bán đi với giá 1 ức, tiền thật dễ kiếm, ta cũng động tâm, muốn đi mở thương hội đấy. Tiêu Minh Huy nhẹ nhàng thở dài cười khản nói, trong mắt không có nửa phần tươi cười, yên tĩnh như nước. Đàm Địa Quân nói, đây chỉ là giá quy định, còn không biết giá mua được sẽ là bao nhiêu. Lôi Phong thương hội quả nhiên bàn tính tốt, không chỉ triệu tập chúng ta đi mở đường, nhưng lại lời được số tiền lớn. Lý Vân Tiêu không cho là đúng, cười nói. Ta ngược lại có biện pháp, làm cho chúng không bán được một cái nào cả. À, tất cả mọi người hiếu kỳ, Mạc Hoa Nguyên ngạc nhiên nói. Biện pháp gì? Lý Vân Tiêu cười nói. Cái này cần Đàm Tông Chủ phối hợp. Đàm Địa Quân không rõ hắn có trò gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, chỉ cần thương hội ăn thiệt thòi thì hắn sẽ phối hợp, cho dù ra tay giết người cũng được. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng hít một hơi, phun ra một ngụm chân nguyên, giọng như lôi đình vang vọng trong hội trường. Bác Đấu Tông cảm thấy giá tiền của ngươi rất cao, nếu là vật vô chủ ở thành Nam Hỏa, nên quy tất cả cho mọi người, Lôi Phong Thương Hội cùng Thiên Hạc Thương Hội rõ ràng dám dùng thứ công cộng mang ra đấu giá, nhân thần cộng phẫn, thiên địa không dung. 300 ký lục chỉ châm này nên mang ra làm vật bồi tội, về phần trách phạt ra sao, chờ mọi người sau khi đi tìm mỏ trở về sẽ định đoạt. Cái gì? Giọng nói vừa vang lên, đám người đứng ngoài xem phải sợ hãi. Ngay cả Đàm Địa Quân và người Bắc Đấu Tông đều quá sợ hãi, thoáng cái trợn mắt nhìn. Một gã trưởng lão tiến lên tức giận nói. Vậy mà cầm danh hào Bắc Đấu Tông ra dệt chuyện, điều này hiển nhiên chính là kéo thù hận lên chúng ta và thương hội. Sắc mặt Đàm Địa Quân cũng âm trầm, Lý Vân Tiêu nói ra lời này hắn không thể thu hồi, nếu hắn yếu thế sẽ có phiền phức, không thu hồi trở lại cũng không theo. Chuyện này rõ ràng cho thấy sẽ khai chiến với đối phương. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Chớ hoảng sợ, hiện tại Bắc Đấu Tông như mặt trời ban trưa, mà phải nhìn xem phản ứng của Lôi Phong Thương Hội. Tên trưởng lão tức giận nói. Phản ứng, còn có thể phản ứng gì, đương nhiên là trực tiếp xông lên đánh chết chúng ta. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lạnh như băng nhìn qua, nói. An tĩnh cho ta, đây là phó tông chủ các ngươi đồng ý ta xử lý. Không tới phiên ngươi hô to gọi nhỏ. Ngươi, tên trưởng lão này tức giận không nhẹ, nếu không phải hoàn cảnh đặc thù, đã sớm đi lên chụp chết Lý Vân Tiêu. Đàm Địa Quân bình tĩnh lại, ngăn cản trưởng lão này, nói. Giao cho ngươi xử lý, nhưng nếu như làm hư, đừng trách ta trở mặt. Lý Vân Tiêu cười nhạt không nói, giờ phút này Bắc Đấu Tông sinh ra một tên võ đế, như mặt trời ban trưa. Dưới cửu thiên đế khí đều là con sâu cái kiến. Điểm ấy hắn hiểu rõ nhất, những người khác có lẽ không biết, nhưng Lôi Phong Thương Hội tuyệt không thể không biết, cho nên dù có bị tức hơn nữa cũng sẽ không mạo muội trở mặt chịu chết. Cũng không phải tất cả mọi người đều biến thái như Lý Vân Tiêu, trừ phi tổng bộ phái võ đế hàng lâm mới có khả năng chiến một trận. Lý Vân Tiêu vừa hét lớn, trong đấu giá hội an tĩnh lại, Phương Thiên Hạc và người Lôi Phong Thương Hội ở sau màn trợn mắt há hốc mồm. Loại khiêu khích công khai này. Sau nhiều năm hai thế lực ngừng chiến với nhau không xảy ra, trong lúc nhất thời sửng sờ không biết nên xử lý thế nào. Phương Thiên Hạc tức giận nói. Vật tạ tội, trách phạt cụ thể, ha ha, Bắc Đấu Tông các ngươi quá cản rỡ a. Căn bản không có đặt mấy chục thương hội thành Nam Hỏa vào trong mắt. Lý Vân Tiêu cười nói. Bốn, đã chưa từng đặt các ngươi vào trong mắt bao giờ, các ngươi còn xem mình là cái dễ hành gì. Ha 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 ha. Cả hội trường cười rộ lên, thế lực bản thổ vốn nhiều người, hơn nữa phần lớn đều là tán tu, càng thích theo chân ồn ào, tiếng cười quái dị vang lên liên tục, Phương Thiên Hạc tức giận sắc mặt tái nhợt, đứng ở giữa đài không biết làm gì. Nói không sai, vật vô chủ thì phải là của mọi người, các ngươi là người từ bên ngoài đến lại dám tự tiện dò xét, còn có ý định khai thác, phải bị tội gì? Ai, chịu tội tạm thời không nói. Bắc Đấu Tông đại nhân đã lên tiếng.
trước bảo chúng dâng ký lục chỉ châm ra, đợi mọi người đi điều tra về sau đó định tội. Không sai, Bắc Đấu Tông đại nhân quả thật anh minh, không hổ là đứng đầu thành Nam Hỏa chúng ta. Từng tiếng kêu vang lên, lúc trước còn có vài võ giả lẻ tẻ kêu to, càng về sau thì kêu thành từng đám, tất cả đều hiên ngang lẫm liệt, tất cả phẫn nộ không thôi, kiên định cho rằng thương hội xâm hại lợi ích của mọi người, yêu cầu thương hội phải trả lời. Phương Thiên Hạc giận dữ hét. Tốt, 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 Bắc Đấu Tông các ngươi quả nhiên tốt lắm, đã không tiếc trở mình, như vậy. Hắn còn chưa có nói xong, đột nhiên một tiếng hét chói tai vang lên, chen ngang lời của hắn, nói. Đây là ý của Trương Tông Chủ sao? Hắn dạy các ngươi làm người như vậy sao? Bóng người trên không trung chớp động, trên đài là một bóng người, đúng là Tế Lâm, trên mặt của hắn cũng giận dữ, nhưng mà trong mắt nhiều ra một tia kinh hoàng, không giống Phương Thiên Hạc tràn đầy phẫn nộ. Vừa rồi Phương Thiên Hạc nói thế dường như là muốn khai chiến, Tế Lâm ở phía sau sợ tới mức sốt cuộc ngồi không yên, vội vàng giống to chen ngang, hơn nữa người ta đã tát vào mặt một cái, hắn không thể không ra mặt. Đúng như Lý Vân Tiêu nghĩ, Phương Thiên Hạc cấp bậc quá thấp, căn bản không có tiếp xúc tới cấp bậc võ đế, tự nhiên sẽ không biết võ đế đáng sợ cỡ nào. Mà Tế Lâm thì khác, bản thân hắn là cường giả võ tôn đỉnh phong, khoảng cách võ đế chỉ kém một đường. Nhưng một đường này là chân trời góc biển, khó có thể vượt qua. Nếu thật sự khai chiến, thương hội dưới tình huống không có ngoại viện, xác định vững chắc là bị diệt. Cho nên trong mắt của hắn lộ ra vẻ bối rối, nếu như đây là Trương Lăng Hoa có ý định khiêu khích, như vậy thế cục cả thành Nam Hỏa sẽ không xong. Cho nên Tế Lâm vừa xuất hiện, lúc này hỏi thăm là ý của người nào, nếu như chỉ là một đám người đại biểu cho Bắc Đấu Tông thì hoàn toàn không cần lo lắng. Về phần đám người đứng ngoài thét to hò theo kia, đám người này hoàn toàn bị Tế Lâm bỏ qua. Chỉ cần thái độ của Bắc Đấu Tông rõ ràng, đám ô hợp này có thể thu thập trong vòng vài phút. Lý Vân Tiêu nghe Tế Lâm nói thế, hiểu được lo lắng của hắn, cười to. Bắc Đấu Tông làm người như thế nào, còn cần các ngươi tới dạy. Tế Lâm, có phải ngươi cũng muốn giáo huấn Trương Tông Chủ làm người như thế nào sao? Sắc mặt Tế Lâm đột biến, tuy trong nội tâm rất muốn. Nhưng mà lời này hắn không dám nói ra, tức giận nói. Ngươi là người phương nào? Vì sao phá hư quan hệ thế lực bản thổ và thương hội, giáp tâm ở đâu? Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Ta giáp tâm ở đâu? Phá hư quan hệ hai thế lực là Lôi Phong thương hội các ngươi, một mình khai thác tài nguyên công cộng, hiện tại còn muốn nhận chỉ đường tiền, quả nhiên là bóc lột thẩm tệ, ti tiện đến cực điểm. Ngươi hỏi đám người đứng ngoài một chút, nhân tâm ở đâu? Là hướng về Lôi Phong thương hội hay là hướng về Bắc Đấu Tông chúng ta? Bắc Đấu Tông! Bắc Đấu Tông! Bắc Đấu Tông! Trong lúc nhất thời âm thanh to lớn vang lên, tất cả mọi người càng ồn ào càng mạnh hơn, âm thanh hoàn toàn bao phủ Tế Lâm cùng Phương Thiên Hạc, hai người đứng ở giữa đài, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Phương Thiên Hạc vụng trộm truyền âm nói. Tế hội trưởng, hiện tại tình thế chuyển biến xấu như thế, Bắc Đấu Tông lại hùng hổ dọa người. Ngàn vạn không thể thế yếu, nếu không về sau muốn cường thế càng khó. Tế Lâm chừng hắn, truyền âm qua, tức giận nói. Nói miệng có thể dùng được cái gì? Cường thế như thế nào? Đối phương có võ đế tọa chấn, một trường đã chụp chết ta và ngươi. Phương Thiên Hạc sững sờ, nói. Có thể mang tình huống nơi này báo lại cho tổng bộ, phái cao thủ tới diệt trừ Trương Lăng Hoa. Tế Lâm khẽ lắc đầu nói. Giờ phút này sắp diễn ra lưỡng hội, cao thủ từ các nơi trên đại lục tiến về tổng bộ tọa chấn, căn bản không rảnh đến thành Nam Hỏa địa phương nhỏ này. Cho dù như thế nào cũng phải nhìn tới sau lưỡng hội, chỉ cần vị trí Lôi Phong thương hội vừa vững, đến lúc đó là thời điểm thu thập đám cặn bã này, hiện tại phải nhìn. Sắc mặt Phương Thiên Hạc biến hóa, nếu Tế Lâm đều nói như thế, như vậy chắc chắn phải làm rùa đen rồi, hắn cắn răng, xanh mặt nhìn chằm chằm vào phòng bên kia. Dường như muốn nhìn xuyên thấu qua, xem thấu là ai gây sóng gió bên trong. Lý Vân Tiêu đứng lên, hai ngón tay điểm lên trên mi tâm, không gian vặn vẹo, thân thể lập tức thuấn di mà đi, sau một khắc xuất hiện ở chỗ đặt ký lục chỉ châm, tiện tay lấy 10 tổ. Tất cả mọi người chưa từng thấy người nọ ra tay thế nào, thẳng đến khi hắn cầm ký lục chỉ châm, lúc này mới khiến mọi người ngất lịm. Tế Lâm cùng Phương Thiên Hạc cả kinh hoảng sợ kêu to lên. Là ngươi! Ngày đó Lý Vân Tiêu tại Bắc Đấu Tông náo lớn một trận, hơn nữa thong dong trở ra, lưu lại ấn tượng quá sâu cho mọi người.
Tăng thêm trong khoảng thời gian này tìm khắp cả thành mà không gặp, hắn đã thành nhân vật nóng nhất của thành Nam Hỏa. Hắn vừa xuất hiện, không chỉ có Tế Lâm cùng Phương Thiên Hạc kinh hãi, ngay cả đám võ giả đứng ngoài xem cũng im lặng, đấu giá hội tiếng động huyên náo ồn ào lập tức biến thành quỷ thành, không có một âm thanh. Lý Vân Tiêu sau khi lấy một tổ ký lục chỉ châm, đột nhiên quay người cười nói. Các ngươi đã không muốn chủ động dâng chỉ châm ra, vậy thì chúng ta nên động thủ lấy. Tế Lâm kinh sợ nói. Thì ra là ngươi gây sóng gió, ta muốn mạng của ngươi. Thân ảnh của hắn đột nhiên hành động, lực lượng võ tôn đỉnh phong lâm không đè xuống, thân thể đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lý Vân Tiêu, đánh ra một chưởng. Hắn chỉ muốn một kích lấy mạng đối phương, dùng chấn nhiếp bọn đạo trích. Nhưng lại sợ uy lực quá lớn phá hủy đấu giá hội, cho nên vận đủ ba thành trưởng lực xem hư không tệ. Hừ, Trương Lăng Hoa còn không lưu được ta, chỉ bằng ngươi cũng được. Mi tâm Lý Vân Tiêu có một đạo quang mang hiện ra, một bóng màu vàng từ không trung lăn xuống, lộ ra đầu cùng tứ chi, chính là hồ lô tiểu kim cương, nó mở thân thể giữa không trung, một chiêu kim cang quyền đánh ra ngoài. Đây là cái gì? Khôi lỗi. Đồng tử Tế Lâm đột nhiên co lại. Đã không rảnh nghĩ nhiều, một trưởng chống lại quyền phong của hồ lô tiểu kim cương, lập tức kình khí bắn ra bốn phía, một lỗ đen sinh ra giữa hai lực lượng va chạm. Tế Lâm hoảng sợ thất sắc, kình phong của đối phương hoàn toàn xuyên qua trưởng lực của hắn, đầu cánh tay run lên, đã mất đi chi giác. Mà hồ lô tiểu kim cương dường như không bị ảnh hưởng bao nhiêu, ngược lại một bước tiến lên phía trước, thân thể cứ như vậy trực tiếp xuyên qua khe hở hắc động kia, lực xé rách cực lớn tàn sát trên người nó. Nhưng chỉ lưu lại một ít dấu vết nhàn nhạt. Chi, đây rốt cuộc là vật gì? Tế Lâm kinh hãi tột đỉnh, hắc động có lực xé rách mạnh mẽ, hắn không dám dùng thân thể chạm vào. Đối phương vậy mà ngoảnh mặt làm ngơ xuyên qua, đánh ra một quyền, quyền uy hiển hách làm võ giả nơi đây cảm thấy áp lực lớn lao, nhao nhao biến sắc. Tế Lâm kinh hãi, không dám dùng tay phải đang run lên, mà là tay trái bắt kiếm quyết đánh ra một kiếm, vận đủ 7 phần lực lượng. Không gian trực tiếp bị cắt ra, cắt vào hư không. Phanh! Chỉ lực đánh vào kim cang quyền của hồ lô tiểu kim cương, phát ra âm thanh xèo, xèo. Hồ lô tiểu kim cương bị đánh bay trở về. Mà Tế Lâm cũng bị quyền phong đánh lui vài bước, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lực lượng một chỉ này là 7 thành thực lực của võ tôn đỉnh phong, đừng nói một khôi lỗi, cho dù là huyền khí thất gai cũng bị tổn hại, nhưng chỉ lưu lại vết rách nhàn nhạt trên quyền của đối phương. Vào lúc hồ lô tiểu kim cương bước lui Tế Lâm, Phương Thiên Hạc cũng đột nhiên ra tay, mục tiêu chính là Lý Vân Tiêu. Hắn theo sát tới gần Lý Vân Tiêu, khí thế trên người bành trướng tới cực điểm, muốn một kích giết người. Lý Vân Tiêu khinh miệt cười cười, duỗi tay phải ra, trong lòng bàn tay có một đám cương phong sinh ra, hồn lực của hắn khống chế kéo dài ra, hóa thành kiếm thế chém tới. Kiếm quyết tinh diệt, thái cổ cương phong biến thành kiếm quang, lập tức cắt nát hư không. Gào thét mà đi. Phương Thiên Hạc chấn động, kiếm quang kia âm minh theo nguyên tố chi lực bá đạo và khí tức khủng bố, vậy mà làm cho đáy lòng của hắn mềm yếu không dám sinh ra phản kháng. Đạo kiếm khí phong hệ nguyên tố ngưng tụ thành xé lĩnh vực của hắn như giấy mỏng, đánh tới. Nội tâm Phương Thiên Hạc trầm xuống, trong tay xuất hiện một đạo hoàng sắc quang mang, ngưng tụ thành một cây trường thương, gào thét xuất toàn lực đâm vào kiếm quang. Một đạo bạch quang trên thân thương tỏa ra, uy thế kinh người. Oanh! Dù sao thực lực Lý Vân Tiêu quá yếu, kiếm quang đánh vào thân thể đối phương đã tán loạn. Lý Vân Tiêu đã bị sức lực lớn phản chấn, xoay tròn trên không trung, lực phản chấn như nước chảy xẹt qua, giờ phút này hồ lô tiểu kim cương cũng bay trở về, tai phải của hắn điểm vào mi tâm. Một kích đắc thủ, sắc mặt Phương Thiên Hạc không tốt hơn chút nào, kiếm quang bị chấn tán loạn. Nhưng thái cổ cương phong lại không ngừng quét qua trên trường thương, theo thương kiếm một tia quấn xuống, giống như đang ma kêu quỷ gào, phát ra âm thanh gợn người, hào quang trên thân thương cũng bị thổi tan. Phương Thiên Hạc chấn động, vội vàng rót nguyên khí vào thân thương, đau khổ chống lại lực ăn mòn của thái cổ cương phong. Lần này tất cả võ giả trong đấu giá hội ngây ngốc, vô cùng hoảng sợ. Người ngày đó tại Bắc Đấu Tông nhìn thấy Lý Vân Tiêu ra tay thì khá tốt. Còn lại chỉ là nghe nói hắn đào thoát khỏi tay võ đế, vốn không tin, cho rằng là nghe lầm đồn bậy, càng khoa trương càng lớn, nhưng giờ phút này thấy hắn ra tay, vậy mà đồng thời đẩy lui hai võ tôn thành danh từ lâu, lập tức hoảng sợ, không còn hoài nghi. Ha ha, nếu Vân Thiếu dẫn đầu lấy một phần,
Bắc Đấu Tông ta cũng mượn gió bẻ măng a. Tiếng cười của Đàm Địa Quân truyền đến, lĩnh vực đánh xuống, bao phủ Lý Vân Tiêu cùng Tế Lâm. Thực lực Lý Vân Tiêu tuy biến thái, nhưng còn chưa tới mức có thể chống lại Võ Tôn. Điểm ấy Đàm Địa Quân phi thường rõ ràng, sợ hai người lại ra tay tổn thương Lý Vân Tiêu, cho nên đột nhiên ra tay. Hơn nữa hắn giờ phút này tâm tình thập phần tốt, Lý Vân Tiêu hiện thân đã làm việc này náo lớn, đến lúc đó có thể toàn bộ đổ lên người Lý Vân Tiêu, hiện tại Bắc Đấu Tông đại xuất danh tiếng, tụ tập nhân tâm. Mọi người chỉ thấy vụ mai chi khí bao phủ bình đài, sau đó một nam tử tròm râu dê xuất hiện, hơn 20 tổ chỉ châm tiêu tán, lập tức bay đi. Đàm Địa Quân, ngươi! Tế Lâm giận dữ không thôi, nhưng hào quang đầy trời, ký lục chỉ châm phân tán, chúng võ giả lập tức tranh nhau, cả phòng đấu giá loạn thành một bầy, vẫn vô lực xoay chuyển trời đất. Hắn tức giận sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm vào Đàm Địa Quân cùng Lý Vân Tiêu, cắn răng nói. Đây là ý của Trương Lăng Hoa. Đàm Địa Quân sùi cười nói. Chính là việc nhỏ, không cần sư huynh của ta hạ ý. Đa tạ chỉ châm của các vị, ta còn vội vàng đi tìm bảo tàng đây. Vân Thiếu, chúng ta đi. Hắn bay lên trời, hóa thành một đạo hào quang đâm rách trần nhà phong đấu giá bay đi, ánh mặt trời chiếu xuống. Tế Lâm tức giận toàn thân run rẩy, sát khí trên người đại thịnh, rồi lại không thể làm gì. Cả phòng đấu giá đã loạn thành một đoàn, các lộ võ giả tranh giành ký lục chỉ châm, đã phá hư sân bãi nơi này, trừ phi hiện tại ra tay giết chết toàn bộ bọn chúng, nhưng hiện tại không có khả năng này. Đệ tử Bắc Đấu Tông trong giặc cũng bay đi. Mai Đông Nhi Lăng không quay đầu lại, nhìn qua Lý Vân Tiêu nói. Vân Thiếu, ngươi! Lý Vân Tiêu cười nói. Các ngươi đi trước, ta sẽ theo sau. Hắn bay vào trong giặc. Người Tân Nguyệt Tông cũng đoạt ký lục chỉ châm, chỉ còn lại có Mạc Hoa Nguyên cùng người Tử Vân Thương Hội. Mạc Hoa Nguyên lo lắng nói. Vân Tiêu Đại Sư, người náo lớn như thế, triệt để đắc tội Lôi Phong Thương Hội. Nếu như việc này truyền về Tổng Bộ, bọn họ sợ rằng sẽ đuổi giết ngươi tới chân trời góc biển. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng cười cười, nói. Vẫn câu nói kia, nếu Chu Kỳ Thủy có ý kiến, ngày khác ta đi, nói chuyện, với hắn thật tốt. Mạc Hoa Nguyên im lặng, hắn không biết Lý Vân Tiêu có lực lượng cuồng vọng tới từ đâu. Lý Vân Tiêu nói, ta muốn đi tìm Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên Mạch Khoáng, hai vị định như thế nào? Mạc Hoa Nguyên nói, việc này ta tiện nhúng tay vào, Vân Tiêu Đại Sư cẩn thận. Hắn cố ý trở về, không muốn cuốn vào chuyện phân tranh nhàm chán này. Cẩn Huyên trầm tư một chút, nói, Cẩn Huyên muốn theo Vân Thiếu cùng đi. Ổ Sâm kinh hãi, nói. Hội trưởng đại nhân, không thể, quá nguy hiểm. Hiện tại Tử Vân Thương Hội đang lâm vào nguy cơ, tất cả còn dựa vào nguy bày mưu nghĩ kế. Cẩn Huyên nói. Không sao, có Vân Thiếu cung cấp những luyện phương kia, Tử Vân Thương Hội đã đứng ở thế bất bại. Trong khoảng thời gian này đến nay, luyện phương đã sớm truyền thẳng về cho Tổng Bộ, hơn nữa đạt được tin tức xác nhận, y theo luyện phương đủ để đánh bại thành phẩm của Thiên Hạc Thương Hội. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Lần đi này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, thực lực của ta không lớn, nhưng trốn chết vẫn có. Cẩn Huyên xinh đẹp cười nói. Cẩn Huyên tuy thực lực thấp kém, nhưng tuyệt đối không thành vướng víu cho Vân Thiếu, còn xin yên tâm. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Được rồi, tuy ngươi biểu hiện ra chỉ là võ hoàng lục tinh, nhưng ta cảm giác được, lực lượng chân thật của ngươi không chỉ như thế, nhưng mà hết thảy cẩn thận. Cẩn Huyên nói. Tất cả dùng Vân Thiếu làm chủ. Lý Vân Tiêu lấy ra một ký lục chỉ châm ném cho Cẩn Huyên, hai người lập tức hóa thành một đạo quang mang, phá vỡ vòm trời bay về phía nam. Lúc này trong phòng đấu giá thỉnh thoảng có hào quang bay lên, đều là võ giả cướp đoạt ký lục chỉ châm, không muốn lãng phí thời gian, trước tiên bay theo hướng ký lục chỉ châm chỉ dẫn, dù sao lực hấp dẫn của Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên thật sự quá lớn. Bên trong phòng đấu giá, nhân số càng ngày càng ít, tranh đoạt cũng càng ngày càng kịch liệt. Hơn nữa hủy đi không ít ký lục chỉ châm. Phương Thiên Hạc nhìn qua đống bừa bộn đầy đật, mặt âm trầm, nói. Làm sao bây giờ? Tế Lâm ánh mắt như nước, thần sắc lập lòe bất định, lạnh lùng nói. Nếu Bắc Đấu Tông hung hăng càn quấy cuồng vọng, ta cũng muốn làm bọn chúng té ngã, tuy không cách nào dung chuyển tới căn bản, nhưng không thể nghi ngờ cũng là đả kích không nhỏ. Về phần đám người khác, hừ, để bọn chúng chịu chết đi. Phương Thiên Hạc nói. Đúng vậy, tuy hôm nay ném một ít mặt mũi,
nhưng kế hoạch cũng không cải biến, chỉ ít đi vài tỷ nguyên thạch mà thôi. Chỉ cần những người này bị một lưới đả kích, nguyên thạch không coi là cái gì. Rất nhanh sẽ khiến bọn chúng biết rõ, cướp được ký lục chỉ châm, trên thực tế là một cái chìa khóa tử vong a, ha ha. Nói đến phía sau, hắn cười ha hả. Tế Lâm hừ lạnh nói. Những người này chết chưa hết tội, tốt nhất là Trương Lăng Hoa cũng đi qua, nói không chừng còn có cơ hội diệt sát hắn. Hừ, chính là con rắn nhỏ cũng dám đấu với Lôi Phong Thương Hội là Cự Long Ngao Du Cửu Thiên, chết không có gì đáng tiếc. Ngươi lập tức đi chuẩn bị, chúng ta cũng không thể quá rớt lại phía sau, theo sát đám người này. Vâng. Phương Thiên Hạc ứng một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, liền xuống dưới. Tế Lâm nhìn qua đám võ giả còn đang tranh giành ký lục chỉ châm, trong mắt đầy vẻ châm chọc. Ký lục chỉ châm vẫn chỉ về phía nam, bay hồi lâu vẫn không có biến hóa. Thẳng đến khi ra khỏi thành Nam Hỏa thì bắt đầu tiến vào tử địa, mới bắt đầu có chút biến hóa. Cẩn Huyên nhìn qua ký lục chỉ châm trong tay, cả kinh nói. Tử địa chết tiệt này quả nhiên cổ quái, dường như các loại lực lượng giao tạp hội tụ, ảnh hưởng tới hướng của kim châm, làm thế nào cho phải? Lý Vân Tiêu nói, nếu Lôi Phong Thương Hội đã làm ra chỉ châm này, nhất định không có vấn đề. Đúng như ngươi nói, nơi này là chỗ các loại lực lượng giao hội, xem ra phải đi bộ tới trước, địa địa có ẩn chứa ý cảnh bao dung ngàn vạn, có thể trải vuốt các loại lực lượng mạch lạc, chỉ cần đi trên mặt đất là có thể. Hai người đáp xuống mặt đất, chỉ châm trong tay quả nhiên không có lắc lư, đều đồng loạt chỉ thẳng về phía trước. Trong lòng Cẩn Huyên thất kinh. Kiến thức bực này không nên xuất hiện trên người một thiếu niên, nhưng mà gương mặt của hắn vẫn non nớt như thế a. Lý Vân Tiêu chỉ trên mặt đất, nói. Xem những dấu chân này, hẳn là đám người Đàm Địa Quân, tổng cộng 9 người. Tuy là rác rưởi, nhưng mà đủ thấy tu vị cao thấp chênh lệch rất nhiều. Hai người dọc theo hướng chỉ châm dẫn đường, đi xuyên qua sơn mạch núi rừng, quanh co khúc khuỷu vài lần mới tới một nơi khác. Cẩn Huyên cả kinh nói. Có phải đã tiến vào ảo cảnh không? Nhớ rõ Phương Thiên Hạc đã nói rõ nơi này có ảo cảnh tự nhiên. Lý Vân Tiêu nói. Chưa hẳn, nếu là ảo cảnh tự nhiên, nhất định sẽ có lực lượng khổng lồ lưu động, chèo chống ảo cảnh này tồn tại. Mà nơi đây hiển nhiên không có, ta cảm thấy rất có thể là thương hội động tay động chân. Cẩn Huyên giật mình nhìn qua kim chỉ phía trước, sợ hãi nói. Lôi Phong Thương Hội làm ra chuyện này, không để ý danh dự đấu giá sao? Nàng có chút không thể tin, dù sao đối với thương hội mà nói, danh dự còn quan trọng hơn cả tính mạng. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Chưa hẳn, có lẽ bọn chúng chỉ muốn che chắn lộ tuyến chính thức, cho nên động chút tay chân lên kim chỉ hướng, cuối cùng nhất có lẽ vẫn đi quanh một hồi, vật phẩm đấu giá bị động tay chân, bất cứ thương hội nào cũng không thừa nhận. Cẩn Huyên thầm nghĩ cũng phải, nhưng mà nàng phát hiện tiếp xúc với Lý Vân Tiêu càng nhiều, trong nội tâm khiếp sợ càng nhiều. Nàng bây giờ không hoài nghi Lý Vân Tiêu có thể giúp Thiên Nguyên Thương Hội lấy thuật đạo chiến thắng, chỉ âm thầm kinh dị, Đinh Linh Nhi tìm nơi nào ra yêu nghiệt thế này. Ân, bọn họ đang ở phía trước. Đi tới một lát, đột nhiên Lý Vân Tiêu nói ra, trên mặt mang theo thần sắc hoài nghi, bước chân nhanh hơn, bởi vì bọn họ phát hiện đám người Đàm Địa Quân đang gặp được phiền toái, không thể tiến lên. Hai người nhanh chóng vượt qua vài lùm cây, lập tức nhìn thấy 9 người Đàm Địa Quân đang đứng trước một cái hồ nước. Hồ nước tinh khiết như tấm gương sáng, dưới ánh mặt trời có gợn sóng lăn tăn, vô cùng đẹp. Vân Thiếu, Mai Đông Nhi vừa thấy Lý Vân Tiêu, lập tức đại hỉ chào đón. Nhìn Cẩn Huyên bên cạnh chào một câu. Đàm Địa Quân nói, tiểu tử, ngươi tới. Xem như chào hỏi, hắn bây giờ đối đãi Lý Vân Tiêu xem như bình khởi bình tọa, không dám qua loa. Lý Vân Tiêu ứng một tiếng, ánh mắt nhìn vào mặt hồ. Trên mặt mang theo vẻ ngạc nhiên, nói. Hồ nước thật kỳ quái, linh khí bức người, lại không còn sinh linh. Khóe mắt Đàm Địa Quân giật giật, giật mình nói. Ngươi cũng nhìn ra, ân, ta quên, ngươi bản thân là thất giai thuật luyện sư, làm sao mà không nhìn ra chứ? Quang ảnh chập chờn, hồ nước trong sạch, mặt hồ lăn tăn, nhưng các ngươi không nhìn ra nó không bình thường sao? Lý Vân Tiêu lãnh đạm nói ra, dường như tại khảo vấn mọi người. Một gã trưởng lão khẽ nói. Mặt hồ linh khí bức người, lại không có sinh linh trong đó, cần chờ ngươi nói sao? Tên trưởng lão này chính là người tức giận Lý Vân Tiêu trong phòng đấu giá hội, tên là Chân Đức Hữu tu vị võ tôn tam giai.
Lần này có hai gã trưởng lão đi theo Đàm Địa Quân, còn có một Tư Mã trưởng lão thần bí, thân thể bao phủ trong áo đen, không lộ mặt ra ngoài. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Người thông minh quá nên không cần nói nữa. Đàm Phó Tông Chủ, người có thể nhìn ra điểm quái dị không? Chân Dức Hữu tức giận, nói. Có bản lĩnh đừng trốn, chúng ta đường đường chính chính đánh một trận. Lý Vân Tiêu mỉa mai nói. Người vượt qua ta hai đại cảnh giới lại khiêu chiến ta sao? Người còn dám nói ngươi không lấn ta sao? Có bản lĩnh thì hướng lên hai đại cảnh giới, đi khiêu chiến cường giả thần cảnh đi, đó mới là châu bò đấy. Ngươi, đáng chết. Chân Đức Hữu chán nản, cũng không nói thêm câu nào. Hắn tức giận xoay người sang chỗ khác, không hề để ý tới Lý Vân Tiêu nói chuyện, miễn bị tức chết. Đàm Địa Quân biết rõ tính cách của Lý Vân Tiêu, cho dù là hắn cũng không có biện pháp gì. Huống hồ giờ phút này hắn cũng nhìn ra cái gì đó, càng nói rõ hắn là thế hệ thông minh tài trí siêu việt. Trừ không có sinh linh ra, ta cũng cảm thấy có chút không đúng, hơn nữa không đúng rất mãnh liệt, nhưng trong nhất thời không thể nói ra đó là cái gì. Đàm Địa Quân nhìn qua mặt hồ, trong nội tâm cổ quái càng ngày càng rõ, nhưng không nói nên lời. Người còn lại có cảm giác, dường như xem nhẹ cái gì đó. Lý Vân Tiêu cười nói. Hồ nước trong tĩnh. Vốn phải có bóng núi rừng trong đó, thế nhưng mà... a, à, Mai Đông Nhi dẫn đầu kêu lên, giật mình nói. Cái này, mặt hồ này không có bóng núi rừng. Mọi người lúc này mới nhao nhao tỉnh ngộ, khó trách cảm giác không đúng. Sắc mặt Đàm Địa Quân thay đổi, hắn đi lên vài bước nhìn qua mặt hồ, vẻ mặt cổ quái càng lớn, hắn phát hiện cái bóng của mình không phản chiếu trên mặt nước, chỉ nhìn thấy tảng đá trong nước hồ thanh tịnh mà thôi. Vân Thiếu. Đã xảy ra chuyện gì? Mai Đông Nhi nhảy đến bên người Lý Vân Tiêu, thỉnh giáo, trong mắt mang theo kính nể. Những người còn lại vẻ mặt cổ quái, cảm thấy thiếu niên này quá khó tin, vừa nhìn hắn, chờ hắn giải đáp. Lý Vân Tiêu thở khẽ nói. Không biết. Đàm Địa Quân. Có phải là muốn bàn điều kiện không? Nói đi. Hắn đã quen cách làm người của Lý Vân Tiêu, không lợi không dậy sớm, không lợi không xuất lực. Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi, ngượng ngùng nói. Ta có tham lam như thế hay sao? Thật không biết, mặt hồ cổ quái thế này ta mới nhìn thấy lần đầu tiên. Đàm Địa Quân lộ ra vẻ mặt hồ nghi, còn không tin tưởng, hỏi tiếp. Thực, kỳ thật ngươi có thể đề điều kiện, có thể đáp ứng thì ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Lý Vân Tiêu, là không biết thật sự. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, nghi ngờ nói. Các ngươi sẽ không bởi không có sinh linh mà không dám tiến vào a, gặp phải tình huống thế nào? Đàm Địa Quân cười thần bí, nói. Chính ngươi thử xem, nhìn xem có đi qua được không? Lý Vân Tiêu không nói hai lời, hắn dẫm lên mặt hồ. Trong thiên hạ này trừ nơi khủng bố như Ngân Hà trong vực ngoại tinh không ra, còn không có nơi hắn không dám đi. Không muốn a. Trong lòng Mai Đông Nhi quính lên, cuống quýt ngăn cản, dường như có gì đó không ổn. Đạp. Nhưng đã muộn, Lý Vân Tiêu một cước bước lên mặt hồ, từng bọt nước tung tóe lên, một gợn sóng khuếch tán dưới chân hắn. Người trên bờ hồ mở to mắt ra, chỉ thấy một nhúm hào quang sinh ra dưới chân Lý Vân Tiêu, sau đó thân ảnh của hắn bị đạo hào quang này kéo vào trong hồ. Vân Thiếu. Mai Đông Nhi cùng Cẩn Huyên hai người đồng thời kinh hô lên, trơ mắt nhìn hắn bị kéo vào trong nước, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Mặt hồ vẫn thanh tịnh, dường như không có phát sinh cái gì cả. Cẩn Huyên kinh hãi nói. Đàm Tông Chủ, trong này xảy ra chuyện gì? Đàm Địa Quân khoanh tay trước ngực, lẳng lặng nói ra. Hẳn là có không gian khác, để cho Lý Vân Tiêu đi thử một chút. Dùng năng lực của tiểu tử kia hơn phân nửa là không có việc gì. Nếu như hắn cũng đi ra được, chúng ta càng không được. Hắn đánh giá Lý Vân Tiêu cực kép, làm cho mọi người giật mình. Kinh hãi không thôi. Tuy Lý Vân Tiêu biểu hiện thực lực, mưu trí và kiến thức khiến người ta lau mắt mà nhìn, nhưng trong tiềm thức vẫn cho rằng hắn là võ tông mà thôi, là võ tông cần đối đãi đặc biệt, căn bản không thể so sánh với võ hoàng, võ tôn. Nhưng Đàm Địa Quân nói như vậy, làm cho mọi người đánh giá hắn trực tiếp tăng lên vài lần. Đàm Địa Quân liếc mắt nhìn qua Cẩn Huyên cùng Mai Đông Nhi đang khẩn trương, cười nói. Yên tâm đi. Nếu Lôi Phong Thương Hội làm ra ký lục chỉ châm này, vậy nhất định có thể thông qua, nhưng mà chắc chết với tổn thương không ít người a. Hắn nói lời này làm nội tâm hai nữ tử trầm trọng, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Minh Anh Dịch nói. Phó Tông Chủ Đại Nhân, ngày năm đó không phải cũng tiến vào tử địa này sao? Có từng gặp được qua hồ nước này? Ân. Đàm Địa Quân dùng ngón tay gõ gõ đầu, trầm tư nói. Thời đại có chút lâu, nhưng mà ta không có ấn tượng. Tuyệt đối không thể trong thời gian mấy chục năm trống rỗng xuất hiện cái hồ nước lớn như thế, đúng là kỳ quái. Cẩn Huyên dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng nói. Vân Thiếu đã từng nói, tuyến đường của chúng ta có thể đã bị Lôi Phong Thương Hội cố ý an bài tốt, cuối cùng sẽ đi tới cuối cùng, nhưng trên đường vô cùng có khả năng tiến vào rất nhiều nguy hiểm, hồ nước này có phải là do Lôi Phong Thương Hội dở trò quỷ? Đàm Địa Quân nói. Ồ, hắn cũng cho rằng như vậy sao? Ta cũng có cảm giác này. Nói như vậy, hồ nước này vô cùng có khả năng là một trận pháp, nhưng cho dù thế nào cũng phải tầm thường, không giống như cấp bậc mà Tế Lâm có thể làm ra. Cẩn Huyên vội la lên. Vậy làm sao bây giờ? Một chiêu phá vạn pháp, không bằng mọi người cùng liên thủ đánh một kích, có lẽ có thể đánh vỡ đại trận này. Đàm Địa Quân lắc đầu nói. Không thể, không nói đến đây có phải trận pháp hay không, trong chúng ta không này cao nhân. Căn bản không cách nào phán đoán được. Cho dù là có trận pháp, chúng ta liên thủ phá vỡ, nhưng Lý Vân Tiêu đã đi vào, khó bảo toàn hắn sẽ không bị đánh thành cặn bã. Cẩn Huyên biến sắc, nàng sốt ruột cứu người, lại quên đi có thể làm tổn thương tới Lý Vân Tiêu, thoáng cái mất đi chủ ý, ngơ ngác đứng ở đó không biết vì sao. Trần Đứ Hữu cười ha hả, nói. Ha ha, đánh thành cặn bã là tốt nhất, là tiểu tử kia chạy trốn nhanh. Phó Tông Chủ. Ta cảm thấy được Cẩn Huyên hội trưởng đưa kế sách này có thể thực hiện được, chúng ta không phải đang lo không thể bắt được tiểu tử này sao? Cẩn Huyên giận tím mặt, trong mắt mang theo lửa giận, Mai Đông Nhi ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Trần Đức Hữu, dù hắn là trưởng lão tông môn cũng không khách khí. Đàm Địa Quân khua tay nói. Không thể, hóa lôi thần quyết đang nằm trên tay tiểu tử này. Tiểu tử này sinh tử là nhỏ, nhưng hóa lôi thần quyết là chuyện lớn, nhất định phải đặt vào tay. Ân, đáng tiếc cơ hội vặt rồi. Chỉ có thể chờ tiểu tử kia đi ra, chỉ sợ tiểu tử kia bạc mệnh chết bên trong, liên quan tới hóa lôi thần quyết biến mất, cho dù hắn đáng chết cỡ nào cũng phải cứu hắn ra. Trần Đức Hữu hừ lạnh nói, đối với tình huống Lý Vân Tiêu hắn nhìn mà hả hê. Lý Vân Tiêu bị hào quang hút đi, chỉ cảm thấy thân thể xuống trầm xuống, hắn tiến vào trong không gian kỳ lạ, bốn phía đều là nước, thật giống như bị nhấn chìm xuống đáy hồ. Ồ! Chẳng lẽ thật sự là hồ nước, cổ quái a? Lý Vân Tiêu cảm thụ hồ nước bốn phía, áp lực thập phần bình thường, cũng không có gì đặc biệt hơn người, hơn nữa tốc độ lưu động cực chậm, rất giống đáy hồ tầm thường. Nhưng mà linh khí trong hồ nước nồng đậm khó tin được, giống như linh khí hóa thành dịch. Đây là nơi nào, chẳng lẽ có chuyện tốt như thế, người Lôi Phong Thương Hội đưa ta tới Linh Tuyền Bảo Địa. Chẳng lẽ bọn chúng thật là Lôi Phong, không chút nào lợi mình, chuyên môn lợi người. Lôi Phong trong truyền thuyết Thiên Vũ Đại Lục là võ đế trong truyền thuyết chuyên làm chuyện tốt nhưng không lưu tên, bị xem là đinh ốc võ đế, vẻn vẹn tồn tại ở trong thần thoại và giả sử mà thôi, trong hiện thực chưa từng có người nào nhìn thấy. Thần thức Lý Vân Tiêu rất cường đại, cũng không có cảm nhận được có cái gì không đúng. Thân thể đắm chìm bên trong hồ nước, cảm thấy vô cùng thoải mái thích ý, linh khí hóa thành nước đang thoải mái thân thể của hắn. Oa, thực sự là linh khí hóa thành dịch, không cần tu luyện. Linh thủy này rót vào thân thể, thoải mái kỳ bách mạch, không qua vài năm cũng tự động tấn cấp. Lý Vân Tiêu đại hỉ, cũng mặc kệ ăn khớp hay là không đúng, không chút khách khí bắt đầu thi triển bí quyết, điên cuồng hấp thu linh khí trong nước, linh khí cường đại rót vào trong thân thể, giống như tìm được nơi đổ vào, không ngừng tiến vào trong. Vào lúc này tụ tập quanh hồ nước càng đông, cơ hồ tất cả võ giả cướp được ký lục chỉ châm đều tới đây, nhưng mà người Bắc Đấu Tông đã tĩnh tâm chờ đợi. Bọn họ cũng không dám mạo muội tiến vào trong nước. Lý Vân Tiêu bị hút vào trong đó không có động tĩnh, xem ra hơn phân nửa là chết bên trong rồi. Ân, tuy thân thủ của tiểu tử đó thật nhanh, trốn chạy để khỏi chết rất có thủ đoạn, nhưng dù sao chỉ là võ tông cặn bã mà thôi, một khi gặp nguy hiểm thì chết chắc. Thế nhưng mà, hắn mà chết, đối với chuyện phá vỡ thế khó trước mắt làm sao bây giờ? Không thấy Bắc Đấu Tông đại nhân đều không quan tâm sao? Ngươi mò mẫn chen vào làm cái gì? Đi theo nhiều người sẽ không sai đâu. Nghe mấy người nghị luận, trong lòng Mai Đông Nhi khẩn trương, chờ đợi lo lắng cố lấy dũng khí hỏi. Phó Tông Chủ Đại Nhân, Vân Thiếu hắn không có việc gì chứ?
Đàm Địa Quân liếc nhìn nàng một cái, nói. Không ngại, nếu như hồ nước này thật sự là bẫy dập của Lôi Phong Thương Hội, như vậy không có vấn đề. Bọn chúng tuyệt đối sẽ bố trí sát cục bên trong, nhất định sẽ động chân tay vào. Tiểu tử này không phá hết sát cục, đám người chúng ta có mấy người vượt qua. Mai Đông Nhi nghe hắn nói như thế, trong lòng mới an tĩnh lại. Trần Đức Hữu cau mày nói. Đông Nhi, ngươi chính là đệ tử trọng yếu nhất của Bắc Đấu Tông, cũng đừng nên bị tiểu tử kia hút hồn, ngàn vạn phải nhớ kỹ thân phận và lập trường của ngươi. Sắc mặt Mai Đông Nhi đỏ lên, hiện lên vẻ nổi giận, không chút khách khí nói. Trần trưởng lão nghĩ nhiều. Trần Đức Hữu hừ lạnh một tiếng, nói. Hy vọng là ta nghĩ nhiều, nếu không ta chỉ có thể thay Hà trưởng lão quản giáo đệ tử của nàng mà thôi. Tông chủ Bắc Hà Tông Tuân Chi Minh cũng đứng ở ven hồ, lay động quạt lông trong tay, mắt nhìn hồ nước, nói. Lý Vân Tiêu đi vào bao lâu? Đàm Địa Quân nói. Sắp được một giờ. Lâu như vậy. Tuân Chi Minh nhíu mày, nói. Nếu như nói là phá trận, sắp một giờ là lành ít dữ nhiều. Lý Vân Tiêu có thể bị nhốt trong đó hay không, đang chờ chúng ta cứu viện. Đàm Địa Quân khẽ nói. Không bài trừ loại khả năng này, chỉ thuận theo ý trời, thời gian còn sớm, chờ thêm một chút thì có làm sao. Trong mắt Tiêu Minh Huy có hào quang chớp động, cười nói. Đàm Tông Chủ giỏi tính toán, người Lôi Phong Thương Hội cho tới bây giờ vẫn không nói một lời, có thể thấy bọn chúng cho rằng chỉ một giờ chúng ta vẫn không thể phá được trận pháp. Như vậy Lý Vân Tiêu có lẽ bị nhốt là chiếm đa số. Lúc này trong phòng đấu giá thành Nam Hỏa, Phương Thiên Hạc sốt ruột dẫn hơn 10 cường giả, tụ hợp với Tế Lâm, bắt đầu đi về phía Nam. Bởi vì đấu giá lọt vào tranh dấu, ngay cả bọn họ nắm chủ động cũng biến thành bị động, vội vàng sốt ruột đuổi theo đám người này. Phương Thiên Hạc lo lắng nói. Những bố trí kia sẽ không bị tiểu tử phá vỡ đấy chứ. Tế Lâm vẻ mặt trêu tức, khẽ nói. Nằm mơ sao, cho dù thông qua cửa thứ nhất, cho dù không toàn quân bị diệt thì ít nhất cũng trọng thương. Phương Thiên Hạc nói, nếu như bọn chúng tổn thương quá nặng, mục đích của chúng ta. Yên tâm đi, tất cả đều tính toán tốt, chắc có lẽ không kém quá xa. Ta đoán bọn chúng còn bồi hồi ở cửa thứ nhất không tiến, dù sao đều không phải người ngu, bao nhiêu cũng đánh giá ra đây là trò quỷ của chúng ta. Sắc mặt Tế Lâm hơi tốt lên, nói. Cho dù bọn chúng đoán được thì thế nào, dưới hấp dẫn của Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên, có mấy người ngăn cản được. Phương Thiên Hạc ân một tiếng, sau đó nói. Tế Tông Chủ, người thực sự mang đồ vật kia bố trí ở dưới. Sẽ không có một tia đau lòng. Tế Lâm liếc hắn một cái, chậm rãi nói. Không nỡ hài tử làm sao bắt được sói, kiện bảo vật kia là do thuật luyện đại sư của Lôi Phong Thương Hội chúng ta dùng hơn nửa năm chế thành. Hơn nữa tốn hao số tiền lớn cầu mua một giọt bách xuyên nguyên thủy dung nhập vào trong, muốn nói không đau lòng làm sao có thể, nhưng ta cho rằng bọn chúng thoát khốn cũng không nhiều, muốn phá hư kiện bảo bối kia căn bản không có khả năng. Phải biết rằng, đây là đoạn huyền khí bát giai A, vũ vu nhất trạc bình hồ kính. Phương Thiên Hạc cả kinh nói, vũ vu nhất trạc bình hồ kính, quả nhiên là chí bảo này. Nhưng mà một giọt bách xuyên nguyên thủy quá ít A, võ giả bình thường sẽ không chịu nổi. Nhưng đối với nhiều võ tôn mà nói, hơn nữa tên tiểu tử Lý Vân Tiêu dường như khống chế nguyên tố chi lực rất mạnh a. Hừ, ngươi biết cái rắm. Tế Lâm khinh thường nói. Cho dù là võ tôn, vượt qua vũ vu nhất trạc bình hồ kính không chết cũng lột ra. Về phần nguyên tố chi lực của Lý Vân Tiêu chỉ đáng cười một chút mà thôi, phải biết rằng bách xuyên nguyên thủy là tồn tại tới gần nguyên tố thủy bổn nguyên, cho dù một giọt cũng vạn kim khó cầu, cho dù tiểu tử kia khống chế nguyên tố chi lực mạnh hơn nữa. Có thể đỡ nổi nguyên tố bổn nguyên sao? Bách xuyên nguyên thủy, cho dù pha loãng gấp một vạn lần cũng tương đương với kịch độc, võ giả bình thường căn bản không chịu nổi. Phương Thiên Hạc vuốt mông ngựa nói. Tế hội trưởng nói đúng, quả nhiên kiến thức sâu xa, cho dù Trương Lăng Hoa tiến giai võ đế thì như thế nào, trong cơ thể những người này chỉ cần nhiễm một chút bách xuyên nguyên thủy thì thân thể dần sụp đổ, áp chế thiên phú, tu vị chậm rãi ngã xuống, cả đời khó có thể tinh tiến. Mấu chốt nhất là bách xuyên nguyên thủy còn vô sắc vô vị, thần thức cường đại hơn nữa cũng không thể phát giác, ha ha. Nói ra câu cuối cùng, càng đắc ý cười ha ha. Tế Lâm cũng vui mừng nói. Lúc trước vì luyện chế vũ vu nhất trạc bình hồ kính, Lôi Phong Thương Hội thậm chí mang linh khí của một nguyên thạch mạch khoáng rót toàn bộ vào trong, tiêu hao to lớn khó có thể tưởng tượng.
cũng do ta kinh doanh thành Nam Hỏa tốt, tổng bộ mới ban thưởng cho ta, với tư cách là Chấn Tông chi bảo phân bộ thành Nam Hỏa. Đáng tiếc ta luyện chế mấy năm đều không thể luyện hóa, hơn nữa lần này Trương Lăng Hoa tiến giai võ đế, bất đắc dĩ mới lấy ra mai phục để đối phó mọi người, hy vọng có sở thành. Phương Thiên Hạc cười nói, yên tâm đi, đúng như lời hội trưởng đại nhân nói, bát giai huyền khí tăng thêm bách xuyên nguyên thủy, ai có thể nhẹ nhõm xuyên qua. Tế Lâm ngẫm lại cũng phải, cảm giác mình lo lắng là dư thừa, lộ ra nụ cười đắc ý, nhanh chóng tiến lên, tiến thẳng về hướng ký lục chỉ nam. Lý Vân Tiêu giờ phút này đang đắm chìm trong linh khí kinh người, tu vị không ngừng tăng trưởng, càng nhiều thời gian, hắn hấp thu lượng linh khí bằng ước trung phẩm nguyên thạch, nồng độ linh khí giảm thấp, nhưng lúc này hắn cũng phát hiện có vấn đề. Rốt cuộc Lý Vân Tiêu mở hai mắt ra, phun ra mấy bong bóng, đột nhiên hắn phát giác thân thể của mình nặng nề, hơn nữa kinh mạch và thân thể dần héo rút. Mẹ kiếp, hồ nước này quả nhiên có vấn đề, ta nói bọn chúng làm sao có thể là đinh ốc trong truyền thuyết chứ? Lý Vân Tiêu nhịn không được trách mắng, trong miệng không ngừng phun bong bóng, đã biết có vấn đề, không thể lại hấp thu. Hơn nữa hắn ý thức được điểm không đơn giản, có thể lừa gạt thần thức cùng cảm giác của hắn, nhất định là có chỗ bất phàm. Hắn vận chuyển nguyên khí, trực tiếp phân tách với hồ nước ra, hình thành một trạng thái chân không, chặt đứt liên hệ với hồ nước. Lúc này, rốt cục phát hiện vấn đề. Những nước bị hắn cách ly lại hình thành một tia nước chảy thật nhỏ. Giống như rót vào phòng ốc tổn hại, rót vào không gian trạng thái chân không, không ngừng hội tụ vào người Lý Vân Tiêu. Đột nhiên đồng tử Lý Vân Tiêu co lại, tay giơ lên, ngưng không điểm một cái, những lực lượng thẩm thấu kia tiến vào, hình thành một dòng nước nhỏ đang lưu động. Thần thức của hắn mở rộng ra, tiến vào trong dòng nước này. Thật lâu, nếp nhăn trên trán càng nhiều, thần thức cường đại của hắn không phát hiện vấn đề gì cả. Đây là chuyện không thể nào. Lão viên, giúp ta xem đã đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hiện tại thân thể của ta như có chỉ rót vào, càng ngày càng nặng, vận chuyển nguyên khí càng ngày càng khó. Lý Vân Tiêu lúc này xin giúp đỡ, điểm ngón tay đưa dòng nước vào bên trong giới thần bi, rơi vào trong tay Viên Cao Hàn. Viên Cao Hàn luyện chế ra một thanh Bắc Thiên Hàn tinh thiết kiếm vẫn bế quan hấp thu tinh quang thạch, thân thể của hắn sau luyện chế càng trong suốt, nếu không bổ sung tinh quang thạch thì có thể sụp đổ. Viên Cao Hàn hết sức tò mò, hào hứng bừng bừng nói. Ngay cả đồ vật mà ngươi không phân tích ra, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Hắn sinh ra tâm khiêu chiến, dòng nước nhỏ hiện ra trước mặt hắn, hoàn toàn chẳng khác gì dòng nước bình thường. Viên Cao Hàn trực tiếp vươn ngón tay ra, hắn vốn là tinh quang hồn thể, càng không sợ trong đó có vấn đề. Ngón tay trực tiếp hóa thành tinh quang hồn lực, khuếch tán vào trong thủy cầu, phân tích năng lượng trong đó. Rất nhanh. Hắn cũng lộ ra vẻ cổ quái, cau mày nói. Rất bình thường a, là nước bình thường, không có dị dạng. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Thân thể của ta càng ngày càng nặng, nước này tuyệt đối không bình thường, nhất định có cái gì ở bên trong. Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì đó, thì thào lẩm bẩm. Chẳng lẽ bởi vì vật kia tồn lượng thật nhỏ, cho nên chúng ta dùng hồn lực không cách nào phân tích ra. Viên Cao Hàn nói. Không có khả năng. Nếu pha loãng tới trình độ này, còn có thể kéo thân thể ngươi suy sụp, đó nhất định là thứ cực kỳ nghịch thiên rồi. Sau khi hắn nói xong, đột nhiên biến sắc, dường như nghĩ tới cái gì đó, hoảng sợ nói. Chẳng lẽ là tồn tại biến dị tới gần thủy nguyên tố bổn nguyên? Hoặc chính là nguyên tố bổn nguyên? Hắn càng nghĩ càng là như thế, giật mình nói. Nếu như là như thế thì giải thích thông rồi. Bởi vì bản chính là thủy nguyên tố bổn nguyên cho nên dung vào trong nước chúng ta không cách nào cảm giác ra. Hơn nữa dùng sự cường đại của nguyên tố bổn nguyên, cho dù pha loãng 10 vạn, 100 vạn lần, dưới tình huống hút vào người quá nhiều vẫn sinh ra hiệu quả rất mạnh. Lý Vân Tiêu trầm tư nói. Có lẽ đoán ra 89 phần 10, thủy nguyên tố bổn nguyên thì không phải, có lẽ cũng giống như ba đại nguyên tố trong người của ta, chỉ là tới gần bổn nguyên. Không biết là biến thái nào trong thủy nguyên tố đây, lão tử đang cần biến dị thủy nguyên tố đấy, không thể ngờ có người đưa tới, hơn nữa trực tiếp đưa vào trong thân thể của ta. Hắn cười khổ nói. Lôi phong thương hội đúng là lôi phong mà. Viên Cao Hàn nói. Chút thủy nguyên tố chi lực này với thủy vực giới trong giới thần bi mà nói là rất thưa thớt, thật sự như muối bỏ biển, nếu không cho dù ngươi mạnh hơn nữa mà bị thứ này rót vào thân thể, sớm muộn gì cũng tiêu vong.
Lý Vân Tiêu đồng ý gật gật đầu, cho dù là Phượng Hoàng Thần Hỏa hay là Thái Cổ Cương Phong, nếu không bị hắn luyện hóa, nếu như địch nhân phóng xuất ra, dù hắn dính một chút cũng sẽ chết. Hắn cười khổ nói, ta bây giờ nên làm gì? Những nguyên tố chi lực kia bị pha loãng vào trong linh khí, đã bị ta hút vào đan điền. Viên Cao Hàn lườm hắn một cái, nói. Ta cũng không biết như thế nào cho phải, loại tình huống này chưa từng gặp qua. Cũng không biết là người nào bố trí như vậy, quá mức biến thái. Chính ngươi tự cầu nhiều phúc a. Hắn nói xong cũng trực tiếp nhắm mắt lại, tiếp tục hấp thu tinh quang thạch, không hề để ý tới Lý Vân Tiêu. Ngoá, không có nghĩa khí. Lý Vân Tiêu mắng hắn một câu, cũng không hề quấy rầy hắn, trực tiếp biến mất, đau khổ vận chuyển nguyên khí. Lúc này trong khu vực trạng thái hư không lại có một dòng nước nhỏ rót vào, tuy rất thưa thớt, lại linh khí dồi dào, hơn nữa dần dần hội tụ lại với nhau. Ai, đáng tiếc. Lý Vân Tiêu thở dài. Vì cái gì đưa tới miệng mới phát hiện vấn đề? Nếu như phát hiện muộn một chút thì tốt rồi, còn kém một chút là đột phá lên võ tông bát tinh, hiện tại biết có vấn đề, đánh chết cũng không dám hấp thu tiếp. Trong mấy canh giờ ngắn ngủi, hắn hấp thu linh khí đủ đột phá một tinh. Linh khí trong hồ không ngừng hạ thấp, tuy chỉ là một giọt bách xuyên nguyên thủy, nhưng mà bị hắn hút vào hơn phân nửa, nếu không dùng lực tinh lọc và trí cường phách thể, căn bản không có khả năng xuất hiện bệnh trạng nghiêm trọng như thế. Giọng yêu long truyền đến, nói. Kỳ thật ngươi còn có thể hấp thu, trực tiếp đột phá tới bát tinh rồi nói sau. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi không sợ ta chết. Yêu long khẽ nói. Ước gì ngươi chết đấy. Tình huống của ngươi bây giờ có hấp thu hay không cũng như nhau, ta ngược lại có biện pháp không biết có đi thông hay không. Lý Vân Tiêu vui vẻ nói. Biện pháp gì, nói. Yêu Long trầm tư một lát, nói. Buông trấn áp của Hoàng Triều Trung ra, dẫn ma khí nhập vào cơ thể, ăn mòn thủy nguyên tố. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, sợ hãi nói. Dẫn ma khí nhập vào cơ thể, ngươi điên rồi, thật sự muốn ta chết. Yêu Long nói. Ngươi bây giờ đã bị ma khí nhập vào cơ thể, nhưng mà bị trấn áp lại mà thôi. Ma khí ăn mòn vạn vật, cường hãn không kém gì cửu thiên đế khí, chỉ cần ngươi thủ hộ thức hải linh đài, không cho ma niệm tiến vào thì không đáng ngại. Trừ chuyện đó ra, có lẽ dùng thần dịch lực thần bí khó lường của ngươi cũng được, nhưng mà một ít như thế đủ cho ngươi nhét kẽ răng sao. Thần dịch lực trong đan điền Lý Vân Tiêu thậm chí còn trên cửu thiên đế khí cùng ma khí, nhưng nó quá mức thưa thớt. Căn bản không cách nào khu trừ thủy nguyên tố quấy dày trong người. Yêu Long tiếp tục nói. Huống hồ, thân thể của ngươi chẳng phải còn cách bất diệt chi thân không bước hay sao? Dẫn ma khí nhập vào cơ thể, vô cùng có khả năng rèn luyện thân thể, đạt tới cảnh giới cuối cùng này. Hơn nữa cho dù ma khí không thể rửa sạch thủy nguyên tố, nếu có thể đột phá đến bất diệt kim thân thì dùng lực lượng của kim thân có thể bức thủy nguyên tố ra khỏi thân thể, thậm chí là hấp thu cũng không hẳn không thể. Lý Vân Tiêu nghe xong cũng động tâm, Yêu Long nói đúng là có lý, nhưng mà ma khí nhập vào cơ thể hậu quả thập phần nguy hiểm, nếu khống chế không tốt, vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma, sinh ra ma niệm, từ đó nhập ma đạo. Ngươi đã không đường có thể đi, nếu không thay thế này, cứ tiếp tục hấp thu linh khí, trực tiếp đột phá tới võ tông bát tinh, lại hấp thu ma khí vào người a. Sau khi Yêu Long nói xong, nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Lý Vân Tiêu cũng hiểu được không còn biện phá nào tốt hơn, lực lượng thủy nguyên tố giống như độc dược mạn tính, thân thể của hắn chậm chạp càng ngày càng lợi hại. Nghĩ thông suốt thì thu hồi nguyên khí quanh thân thể, trạng thái chân không lập tức biến mất, hồ nước lại bao phủ lấy hắn. Lý Vân Tiêu tiếp tục niết pháp quyết, thi triển ra tạo hóa một mạch không ngừng hấp thu linh khí, trùng kích bình cảnh võ tông bát giai. Thời gian trôi qua, linh khí trong hồ nước càng ngày càng mỏng manh. Lúc trước luyện chế vũ vu nhất trạc bình hồ kính, lôi phong thương hội tiếp tục rót một mạch khoáng cỡ nhỏ vào, lúc này mới luyện chế thành công. Tuy đằng sau dần tản mát một ít, nhưng linh khí lưu lại rất kinh người, nếu là người khác đã sớm bạo thể mà chết. Đoán thể, bát tinh cảnh hiện. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, bình cảnh bị phá vỡ, lực lượng ngăn cản toàn thân buông lỏng, giống như lập tức khôi phục bình thường, nhưng mà nhanh chóng trầm trọng tiếp. Hoàng Chiêu Trung, đi ra. Năm ngón tay bắt pháp quyết, điểm vào đan điền vài cái, trong đó có tiếng chuông vang lên, ngay sau đó sóng âm nhộn nhạo trong nước, trực tiếp bài xuất ra một khu vực chân không. Chuông nhỏ to cỡ nắm tay, dần dần hiện ra từ đan điền của hắn, lâm không bay lên, lơ lửng trên đỉnh đầu.
Hồ nước dường như sợ hãi cổ trùng này, đáy nước bình tĩnh trở nên cuồng bạo, một lớp sóng lớn sinh ra. Yêu Long quát. Bắt đầu đi, ta sẽ hết sức bảo vệ linh đài thức hải của ngươi, nếu xong đời thì mọi người cùng xong đời. Khi Hoàng Chiêu Trung rời khỏi, ma khí bị trấn áp lập tức lộ ra ngoài, điên cuồng lan tràn ra các nơi trong thân thể, trực tiếp chui vào kinh mạch cùng thân thể, cưỡng ép ăn mòn tất cả. Làn da Lý Vân Tiêu vào lúc này xuất hiện vằn đen, dĩ nhiên là từng ký hiệu cổ quái hiện ra, mỗi khi xuất hiện thì ma khí trong người mạnh hơn một phần, rất có sẽ chiếm lĩnh toàn bộ thân thể của hắn. Cái này, Lý Vân Tiêu chấn động, hoảng sợ nhìn qua hoa văn màu đen trên thân thể, thống khổ cực lớn sinh ra, sợ hãi nói. Yêu Long, ngươi xem thân thể của ta bình thường không? Yêu Long trầm giọng nói. Không bình thường. Cái gì? Lý Vân Tiêu thất thanh nói. Không bình thường, ngươi đừng có hại chết ta đấy, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta cảm thấy những hoa văn này hỗ trợ lẫn nhau, hình thành ấn ký kỳ lạ diễn sinh từng tầng, nhưng mà là lực lượng thuần túy, giống như chúng có thể tự kết ấn. Yêu Long cũng cảm thấy đau đầu, ngượng ngùng nói. Cái này, loại tình huống này ta chưa bao giờ gặp qua. Có phải ma khí trên người đại ma và ma khí khác là khác nhau? Lý Vân Tiêu tức giận nói. Ta còn tưởng rằng ngươi rất hiểu, khốn kiếp, bị ngươi hại chết. Đều thời điểm này thì chỉ cố nuốt vào mà thôi. Nội tâm của hắn dâng lên cảm giác vô lực, đã bắt đầu kiên trì tới cùng. Chỉ cần linh đài thức hải không mất, vậy vấn đề không lớn. Hơn nữa ma khí mở rộng cũng dần dần ăn mòn kịch độc thủy nguyên tố trong người. Hai tay của hắn thi triển đại diễn thần quyết, một khoa đầu văn màu vàng hiện ra trong thức hải, tràn đầy lực lượng, tản mát hào quang điềm lành, chiếu rọi xuống làm linh đài vô cùng tường hòa. Rất nhanh, cả mặt ngoài thân thể xuất hiện ma vân, Lý Vân Tiêu phát hiện cho dù hắn có vận khí ngăn cản cũng bị phá vỡ dễ dàng, hắc khí vẫn kéo dài tới cổ, sau đó đường vân che kín đôi má, lan tràn lên tới trán. Thái cổ thiên mục đột nhiên mở ra, linh quang trong mắt bắn ra ngoài, một quyền hoàng sắc quang mang tỏa ra, hình thành một vòng kim mang bao quanh thiên mục, thủ hộ linh đài ở mi tâm, ngăn cách ma khí ở bên ngoài. Yêu Long vẻ mặt kinh hãi, nhìn qua bộ dáng toàn thân Lý Vân Tiêu, trừ mi tâm ra toàn là ma văn rậm rạp, hiển nhiên giống hình tượng đại ma, hắn kiềm chế kiếp sợ trong lòng, nói. Hình như thành công, tiểu tử, không có sao chứ? Liên tiếp hỏi vài lần. Lý Vân Tiêu không có lên tiếng, vẫn im lặng. Đột nhiên Lý Vân Tiêu chậm rãi nâng hai tay lên, dùng động tác cổ quái nặn cổ, hắc sắc ma khí chậm rãi ngưng tụ dưới thủ ấn của hắn, rõ ràng lăng không xuất hiện ấn phù màu đen. Yêu Long cả kinh nói. Cái này, đây là thủ ấn gì? Ngươi muốn làm gì? Hắn hoảng sợ phát hiện, hai tay Lý Vân Tiêu niết thủ pháp lại ấn thẳng vào thái cổ thiên mục. Yêu Long kinh hãi, nói. Ngươi làm cái gì vậy? Mau dừng tay. Hắn vội vàng thoát thể mà ra, hóa thành yêu long hét to lên, nó đánh ấn ký trong tay Lý Vân Tiêu sơ xác. Nhưng mà đã muộn, trên mặt Lý Vân Tiêu hiện ra nụ cười cổ quái, đột nhiên điểm ấn phù màu vàng vào thái cổ thiên mục. Phù văn màu đen rơi xuống, một đạo kim quang bắn ra từ trong thái cổ thiên mục, giống như kim hoa nở rộ, hào quang thật mạnh bắn ra ngoài, ngăn cản chân khí màu đen. A! À. Trong miệng Lý Vân Tiêu phát ra âm thanh khủng bố, khí tức màu đen nhanh chóng lui ra khỏi gương mặt, tiến xuống dưới cổ. Yêu Long hoảng sợ kêu to lên, nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Lý Vân Tiêu thì trong lòng sinh ra hối hận và rung động, quay chung quanh hắn một vòng, cả kinh nói. Ngươi làm sao thế, nói gì đi chứ? Lý Vân Tiêu dương mắt nhìn qua, nói. Hiện tại không có việc gì, vừa rồi nguy hiểm thật, mà khí bị phong bế thoát ra, may mắn mà đầu này ngu xuẩn. Vậy mà vọng tưởng phá vỡ linh đài thức hải của ta, đáng đời nó. Yêu Long kinh hãi, nói. Cái gì, trong ma khí có thần thức của ma đầu? Lý Vân Tiêu nói. Không biết, nhưng cảm giác hình như có linh trí. Hừ, trong thái cổ thiên mục của ta ẩn chứa hai đạo nguyên tố chi lực, chỉ là một chút ma khí cũng muốn phá vỡ, nằm mơ đi. Hiện tại nguyên tố chi lực đã bị giải trừ, không cần dùng tới ngươi nữa, tiếp tục bị Hoàng Triều Trung trấn áp đi. Hắn giơ tay lên, điểm ra một ngón tay. Cổ trùng trên đỉnh đầu rơi xuống, trực tiếp biến mất trong thân thể, không ngừng tỏa ra phong vận cổ xưa, trùng vận áp xuống, hoa văn màu đen không còn khuếch trương cản rỡ nữa, mà là không ngừng lui xuống. Thần sắc kinh hãi của Yêu Long dần biến mất, toàn bộ ma khí lui sạch sẽ,
lại bị hoàng triều Trung trấn áp xuống, Lý Vân Tiêu khôi phục thần sắc thanh tĩnh, trong mắt thần quang chớp động, chính là võ tông bát tinh. Yêu Long quay một vòng trên không trung, bay trở về trong thái cổ thiên mục, tiếp tục trở lại linh hồn Lý Vân Tiêu tu luyện. Đột nhiên Lý Vân Tiêu duỗi tay phải ra, một tia lực lượng màu vàng hiện ra trong lòng bàn tay, huyễn hóa khoa đầu văn màu vàng, trong khoảng thời gian ngắn chiếu rọi hồ nước vạn trượng, khu vực trạng thái chân không mở rộng ra, những hồ nước này không ngừng lách vào. Trong con người Yêu Long có dị sắc hiện ra, nói. Thần dịch lực. Lý Vân Tiêu nói. Ân, không tệ, cấu tạo nguyên tố bổn nguyên chính là cấu tạo của thế giới, vạn vật vũ trụ đều tồn tại bên trong, là không cách nào bị tiêu diệt. Những thủy nguyên tố biến dị đã dùng thần dịch lực thu thập, người xem những kinh văn thượng cổ này đi. Yêu Long ngưng mắt nhìn qua, trong trung ương kim văn ngưng tụ một giọt nước màu xanh cực đậm, nó không ngừng lưu chuyển trong kim sắc quang mang, hình thái bất định. Yêu Long trầm giọng, nói. Đây là thủy nguyên tố. Lý Vân Tiêu nói. Nếu ta không có đoán sai, hẳn là Bách Xuyên Nguyên Thủy. Hắn cảm khái, nói. Quá đáng tiếc, chỉ có ít như thế, xem ra không đủ nhét kẽ răng khi mở vực giới trong giới thần bi. Yêu Long nói. Ân, tuy ít nhưng cũng vạn kim khó cầu, giữ lại đi, nói không chừng sau này có thể bán ra với giá tốt. Còn những hồ nước này, không biết có thể lại ngưng tụ ra một ít hay không? Lý Vân Tiêu lắc đầu, nói. Không có ý nghĩa, trong hồ nước này nhiều nhất chỉ có một giọt Bách Xuyên Nguyên Thủy, ta đã tinh luyện hơn một nửa giọt, tinh luyện phần còn lại của hồ nước cường độ quá lớn, còn ma khí trong cơ thể đang dở trò, chuyến này đi vào đáy nước cũng không có uổng công. Hắn lật tay một cái, lập tức thu nửa giọt Bách Xuyên Nguyên Thủy vào giới thần bi. Ngẩng đầu lên nhìn qua không trung. Bên ngoài trạng thái chân không là hồ nước trong suốt, nhưng không nhìn thấy bầu trời. Tại đây không phải trận pháp cấm chế, mà là huyền khí cấm chế, muốn phá vỡ thì chỉ có thể dùng lực phá mà thôi. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, tay phải mở ra, một đạo hàn khí ngưng tụ trong lòng bàn tay, binh khí lạnh giá muốn phá không bay ra ngoài. Lão viên, để cho ta xem Bắc Thiên Hàn tinh thiết kiếm của ngươi luyện ra độ lôi kiếp cửu giai a. Lý Vân Tiêu quát một tiếng. Rốt cuộc đạo hàn khí trong tay ngưng tụ thành hào quang, một hào quang lạnh giá đến từ vực ngoại tinh không, cầm Bắc Thiên Hàn tinh kiếm trong tay. Bắc Thiên Hàn tinh kiếm vừa xuất hiện, hồ nước lập tức khởi động, sóng nước bốn phía bắt đầu sao động bất an, xuyên thấu qua mặt hồ ngưng tụ trên bầu trời, lôi vân bắt đầu ngưng tụ. Giờ phút này bên ngoài hồ nước, mọi người đã chờ nhiều canh giờ, thời gian dần qua đã sớm mất đi tính nhẫn nại, bắt đầu trở nên bực bội. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ đứng ở đây không đi hay sao? Lão tử liều chết đoạt một cái ký lục chỉ châm, cũng không phải là đi tản bộ. Im đi, ngươi trâu bò thì đi lên đi, đi phá hồ nước quỷ dị này cho chúng ta xem. Mẹ kiếp, nhiều cao thủ ở đây lại như đầu gỗ, nếu lão tử có tu vị võ tôn đã sớm một trưởng đánh nát hồ nước, sao có thể dẫm chân tại chỗ? Biết rõ mình không phải là võ tôn, vậy ngoan ngoãn câm miệng. Nếu như chọc giận những cao thủ kia, người sẽ chết không có chỗ chôn. Mọi người bắt đầu lại nhải phàn nàn, nhưng mà đối với hồ nước quái dị trước mặt thì không ai dám bước lên một bước. Rốt cuộc Cẩn Huyên cũng không chịu nổi, nói. Vân Thiếu mất đi liên hệ lâu như vậy, ta đoán chừng hắn bị vây khốn, hay là mọi người liên thủ phá vỡ hồ nước này. Đàm Địa Quân không để ý đến nàng, mà là quay đầu lại nói. Vừa rồi dưới đáy hồ ẩn ẩn có tiếng chuông vang lên. Ta vẫn suy nghĩ có nghe lầm hay không, các vị có cảm giác được không? Cẩn Huyên vui vẻ, nói. Thế là thực. Nhưng Trần Đức Hữu nói một câu làm tâm tình của nàng rơi xuống đáy cốc, Trần Đức Hữu cau mày nói. Tiếng chuông gì, ta chưa từng nghe thấy. Ánh mắt Đàm Địa Quân nhìn qua phía Tư Mã trưởng lão, lộ ra thần sắc cố vấn. Tư Mã người này cả ngày giấu trong áo đen, không biết hắn thế nào. Hơn nữa ngày đó trước giờ làm phản cũng từng nghĩ cách lôi kéo hắn cũng không thành công, làm cho Đàm Địa Quân không nhìn ra chi tiết. Dưới áo đen có tiếng nói truyền ra. Ta cũng mơ hồ nghe thấy có tiếng chuông. Đúng vậy, thật sự có tiếng chuông vang lên, hẳn là Lý Vân Tiêu đang gặp khó khăn bên trong. Tuân Chi Minh cũng từ từ nói ra, lay động quạt lông, nói. Không biết có cần chúng ta trợ giúp hay không, tuy tiếng chuông đứt quãng, nghe loáng thoáng. Nhưng mà không vội không chậm, hiển nhiên là có tiết tấu. Trên mặt Trần Đức Hữu hiện ra một tia xấu hổ và giận dữ, đều là võ tôn,
tất cả mọi người nghe thấy nhưng hắn không nghe thấy, điều này hiển nhiên là tu vị không tới, làm mặt mo của hắn đỏ lên. Đàm Địa Quân nói, ân, vậy chờ một chút, chỉ cần chúng ta không vội sẽ có người vội. À, Tiêu Minh Huy khẽ cười nói, chẳng lẽ là đám người thương hội kia? Đàm Địa Quân mỉa mai nói, ta thấy bọn chúng không nhịn được bao lâu đâu. Vừa dứt lời, hơn 10 thế lực thương hội do Lôi Phong thương hội cầm đầu đi tới, trên mặt đầy vẻ cười lạnh. Tế Lâm ở xa cười to, nói, ha ha, vì sao các vị đứng ở ven hồ hóng mát thế? Ha ha, Đàm Địa Quân cười lạnh nói, trốn ở một bên nhìn cũng mệt mỏi rồi, bây giờ mới đi ra. Tế Lâm đỏ mặt lên, khẽ nói, ta không rõ Đàm Tông Chủ nói lời này là có ý gì. Chỉ là một cái hồ trước mặt làm sao có thể ngăn Bắc Đấu Tông, Thiên Hạt Tông, Tân Nguyệt Tông và nhiều lâu la như thế. Đàm Địa Quân nói, nếu chính chủ đã tới, các ngươi cũng nên thu cấm chế của nó lại đi, mọi người cũng chạy đi. Tế Lâm khoanh tay, nhìn lên bầu trời, nói, thật không rõ Đàm Tông Chủ vì sao nói mấy lời này. Cẩn Huyên mặt âm trầm, lạnh như băng tức giận nói, giảo hoạt gian trá, xảo ngữ gạt người, đây là Lôi Phong thương hội a, không sợ truyền đi sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Sắc mặt Tế Lâm đột biến, hàn quang lóe lên, tức giận nói từng chữ. Cẩn Huyên, ăn có thể ăn bậy, ăn sai cùng lắm bản thân mình chết. Nói không thể nói bậy, bởi vì nói bậy có khả năng chết cả nhà. Thương hội nặng nhất chính là danh dự của ngươi không tốt, không cần người khác hủy chiêu bài của ngươi, ngươi đã đoạn căn cơ của mình rồi. Trong lòng Cẩn Huyên trầm xuống, cười lạnh nói. Tế Lâm, người cũng chỉ dám bóp quả hồng mềm mà thôi, quả nhiên là anh hùng hảo hán. Tế Lâm đỏ mặt, thẹn quá hóa giận. Phương Thiên Hạc nghiêm nghị quát. Người tính toán thơm bơ vậy sao, lại dám chỉ trỏ với Tế Lâm hội trưởng. Người vốn là thế lực thương hội, rõ ràng lại đứng cùng với đám cặn bã thành Nam Hỏa, người là phản đồ, lại nói nhiều một câu, lão phu sẽ tiễn ngươi lên Tây Thiên trước tiên. Trong mắt hắn hàn quang lóe lên, Tử Vân thương hội đã sớm nỏ mạnh hết đà, sớm muộn gì cũng bị hắn chiếm đoạt, trong nội tâm khẽ động, càng có ý mượn cơ hội này tiêu diệt Cẩn Huyên, ra tốc quá trình chiếm đoạt. Nghĩ đến đây, khí thế võ tôn trên người bắn ra ngoài, áp thẳng về phía trước, lập tức tập trung vào Cẩn Huyên, nhe răng cười nói. Cẩn Huyên hội trưởng nếu không còn tâm ở thương hội, vậy cũng đừng trách thương hội chúng ta không nhận tình. Hôm nay Phương Thiên Hạc ta sẽ trừ hại cho Thương Minh, tiễn đưa ngươi quy thiên, hắc hắc, nếu ngươi tướng mạo thanh thuần, bộ dáng cũng không tệ lắm, nếu như chịu làm vưu vật dưới háng của ta, hầu hạ ta thoải mái, nói không chừng còn có thể tha cho ngươi không chết. Khí thế trên người hắn bước tới, áp sắc mặt Cẩn Huyên tái nhợt, cắn chặt hàm răng, trên mặt không còn chút máu nào, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng nói không nên lời, nàng liều mạng vận chuyển nguyên lực, cố nói ra hai chữ. Vô sỉ. Trong nội tâm Mai Đông Nhi cũng khẩn trương, tuy nàng cũng không nhận ra Cẩn Huyên, nhưng người này đi cùng với Lý Vân Tiêu, tất nhiên là bằng hữu không thể nghi ngờ. Bằng hữu của hắn là bằng hữu của nàng. Nàng vội vàng nhìn Đàm Địa Quân hô. Phó Tông Chủ đại nhân. Đàm Địa Quân ngẩng đầu lên, nói. Ồ, khí trời hôm nay thật tốt a. Ha ha, thật là không tệ, vạn dặm không mây, vô cùng trong sáng. Tuân Chi Minh cũng cười nói. Bộ dạng của hai người cũng đã cho thấy thái độ, làm cho nội tâm Mai Đông Nhi tức giận không thôi, cũng không thể làm gì. Phương Thiên Hạc thấy thái độ của bọn họ, trong nội tâm càng lớn mật, hào khí vượt mây nói. Tế hội trưởng, còn có chư vị hội trưởng, hôm nay mọi người cũng nhìn thấy. Cẩn Huyên hội trưởng cấu kết người khác, tổn hại lợi ích thương minh chúng ta, thật sự đáng giận đến cực điểm, ta hôm nay thay thương hội thanh trừ phản đồ này. Nên thế. Phương hội trưởng đại nhân rất rõ đại nghĩa, cử động này quả là phúc của Thương Minh. Cẩn Huyên hội trưởng gian ngoan mất linh, đi xa trên con đường tà đạo, hôm nay chết cũng là do nàng gieo gió gặt bão. Đúng vậy, tất cả mọi người có thể làm chứng. Nếu tương lai có tranh luận, công đạo tự tại nhân tâm. Một đám người thương hội nhao nhao đồng ý, mỗi người đều bộ dáng lạnh lùng, thần thái xem chuyện vui. Phương Thiên Hạc thấy người Bắc Đấu Tông không nhúng tay vào. Người thương hội đứng bên mình, lập tức không tiếp tục băn khoăn, cười lớn tiến lên phía trước một bước, sức ép càng chồng chất, đắc ý hung dữ cười nói. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, Cẩn Huyên, đây là trời muốn ngươi chết, lão phu tiễn ngươi quy thiên.
Hắn nhìn thấy bộ dáng Cẩn Huyên cắn răng đau khổ ngăn cản uy áp của mình, trong nội tâm khoái ý, giống như mèo vờn chuột, cười to nói. Ha ha, không cần sợ, cũng không cần lo lắng. Sau khi ngươi chết tất cả nghiệp vụ của Tử Vân Thương Hội sẽ do ta chiếu cố. Ha ha, ngươi an tâm chết đi. Sát cơ hiện ra trên mặt Phương Thiên Hạc, đang muốn ra tay, lúc này bầu trời nổi gió, mây đen bao phủ bầu trời. Ầm ầm, từng tiếng sấm nổ vang trên không trung, tám hướng có mây xuất hiện, bầu trời không mây sáng sủa lúc trước thoáng cái biến thành mây đen rậm rạp, tầng tầng mây đen càng có lôi điện lóe lên, không ngừng hội tụ vào cái hồ. Cái này, đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người quá sợ hãi, ngửa đầu nhìn lên, nhìn thấy bầu trời hóa thành biển lôi điện, tia chớp chi lực càng ngày càng mạnh, từ từ hóa thành màu xanh, cuối cùng thậm chí có dấu hiệu biến thành màu tím. Chi, thiên địa biến sắc, phong vân bắt đầu hởi động, đã xảy ra chuyện gì? Phương Thiên Hạc định ra tay cũng ngẩn ngơ, sững sờ tại chỗ. Tuân Chi Minh ngạc nhiên nói. Cái này, Đàm Tông Chủ, vừa rồi ngươi bảo thời tiết tốt mà. Làm sao lại biến sắc? Đàm Địa Quân lườm hắn một cái, nhưng trong mắt đầy vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào lôi vân trên bầu trời, vô cùng hoảng sợ. Tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, nhanh chóng tản ra bốn phía, sợ bị lôi điện đột nhiên đánh trúng bọn họ. Đàm Địa Quân hoảng sợ nhìn về phía Tế Lâm, tức giận nói. Tế Lão Thất Phu, ngươi đã giở trò quỷ gì, những lôi điện này là thế nào? Tế Lâm cũng mờ mịt không thôi, nhìn qua mặt hồ, giờ phút này hồ nước không ngừng quay cuồng, hoàn toàn không còn thanh tĩnh như trước, dưới uy áp thiên địa nó càng trở nên nhỏ bé. Chi chi chi, lôi điện càng tụ càng nhiều, rốt cục ngưng tụ tới trình độ nhất định thì hóa thành một đạo lôi đình đánh xuống, đánh vào vũ vu nhất trạc bình hồ kính. Giống như một đầu lôi long tiến vào mặt hồ, lập tức khiến cả hồ nước biến thành màu xanh. Oanh, mặt nước bị đánh vỡ, giống như một cái gương đột nhiên vỡ nát, bọt nước phóng lên trời, bắn ra bốn phía như trời mưa. Vũ vu nhất trạc bình hồ kính chỉ là huyền khí bát giai, làm sao có thể ngăn cản lôi kiếp cửu giai, sau khi ngăn cản vài đạo lôi kiếp thì nổ ầm ầm, đã tan vỡ. Trong lôi điện màu xanh, một đạo thân ảnh bay ra từ bên trong, bảo kiếm trong tay tỏa ra hào quang sáng ngời. Tất cả mọi người sinh ra hoảng hốt, đồng tử mở lớn, nhìn chằm chằm vào thân ảnh quen thuộc kia. Trong mắt Cẩn Huyên nóng lên, nước mắt chảy xuống giao hòa với nước rơi xuống, không thể phân biệt lẫn nhau. Đạo thân ảnh kia giống như dẫm lên lôi điện, mỗi một bước dưới chân nhưng tụ ra một đạo hào quang lôi điện, lộ ra chân dung của vũ vu nhất trạc bình hồ kính, giọng nói băng hàn vang lên, nói. Tai ta không được tốt, mới vừa rồi là ai nói muốn tiễn bằng hữu của ta Quy Thiên, phiền toái vị cao nhân này đứng ra một chút. Dầm ào ào. Người bên cạnh Phương Thiên Hạc không ngờ tản ra, lưu lại Phương Thiên Hạc lẻ loi trơ trọi đứng một mình. Phương Thiên Hạc dưới khí thế của hắn không tự chủ lui ra phía sau. Ánh mắt Lý Vân Tiêu bỗng nhiên nhìn vào Phương Thiên Hạc, hòa khí nói ra. À, thì ra là Phương hội trưởng, làm phiền lặp lại lần nữa, ta muốn nghe cho rõ ràng một chút. Toàn thân Phương Thiên Hạc đại chấn, ánh mắt của hắn ngưng trọng giống như bản thân hắn bị đánh trúng, toàn thân cực kỳ không tự nhiên. Hắn là cường giả võ tôn thất tinh, lại bị một gã võ tông nhìn chằm chằm sinh ra sợ hãi, trong nội tâm càng hoảng hốt lui ra phía sau. A, không nói, bỏ đi, trên đời này không phải cái gì cũng cần nói. Mí mắt Lý Vân Tiêu nâng lên, quang mang khép mở khó lường, thậm chí có lôi điện lập lòe trong đó, điện quang màu xanh ngập trời, chiếu rọi hắn như thiên lôi hàng lâm, bầu trời vạn dặm đều là màu xanh bao phủ. Hàng tỷ tuế nguyệt đến nay hàng tinh bất diệt. Lực lượng trường tồn tuyên cổ, hối thụ dưới kiếm của ta. Lý Vân Tiêu giơ Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm lên, lạnh lùng nhìn qua phía dưới, ý cảnh xem thường thương sinh, mọi người cảm thấy trong tim có hàn băng bao phủ, chỉ có tự mình trải qua mới hiểu ánh mắt đó tang thương cỡ nào. Kiếm quyết tinh quang. Một kiếm chém xuống, trên Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm sinh ra hào quang như nước ngưng tụ thành tinh quang chi lực, giống như ngôi sao trên trời rơi xuống nhân gian, trên thân kiếm ngưng tụ thiên lôi chi lực. Cũng bị kiếm quang chém rụng. Một kiếm chém ra, tất cả mọi người nín hơi, thời gian vào lúc này như bất động, cả thiên địa chỉ còn lại một kiếm kia, không còn ai, không còn cái gì cả. Thanh kiếm ngưng tụ hào quang, tinh quang bắn ra ngoài. Chi! Thân thể Phương Thiên Hạc tái nhợt, một kiếm kia chạm về phía hắn, chỉ có bị kiếm quang bao phủ mới biết được kiếm này mạnh cỡ nào, không chỉ là ánh sao hàng lâm,
còn có thanh lôi vần quanh, không ngừng bổ tần không gian này ra, cho dù hắn là võ tôn trong lòng cũng sinh ra vô lực và tuyệt vọng, khí tức tử vong lan tràn toàn thân. Không, lão phu là võ tôn thất tinh, bá chủ một phương, làm sao có thể chết uất ức trong tay võ tông được. Hắn điên cuồng, thời điểm cảm giác tử vong này xuất hiện, đồng thời còn tràn ngập ý cảnh hoang đường. Tuy giờ phút này khí thế quanh người Lý Vân Tiêu kinh người, nhưng khí tức của hắn đã vượt qua phạm chủ võ tông. Hoang đường, hoang đường, hoang đường. Phương Thiên Hạc giống to ba tiếng, khí thế toàn thân ngưng tụ tới đỉnh phong, lĩnh vực chi lực càng co rút nhanh chóng, hình thành phòng ngự chung quanh người hắn như thực chất có thể thấy được. Trong tay hắn có trường thương hiện ra, phát ra tiếng long ngâm vang vọng các nơi. Tuy kinh hoàng trong nháy mắt, nhưng hắn dù sao cũng là võ tôn thất tinh, đặt ở thiên võ giới cũng là cường giả đỉnh cấp, đủ để hùng bá một phương. Trong cả đời hắn tích lũy chi giác, nhạy cảm, phản ứng của võ giả. Tất cả đều phát huy vào lúc này. Chưa bao giờ có cảm giác tử vong gần với mình như thế, hắn không cam lòng, hơn nữa cảm thấy khuất nhục. Oanh! Kiếm quyết tinh quang đánh xuống, đánh lên mũi thương Phương Thiên Hạc, hào quang sáng ngời tỏa ra bao phủ bốn phía. Chung quanh tinh quang chính là lực lượng lôi kiếp cửu giai, đánh thẳng vào lĩnh vực phòng ngự kia, một đạo, hai đạo, ba đạo, vô số đạo lôi đình không ngừng đánh xuống, giống như lôi thần tùy ý điểm một ngón tay đã ngưng tụ ra ngàn vạn lôi vũ. Võ giả bốn phía hoảng sợ thất sắc, nội tâm lạnh tới cực điểm, lôi uy khủng bố, trơ mắt nhìn qua lĩnh vực phòng ngự của Phương Thiên Hạc bị xé rách, sau đó lôi đình trực tiếp đánh lên người hắn. Mặc dù trường thương đã ngăn cản kiếm quang, thực sự không ngăn được cửu giai lôi đình chi lực, sau khi trèo trống trong nháy mắt, rốt cục lôi điện tiến vào cơ thể, hắn kêu lên thảm thiết. Lôi điện từ từ tiến tới khâu cuối cùng, thân thể Phương Thiên Hạc chật vật không chịu nổi, búi tóc sớm đã tản ra, tóc dài dựng đứng như kim châm, bộ dáng làm cho người ta sợ hãi. Sau khi đánh xong, mây đen trên trời lập tức dần dần tản ra, lộ ra trời quang vạn dặm, khôi phục bộ dáng ban đầu. Nhưng mà hồ nước trên vùng đất này cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy mặt đất đá vụn lỏm chỏm, tất cả mọi người kinh hãi trước thiên uy, cảm thấy yết hầu khát khô. Mà Phương Thiên Hạc tay cầm trường thương còn đứng ở đó, nhưng mà ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, khí lực thân thể suy yếu, thoáng cái già đi mấy chục tuổi. Long cong! Hắn cắm trường thương xuống đất, cắm trên vùng đất, dùng để trèo chống thân thể. Dương mắt nhìn qua Lý Vân Tiêu từ xa đi tới. Hoảng sợ kêu lên. Không, không được qua đây. Ta nhận thua, ta triệt để nhận thua. Hắn dùng thương làm quải trượng, không ngừng lui ra phía sau. Ánh mắt bất lực nhìn mọi người, nhìn qua phía Tế Lâm, vội vàng chạy tới, trong miệng hô. Tế hội trưởng, cứu ta. Hội trưởng đại nhân cứu ta. Tế Lâm đang muốn đi ra nói chuyện, lại đột nhiên nhìn thấy ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn qua hắn, trong ánh mắt thanh tịnh vậy mà mang thai yêu dị. Dường như mặt trăng máu bao phủ, làm cho hắn giật mình. Kiếm quang của Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm như ánh mặt trời chiếu rọi các nơi, phản xạ trong mắt hắn, Tế Lâm sợ tới mức lui ra sau một bước, vậy mà không dám ra đi ra cứu giúp. Động tác này tuy làm cho người đứng ngoài hoảng sợ khó hiểu, nhưng không có người nào đứng ra cười nhạo hay xem thường, bởi vì cảm nhận được thiên uy vừa rồi, sợ rằng trừ cửu thiên võ đế, không người nào có thể chống được. Cứu ngươi, người mà ta muốn giết. Trong thiên địa này không ai cứu được. Thái cổ thiên mục trong mi tâm Lý Vân Tiêu mở ra, vận chuyển hồn lực khổng lồ, lập tức bắn ra một đạo thái cổ cương phong, hóa thành phong nhận cắt tới. Không, không, không muốn a. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Phương Thiên Hạc giờ phút này không còn nguyên lực, hắn hoàn toàn sụi lơ trước uy lực của gió lốc, cho dù là trường thương chống thân thể cũng không đứng lên được. Vèo. Âm thanh cắt vỡ vang lên. Nhìn thấy đầu lâu Phương Thiên Hạc trực tiếp bay lên cao, máu tươi phun ra như suối, bắn lên cao vài mét. Máu tanh màu đỏ thật sự rực rỡ, tươi đẹp làm đáy lòng tất cả mọi người phát lạnh, hình tượng sát tinh của Lý Vân Tiêu đã thâm canh cố đế trong lòng mọi người, khắc vào cốt tủy. Phương Thiên Hạc vừa chết, trùng kích thị giác với mọi người quá lớn, trong lúc nhất thời qua mấy phút yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh máu chảy mà thôi. Máu chảy càng ngày càng ít, âm thanh càng ngày càng yếu. Mọi người giờ mới hiểu ra những gì nhìn thấy không phải ảo giác, mà là Phương Thiên Hạc chết thật sự. Tuy tất cả mọi người khiếp sợ tột đỉnh, nhưng trong đó kinh hãi sâu nhất chính là Cẩn Huyên cùng Tế Lâm. Người trước xem hắn là đại địch số 1, nằm mộng cũng muốn hắn chết. Người thứ hai là kẻ cùng phe của mình,
thực lực kém cũng không quá lớn. Hiện tại cứ như thế chết trước mặt của mình, Võ Tôn Thất Tinh cũng giống người bình thường như đúc, bị cắt rơi đầu thì chết đi, thành thi thể không đầu. Thành Nam Hỏa trong thời gian dài không có võ đế xuất hiện, Võ Tôn vẫn là tồn tại chí cao vô thượng, hiện tại tất cả mọi người phát hiện, kỳ thật cũng chỉ là với người bình thường mà thôi, cũng không có gì khác nhau, trước mặt người mạnh hơn nữa cũng chỉ là con sâu cái kiến. Nhưng mà những cường giả như thế, chết, mỗi người đều hít khí lạnh, toàn thân lạnh như băng nhìn qua Lý Vân Tiêu, tồn tại võ tông nhưng chẳng khác gì sát tinh, hắn vừa thi triển một kiếm kinh thiên động địa, vậy mà trực tiếp giết một gã võ tôn. Tại sao có chuyện hoang đường như thế, cũng như Phương Thiên Hạc tới lúc chết cũng khó tin nổi, nhưng bất kể như thế nào, không người nào dám sinh tâm tư đối phó Lý Vân Tiêu. Kể cả Đàm Địa Quân cũng cảm thấy kinh hãi liên tục. Nhưng mà nội tâm Đàm Địa Quân càng suy nghĩ nhiều hơn, vừa rồi Lý Vân Tiêu thi triển lôi kiếp cửu giai bị hắn hiểu lầm. Hóa lôi thần quyết, vậy nhất định là hóa lôi thần quyết. Trong nội tâm Đàm Địa Quân khó có thể bình tĩnh quát. Không hổ là hóa lôi thần quyết, võ công kỹ pháp mạnh nhất trong truyền thuyết Bắc Hà Tông, vậy mà có thể vượt qua hai đại cảnh giới giết người, trời ạ, ta nhất định phải đạt được nó, không tiếc giá nào. Hắn mang lôi kiếp cửu giai biến thành hóa lôi thần quyết. Không chỉ có hắn, ngay cả Tuân Chi Minh cũng nghĩ vậy, trên mặt rung động khó bình, trong nội tâm suy nghĩ nhanh chóng phải làm thế nào mới có được công pháp này. Ọt ọt, thật lâu, Tế Lâm gian nan nuốt nước bọt, thè lưỡi ra liếm bờ môi khô khốc, nhìn Phương Thiên Hạc không đầu nằm trên mặt đất, nội tâm phức tạp tư vị khó có thể bình tĩnh. Lôi đình cũng đánh vũ vu nhất trạc bình hồ kính tan nát không còn lại gì. Chí bảo chấn môn của Lôi Phong Thương Hội tại thành Nam Hỏa và Phương Thiên Hạc trợ thủ đắc lực nhất của hắn, trong thời gian chưa uống cạn nửa chung trà đã biến mất. Hắn cảm thấy như hai cánh tay của mình bị chém đứt. Vốn là một diệu chiêu, công bố tin tức Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên ra ngoài, không ngừng suy yếu thế lực bản địa, hơn nữa đạt được mục đích cuối cùng của bản thân. Nhưng giờ phút này thế lực bản thổ không ai tổn thương, chính mình thì tổn thất một tên võ tôn thất tinh, còn có một kiện huyền khí bát giai. Tổn thất này quả thật là thương gân động cốt, quả thực chẳng khác gì trực tiếp lấy mạng của hắn. Hơn nữa Phương Thiên Hạc vừa rồi cầu viện mình, chính mình lúc đó lùi bước, trong mắt người thương hội đã là hành vi không đáng tín nhiệm, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng tới địa vị của mình ở Thương Minh Thành Nam Hỏa. Sắc mặt Tế Lâm âm trầm khó coi hơn ai khác, lần nữa ngẩng đầu lên nhìn qua Lý Vân Tiêu, đã không còn khí chất như lôi thần hàng lâm lúc trước, mà là khôi phục bộ dáng thiếu niên võ tông bình thường. Hơn nữa sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi giết Phương Thiên Hạc đã tiêu hao lực lượng to lớn. Trong lòng Tế Lâm vạn phần hối hận cùng ảo não, nếu vừa rồi ra tay cứu Phương Thiên Hạc thì vô cùng có khả năng cứu được, thậm chí ra tay giết Lý Vân Tiêu cũng có xác suất rất lớn, nhưng hiện tại, trong nội tâm của hắn chỉ còn lại hối hận. Cẩn Huyên thì ngốc trệ đứng ở nơi đó, đột nhiên cảm thấy bản thân sinh ra cái hào rộng với Lý Vân Tiêu. Vốn cho rằng đối phương chỉ là võ tông mà thôi. Hơn nữa thuật đạo cường đại, mình cũng xem như hội trưởng thương hội, giữa hai người xem như chênh lệch không lớn, nhưng bây giờ. Hắn vậy mà có thể một kiếm giết võ tôn thất tinh. Cho dù sự thật sờ sờ thì nàng vẫn không thể tin nổi, cảm thấy bản thân như đang nằm mộng. Càng không tin nổi đây là yêu nghiệt thuật, võ song đạo mạnh mẽ, hắn chẳng khác gì đỉnh phong của thế giới, mà chính mình chỉ là hội trưởng thương hội tầm thường, bảo nàng làm sao khoái hoạt đối mặt với hắn. Trong nội tâm nàng thoáng xuất hiện chênh lệch thật lớn, cảm giác không có tư cách làm bằng hữu với Lý Vân Tiêu, nội tâm sinh ra tâm kính sợ, đây cũng là quy định cường giả vi tôn của thiên võ giới từ xưa đến nay tạo thành. Một người bằng hữu, thân phận cùng địa vị tất nhiên phải không kém gì bản thân, nếu kém quá lớn thì sẽ có ngăn cách xuất hiện. Cẩn Huyên hiện tại đã sinh ra tâm kính sợ thật lớn. Ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên không có việc gì, không có để cho ta thất vọng. Đàm Địa Quân sau khi khiếp sợ thì cười ha hả, thần sắc hữu hảo trong mắt hiện ra bên ngoài, cũng tổn kiêng kỵ thật lớn. Đối phương sử dụng lôi quyết vừa rồi tu chưa hẳn có thể giết chết chính mình, nhưng lại có uy hiếp thật lớn, mà Lý Vân Tiêu có thân pháp quỷ thần khó lường, hắn lại không làm gì được đối phương, loại cảnh ngộ này càng làm hắn biệt khuất. Lý Vân Tiêu xoay người lại, ánh mắt của hắn nhìn qua cũng không hữu hảo, mà là ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói ra. Vạn dặm không mây. Khí trời xem như không tệ a. Trên mặt Đàm Địa Quân thoáng xấu hổ, biết rõ đối phương đang tố khổ lời hắn lúc trước, rồi lại không thể làm gì, chỉ có thể ngượng ngùng cười nói. Ha ha, là không tệ, thật là không tệ.
Ánh mắt Lý Vân Tiêu bỗng nhiên ngưng tụ biến thành lợi hại, chẳng khác gì mũi nhọn xuyên thấu thân thể Đàm Địa Quân, lạnh giọng nói. Bản thiếu gia dùng thân mạo hiểm dò đường giúp các ngươi, bằng hữu của ta gặp được nguy hiểm, các ngươi rõ ràng nhìn thời tiết, rất tốt, chuyện này rất tốt. Ánh mắt Lý Vân Tiêu của hắn nhìn qua Đàm Địa Quân rồi nhìn Tuân Chi Minh, hai người đều xấu hổ cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Đàm Địa Quân thì đắng chát, nghĩ thầm, lần này phiền toái, xem ra người này đã mang khúc mắc trong lòng với ta, muốn đạt được hóa lôi thần quyết sợ rằng không đơn giản như thế. Rốt cuộc Tế Lâm lấy lại tinh thần, phẫn nộ nói. Lý Vân Tiêu, ngươi lại dám giết Phương Thiên Hạc, ngươi thật đáng chết a. Lý Vân Tiêu khinh miệt lườm hắn một cái, khinh thường nói. Nói nhảm cái gì, giết hắn như giết chó, không phục thì ngươi cũng đi theo hắn đi. Chết! Lần này đã hù mọi người sợ hãi, nhìn thấy sắc mặt Lý Vân Tiêu còn chưa khôi phục, trong lòng càng không có cách, chẳng lẽ tiểu tử này muốn giết hai võ tôn? Hắn thực sự có năng lực nghịch thiên như thế. Tế Lâm cũng bị lời này của hắn hù sợ, không thể ngờ đối phương lại như thế, không lưu chút chỗ trống, lập tức sững sờ đứng đó, ra tay cũng không phải, không ra tay cũng không phải. Trong lòng Đàm Địa Quân vui vẻ, ước gì hai người sinh ra mâu thuẫn, nếu như đánh một hồi, vậy rất tốt, lập tức khiêu khích nói. Hừ, Tế Thất Phu, người cũng có thể dựa vào mấy viên thuốc thể hiện trên giường mà thôi, tại đây không thích hợp với ngươi. Ha ha! Sau áp lực to lớn, võ giả thế lực bản địa cười ha hả, cả đám đầy khinh biệt, ôm bụng cười to. Sắc mặt Tế Lâm đã biến thành màu gan heo, sĩ khả sát bất khả nhục, càng không thể nhục công năng, đây quả thực là chuyện không nam nhân nào có thể chịu được, huống chi Đàm Địa Quân đã đâm trúng chỗ hiểm của hắn. Đàm Địa Quân, người lão thất phu này, ta giết ngươi. Rốt cuộc hắn mất lý trí, hét lớn một tiếng xông lên, hai tay đánh vào hư không. Từng đạo trưởng ấn từ bốn phương tám hướng đánh tới, làm không gian quanh người Đàm Địa Quân lắc lư mạnh mẽ. Đàm Địa Quân kinh hãi, hắn vốn muốn dẫn họa lên người Lý Vân Tiêu, nhưng mà không ngờ bản thân bị cuốn vào, hai người đều là võ tôn đỉnh phong, nếu động thủ không nói không thể phân thắng bại được, cho dù phân ra cũng là kết cục lưỡng bại câu thương. Hắn vạn phần căm tức, phụ mai chi khí trên người bay ra, hóa thành gió táp lăng lệ, đối kháng với Tế Lâm, giận dữ hét. Giết Phương Thiên Hạc là Lý Vân Tiêu, người lão thất phu này vì sao lại đối phó ta? Tế Lâm đã lửa giận ngút trời, cơ hồ không có năng lực suy nghĩ. Đàm Địa Quân nói lời này vào tai càng tưởng rằng cố ý châm chọc hắn không dám chiến với Lý Vân Tiêu, càng xấu hổ và giận dữ trùng thiên, ra tay liên tục, mang tất cả tức giận hóa thành trường ảnh, vậy mà dần dần bức Đàm Địa Quân lâm vào hạ phong. Tất cả võ giả bốn phía rút lui ra sau. Võ tôn đỉnh phong quyết đấu có khả năng tai bay vạ gió rất lớn, liền có vài tên không có mắt bị cuốn vào trong, lập tức hóa thành cho bụi. Thân NSA Lý Vân Tiêu khẽ động, giữ chặt tay Cẩn Huyên tiến lên phía trước, nói. Để cho chúng đánh đi, chúng ta tìm bảo tàng quan trọng hơn. Cẩn Huyên bị hắn kéo tay đi lên, trong nội tâm có cảm giác nhộn nhạo, đầu óc ông một tiếng mất đi năng lực suy nghĩ. Nàng đã lớn như vậy, còn chưa từng có nam nhân cầm tay của nàng. Đây là lần đầu tiên. Mai Đông Nhi trông thấy hắn phải đi, ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Lý Vân Tiêu cười nói. Chúng ta đi trước một bước, người có hứng thú đi cùng không? Mai Đông Nhi cũng muốn tiến lên, nhưng mà giờ phút này người tông môn đang khẩn trương, cùng đối nghịch với thương hội, nếu như nàng rời đi, vậy hư không thể nghĩ, đành phải tiếc hận nói. Ta phải ở cùng đồng môn. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ân. Mọi sự ngàn vạn phải cẩn thận. Nói xong hắn lấy ra một ký lục chỉ châm, y theo hướng nó chỉ mà đi tới. Cẩn Huyên nhìn tay của mình, mặc dù chỉ kéo một chút, nhưng trong lòng có ngàn vạn chữ muốn nói, lỗ tai dường như mất thông, không nghe được âm thanh gì cả, chỉ nghe tiếng tim mình đập bịch bịch nhảy lên. Nàng trông thấy Lý Vân Tiêu chạy như bay, cũng vô ý thức theo sát phía sau, nhưng mà trong đầu chỉ nghĩ lung tung, thượng vàng hạ cám, không có tâm tư nghĩ chuyện khác. Rất nhiều võ giả tán tu thấy hai người rời đi, cũng nhao nhao theo kịp. Tuy Bắc Đấu Tông tranh đấu với Thương Minh nhìn rất đẹp mắt, nhưng bọn họ càng ưa thích bảo tàng hơn. Thoáng cái hơn phân nửa người đã đuổi theo Lý Vân Tiêu hai người, nhưng mà khoảng cách giữ càng ngày càng xa, đối với thân ảnh tuấn lãng kia sinh ra kính sợ và kiêng kỵ. Người xem cuộc chiến bốn phía nhìn thấy Lý Vân Tiêu dẫn đầu rời khỏi, đều sinh lòng lo lắng. Tuân Chi Minh ôm quyền nói. Chư vị Bắc Đấu Tông.
nơi đây giao cho các ngươi, ta đi đầu một bước, để tránh bảo tàng rơi vào tay người khác. Hắn cũng không đợi Bắc Đấu Tông trả lời đã dẫn thủ hạ rời đi. Thiên Hà Tông đi lần này lập tức dẫn tới thế lực hai phía bắt đầu dục dịch. Trong lòng Đàm Địa Quân biệt khuất không nói nên lời, đau khổ ứng phó tên điên trước mắt. Tế Lâm cũng bị đả kích quá lớn, hơn nữa bị khuất nhục như vậy nên lâm vào điên cuồng, cắn xé chém giết. Cái gọi là không thể buông tha dũng giả thắng, hai người thực lực không kém nhau bao nhiêu, dưới loại tình huống này Đàm Địa Quân lại lâm vào nguy hiểm, mấy lần suýt nữa trọng thương. Tên điên chết tiệt này, ta liều với ngươi. Đàm Địa Quân cũng tức giận, phụ mai chi khí ngưng tụ quanh thân, dần dần hóa thành thực chất, giống như áo giáp bao phủ các nơi, mà sau lưng hiện thị đặc tính mềm dẻo khó được, khi hắn ra quyền thì trưởng ảnh ầm ầm, vô cùng mạnh mẽ. Đại Tu La Quyền, Nhất Quyền Phá Sơn Hà. Bên trong vụ mai chi khí lập tức quyền kình đánh ra, quyền ảnh biến thành thực chất, chuyển thành màu nâu ngưng trọng. Lực lượng Tế Lâm vận chuyển lên cao nhất, lập tức áp xúc trở về. Hắn không biến chiêu, chỉ đánh ra một quyền, giáng một quyền vào đối thủ, hai lực lượng đột nhiên nổ bung, một năng lượng khổng lồ khuếch tán ra ngoài, không chỉ có không gian sụp đổ, mặt đất lắc lư, địa mạch bất ổn. Hơn 10 đạo thân ảnh nhao nhao bay ra bốn phía, để tránh bị khí kình cuốn vào, trong nội tâm rất hoảng sợ. Tế Lâm, người lão thất phu này, nếu muốn chiến, bổn tông hôm nay sẽ chơi với ngươi, liều chết không lùi. Rốt cuộc lửa giận của Đàm Địa Quân đã bốc cháy lên. Bị đối phương áp chế đánh một trận, cho dù là người nào cũng căm tức. Nhưng mà vụ mai chi khí ngưng tụ thành vòi rồng, hiện quanh người hắn như quán chú thiên hạ, khí thế võ tôn cửu tinh tăng lên đỉnh phong, lực lượng lĩnh vực có thể bài xích vật khác trong ngàn mét, hình thành thiên địa duy ngã độc tôn. Một quyền của Tế Lâm chấn động, lửa giận cũng từ từ tắt đi, ngược lại tỉnh táo lại, nhìn qua Đàm Địa Quân như thiên thần hàng lâm, ngược lại còn do dự. Lão thất phu, ngươi không phải rất châu sao? Đến đây, Đàm Địa Quân thò tay một chảo, lập tức ngưng tụ vụ mai chi khí thành vũ khí, trực tiếp nện xuống A. Tế Lâm biến sắc, hai tay kết ấn, khi ấn quyết trong tay khẽ động, bay từ trên xuống đung vào vụ mai chi khí, chỉ cần đánh vỡ, ấn ký sẽ tiêu tán theo. Đứng cách hai người xa xa, Đàm Địa Quân còn muốn ra tay, Tế Lâm rốt cục biến sắc, quát to. Dừng tay, Đàm Địa Quân lạnh lùng nói. Lão thất phu. Ngươi không phải muốn cắn xé sao? Bổn tông hôm nay phụng bồi tươi cùng, xem ai chết trước. Ánh mắt Tế Lâm lộ ra hàn mang, ngưng giọng nói. Mới vừa rồi là ta xúc động, nhưng ngươi cũng không nên hành động theo cảm tình. Tiếp tục đánh tiếp không có lợi với bất cứ, còn kéo thù hận thêm mà thôi, tiện nghi người khác. Không bằng như vậy, chuyện vừa rồi xem như không xảy ra. Hừ, ngươi nói không có xảy ra thì không xảy ra sao? Thơm bơ thế à? Đàm Địa Quân vẫn tức giận khó bình, cười nói. Đã làm bổn tông ra tay, cũng đừng mong xong chuyện. Sắc mặt Tế Lâm đột biến, khẽ nói. Ngươi muốn như nào, không ngại nói rõ. Đàm Địa Quân lúc này mới tức giận quát. Đơn giản, bồi thường mấy chục tỷ nguyên thạch là xong. Cái gì, mấy chục tỷ? Tế Lâm tức giận nói. Ngươi muốn mượn việc này xảo trá ta, xem ta là kẻ đần. Hắc hắc. Đàm Địa Quân vung tay lên, hút toàn bộ vụ mai chi khí vào trong người, nói. Việc này bởi vì ngươi mà lên, bồi hay không bồi thường do ngươi, mà không phải do ta, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Đột nhiên hắn phát hiện, sau khi tiếp xúc với Lý Vân Tiêu, hắn cũng học được thủ pháp vơ vét vô sỉ kia. Người bốn phía kinh hãi, thân là cường giả võ tôn đỉnh phong lại đi làm chuyện vơ vét tài sản, quả thực chưa từng nghe nói qua, kinh ngạc mở to mắt. Tế Lâm tức giận, không chỉ chết trợ thủ đắc lực, phá hư huyền khí bát giai, hiện tại còn phải bồi thường con số nguyên thạch to lớn, hắn hận không thể lại xông lên liều ngươi sống ta chết. Nhưng vẫn cưỡng ép nhịn xuống, bởi vì lúc trước không sáng suốt cho nên ăn quả đắng này. Hắn cắn răng cả giận nói. Bồi chút nguyên thạch có thể, nhưng không thể giao giá trên trời, một ức trung phẩm nguyên thạch, nhiều một khối cũng không được. Tâm tình Đàm Địa Quân thật tốt. Lúc trước bị Lý Vân Tiêu xảo trá thì hắn cũng phẫn nộ như vậy, hắn cảm nhận rõ điểm này trên người Tế Lâm, cười nói. 10 tỷ, thiếu một khối cũng không được. Tất cả mọi người choáng váng, ngày bình thường cường giả võ tôn cao cao tại thượng như thần linh, vậy mà cũng như côn đồ phố phường, không có thiết tháo cò kè mặc cả như vậy. Hữu duyên thiên lý năn tương ngộ, 10 tỷ nguyên thạch không đắt lên.
muôn sông nghìn núi luôn tình, một tỷ nguyên thạch được hay không được. Gió xuân không độ ngọc môn quan, thề sống chết cũng muốn 83. Nhân gian đều có chân tình tại, có thể giảm bớt một khối hay không? Giá cả đã rất hợp lý, muốn bồi hay không bồi thường tùy ngươi. Mọi người té xỉu, đổ mồ hôi lặng im lặng. Đàm Địa Quân nói, ít nhất 5 tỷ, bổn tông không muốn lại nói nhảm với ngươi. Cho dù tại bất kỳ địa phương nào, muốn mời một gã võ tôn đỉnh phong ra tay tuyệt đối không dưới con số này. Tế Lâm biết rõ khó giảm xuống hơn nữa, đành phải cắn răng đáp ứng. Âm thầm cười lạnh không thôi, tự nghĩ nói, tạm thời đáp ứng ngươi, lần này sau tầm bảo ngươi chưa chắc còn sống sót, cho dù miễn cưỡng thoát được một mạng, tới lúc đó lão phu cũng tính sổ với ngươi. Sau khi có kè mặt cả chấm dứt, hai người dừng tranh chấp, đồng thời bay về hướng ký lục chỉ châm chỉ dẫn, nhưng mà cách xa nhau khá xa, kiêng kỵ lẫn nhau. Lý Vân Tiêu cùng Cẩn Huyên dẫn đầu mọi người, sơn mạch tử địa này rất lớn, bên trong tràn ngập các loại nguy hiểm, nhưng mọi người tề tụ một chỗ lại bình yên vô sự. Đột nhiên nội tâm Lý Vân Tiêu khẽ động, khẽ cười nói. Hai tên ngốc kia cũng dừng tay. Ân, Cẩn Huyên kinh ngạc ứng một tiếng. Không biết Lý Vân Tiêu nói là thế nào, một lát mới kịp phản ứng, nói. À, ngươi nói là Đàm Địa Quân cùng Tế Lâm. Trên mặt nàng lộ ra vẻ khiếp sợ, nói. Đã cách trăm dặm ngươi cũng cảm ứng được. Lý Vân Tiêu cười nói. Đừng quên, ta là thuật luyện sư có thể đánh bại Mạc Hoa Nguyên đấy. Hai gã võ tôn đỉnh phong quyết đấu, võ ý chấn động mặc dù ở ngoài ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được. Trong lòng Cẩn Huyên hoảng sợ. Lúc này mới nhớ tới, thiếu niên trước mặt là người một kiếm giết võ tông thất tinh, còn từng đánh bại bát giai đại thuật luyện sư. Nàng ngây ngốc, cho dù lật toàn bộ lịch sử của thiên võ giới một lần, cũng quyết không tìm ra yêu nghiệt thứ hai như vậy. Ở tuổi này có được thành tựu như thế. Trong nội tâm nàng vạn phần bội phục Đinh Linh Nhi, không biết đào ra yêu nghiệt này từ nơi nào, cái gì thuật võ nhị hồi, hoàn toàn nhược bảo. Đừng nói trong thương minh, coi như là cả thiên võ giới. Thậm chí kể cả dị tộc cũng tuyệt đối không có nhân vật sánh ngang với hắn. Trong lòng Cẩn Huyên đại định, lần này Thiên Nguyên Thương Hội không có việc gì. Hơn nữa Phương Thiên Hạc vừa chết, cộng thêm luyện phương kia bắt đầu sản xuất rồi, Tử Vân Thương Hội khôi phục sinh cơ cũng không xa. Trong lúc nàng đang suy nghĩ, đột nhiên Lý Vân Tiêu nói. Coi chừng, hình như là ảo cảnh tự nhiên, nhìn vào ký lục chỉ châm, đi theo nó. Trong lòng Cẩn Huyên cả kinh. Nâng đưa mắt nhìn thì phát hiện không thấy Lý Vân Tiêu đâu cả, trước mắt là sương mù mờ mịt, không có vật gì khác. Nàng vội vàng lấy ghi ký lục chỉ châm ra, cẩn thận đi theo. Nghe đồn tử địa có ảo cảnh tự nhiên, người đi vào khó mà sống nổi, cũng không biết Lôi Phong Thương Hội làm sao làm được, hơn nữa có thể làm ra ký lục chỉ châm trong nơi này. Cẩn Huyên đi dọc theo ký lục chỉ châm chừng một chung trà, đột nhiên sắc mặt đại biến, nàng ngửi được trong sương mù có hương thơm nhàn nhạt. Rất nhanh cảm giác có lực lượng kỳ lạ rót vào da. Trong sương mù có độc. Nàng kinh hãi, vội vàng vận chuyển nguyên khí, muốn bức độc vừa hút vào ra ngoài. Lại kinh hãi phát hiện, độc này lại trực tiếp tiến vào nguyên khí. Đây là độc gì, thật không ngờ lợi hại như vậy, Lôi Phong Thương Hội dám bốc lên sơ suất to lớn như thế, độc chết toàn bộ người đi vào. Cẩn Huyên khó mà tin được, nàng cảm giác càng vận khí thì độc càng ngấm sâu. Ngay sau đó thân thể bắt đầu xuất hiện trạng thái tê liệt, cảm thấy hệ thần kinh phản ứng dần dần trì độn. Nàng vội vàng lấy mấy viên đan dược ra, không dám tiến lên phía trước, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống vận công bức độc ra. Đan dược giải độc là thanh thần linh đan, dược lực khuếch tán ra, nhưng mà không có hiệu quả nào. Trong lòng Cẩn Huyên lo lắng, không chỉ có thần kinh tê liệt, ngay cả ánh mắt cũng hoa lên, dần dần lâm vào ảo cảnh. Đột nhiên có bàn tay ấm áp đặt lên lưng của nàng, một dòng nhiệt lượng rót vào trong đó, chảy qua bách mạch, giống như cam tuyền rót vào ruộng cạn, độc trong cơ thể dần dần tiêu tán. Ngươi là ai? Cẩn Huyên xoay đầu lại, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, cả kinh nói. Vân Thiếu, ngươi làm sao xuất hiện trong ảo cảnh độc này, ngươi là chân thân hay ta hoa mắt? Ngươi nọ đúng là Lý Vân Tiêu, khẽ cười nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Về phần ảo cảnh trình độ này còn chưa mê hoặc được mắt của ta, ta vẫn ở bên cạnh ngươi, nhưng mà ngươi không thấy ta mà thôi. Cẩn Huyên nghe lời này, nội tâm cảm thấy ấm áp, âm thầm suy nghĩ nói, thì ra hắn vẫn ở bên cạnh bảo hộ ta, chưa bao giờ rời khỏi. Rất nhanh, dư dục trong người Cẩn Huyên bị thanh trừ không còn,
nàng quay người trở lại, nói. Đa tạ Vân Thiếu, ánh mắt ngươi. Nàng hoảng sợ phát hiện, hai đồng tử Lý Vân Tiêu biến thành yêu dị, quanh hốc mắt bắn ra lực lượng cổ quái, tập trung nhìn vào thì cảm thấy choáng váng, vậy mà không cách nào nhìn thẳng. Lý Vân Tiêu nói, đây là đồng thuật mà ta thi triển, chỉ cần có thể số lượng đủ lớn, có thể phá vỡ tất cả ảo thuật, không nên nhìn vào hai mắt của ta, nắm tay của ta đi thôi. Hắn vươn tay ra dẫn Cẩn Huyên tiến lên phía trước, không có bất kỳ cảm giác không khỏe nào. Tuy Cẩn Huyên cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng mà không có hoảng loạn như lúc trước, tùy ý cho Lý Vân Tiêu nắm, nội tâm ngược lại sinh ra vui mừng, làm cho chính nàng cũng cảm khái không ít. Có ký lục chỉ châm, hơn nữa Lý Vân Tiêu có đồng thuật, rất nhanh đã đi ra khỏi khu vực sương mù kia. Quay đầu nhìn vào trong sơn cốc, kẹp ở giữa hai ngọn núi, khắp nơi là hoa hoa cỏ cỏ, vô cùng xinh đẹp. Lý Vân Tiêu lúc này mới buông tay Cẩn Huyên ra, nói. Thiên địa to lớn, đúng là vô cùng thần kỳ. Loại hoa màu xanh tím này ta chưa bao giờ thấy qua, dường như là linh hoa nào đó, cũng không biết là mấy giai. Cẩn Huyên đưa tay trái vuốt tay phải vừa bị Lý Vân Tiêu nắm qua, đặt trước người, chỉ cảm thấy trên mặt có cảm giác nóng bỏng, nói. Trên đời kỳ hoa dị thảo đâu chỉ thiên thiên vạn vạn, há có thể phân biệt. Ta còn tưởng rằng là Lôi Phong Thương Hội dở trò, thì ra là thiên địa tự nhiên tạo ra. Lý Vân Tiêu đáp. Ân, loại hoa này không những thả ra khí tức mê huyễn, còn ẩn chứa độc tính đặc biệt, sợ là người phía sau không thể ngăn cản. Cửa khẩu này không biết có mấy người thông qua, nhưng ta nghĩ người Lôi Phong Thương Hội sớm có thuốc giải rồi. Cẩn Huyên nói, Lôi Phong Thương Hội đã công bố nơi này ra, vì sao vừa không thiết chí những chướng ngại, chẳng lẽ muốn một lần tiêu diệt thế lực bản địa? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, không biết, nhưng mà đây cũng là một nguyên nhân trong đó. Tóm lại sẽ không để cho mọi người nhẹ nhõm đạt được chỗ tốt, hơn nữa bọn họ phải từ đây đạt được chỗ tốt lớn, nếu không sẽ thâm hụt tiền vốn nhiều lắm. Cẩn Huyên cười nói, đáng thương cho đám người thương hội kia, đã tính toán tường tận, không thể ngờ vừa lên đường đã chết Phương Thiên Hạc, ngay cả Tế Lâm cũng nổi giận. Những chuyện này bọn họ chắc chắn không ngờ tới, sợ là đã thâm hụt tiền. Ân, ta cảm thấy được có lẽ còn có âm mưu bên trong. Binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn, ngược lại cũng không cần sợ bọn chúng, đi thôi, không cần chờ đám người kia đâu. Lý Vân Tiêu nói xong cũng tiến thẳng về phía trước. Cẩn Huyên theo sát sau lưng hắn, nội tâm đột nhiên có cảm giác phiền muộn, hy vọng lại xuất hiện một ít sương mù, có thể để hắn cầm tay của mình. Nhưng mà nàng lại cảm thấy thẹn thùng vì suy nghĩ này. Trong sơn cốc này là một rừng cây xanh tốt, linh khí thanh thúy tươi mát, cỏ cây xanh ngất. Khí tức sinh mệnh phồn vinh mạnh mẽ tràn ra, giống như tiên cảnh nhân gian. Lý Vân Tiêu đi mấy bước thì đột nhiên dừng lại không tiến. Cẩn Huyên thiếu chút nữa đụng vào lưng hắn, lúng túng nói. Như thế nào, Vân Thiếu, có phải xảy ra tình huống gì không? Lý Vân Tiêu nói. Sơn cốc này thật cổ quái a, giống như cái hồ kia, linh khí dồi dào, lại không còn sinh linh. Không có sinh linh. Cẩn Huyên sững sờ. Lúc này mới phát giác được trong sơn cốc yên tĩnh, không nghe được tiếng côn trùng kêu vang và chim hót, thật không thể tưởng tượng nổi, nàng cả kinh nói. Hẳn lại là bảy dập. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Không phải, ảo thuật kia là tự nhiên tạo ra, hồ nước chính là huyền khí chí bảo, mà trong đó thật sự không có khí tức sinh linh. Coi chừng, loại tình huống này xuất hiện hoặc là hoàn cảnh quá độc, cho nên không có sinh linh. Hoặc là có yêu thú cường đại chiếm giữ nơi đây. Trở thành một phương cấm địa, các sinh linh còn lại không dám tới gần. Linh khí nơi đây không có vấn đề, hiển nhiên là tình huống thứ hai. Cẩn Huyên cả kinh nói. Ý ngươi là, nơi này có yêu thú cường đại, sẽ là cấp bậc gì? Lý Vân Tiêu thở khẽ nói. Bát giai. Cẩn Huyên kinh hãi nói. Ngươi đã phát giác ra. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Không có. Cẩn Huyên. Vậy tại sao người phát hiện là bát giai? Lý Vân Tiêu nói. Nếu như là yêu thú thất giai, căn bản không có thành tựu như thế, cũng sẽ không biết khiến Lôi Phong Thương Hội dẫn người đối phó. Dù sao Bắc Đấu Tông cùng Thiên Hà Tông có không ít cường giả võ tôn, tùy tiện một người đi ứng phó là được, còn nếu là cửu giai, hắc hắc, Lôi Phong Thương Hội cũng sẽ không có gan tới. Cho nên nơi này nếu có yêu thú chiếm giữ, chắc chắn là tồn tại bát giai. Cẩn Huyên sững sờ. Lập tức hiểu được, suy luận này rất có đạo lý.
Đột nhiên nàng cảm thấy không có gì có thể làm khó thiếu niên trước mặt này. Ha ha, Lý Vân Tiêu, người quả nhiên không có việc gì. Phía sau có âm thanh quen thuộc truyền ra, đám người Đàm Địa Quân cũng ra khỏi sương mù, tính ra còn có nhiều giả đuổi theo, đi tới nơi này đã giảm bớt một nửa người. Bắc Đấu Tông thì không thiếu ai, dường như sớm có biện pháp ứng phó sương mù. Tiêu Minh Huy kinh ngạc nói. Vân Thiếu có thể đi ra khỏi sương mù không kỳ quái, ngược lại Cẩn Huyên hội trưởng cũng có thể đi tới, đúng là khó lường. Cẩn Huyên hừ lạnh nói. Trong các ngươi có không ít kẻ tu vị còn cặn bã hơn ta nhiều, không phải cũng đi ra sao? Tiêu Minh Huy cười nói. Cẩn Huyên hội trưởng đừng tức giận, tuy sương mù có độc, hiếm có người biết, nhưng đối với môn phái chúng ta sừng sững nơi đây không biết bao nhiêu năm cũng không phải bí mật gì, đan dược giải độc đã sớm tồn tại. Cẩn Huyên hội trưởng là người từ bên ngoài đi tới, cũng có thể thuận lợi đi ra, làm cho kẻ khác kính nể, xem ra Tử Vân Thương hội cũng không đơn giản. Phải biết rằng trong sương mù này, cho dù là cường giả võ tôn cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi, cũng không biện pháp ra tay giúp người. Trong lòng Cẩn Huyên cả kinh, ngay cả võ tôn cũng không thể dẫn người theo, Lý Vân Tiêu làm thế nào được. Nhưng nghĩ đến hắn điểm yêu nghiệt của hắn, cũng cảm thấy thản nhiên, dường như bất luận chuyện gì xảy ra trên người của hắn đều bình thường tới cực điểm. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn mọi người, trừ những môn phía bản địa ra. Quả nhiên thông qua đều là võ giả tán tu có thời gian sống tại thành Nam Hỏa đủ lâu, biết rõ huyền bí trong đó, sớm có giải độc đan trong người. Hắn hừ lạnh nói. Tiêu Tông chủ biết rõ sương mù không đơn giản, cũng không cho bản thiếu gia ta một ít, xem ra không cần phải làm bằng hữu rồi. Tiêu Minh Huy ngượng ngùng nói. Cái này. Hắn xấu hổ cười nói. Dùng năng lực của Vân Thiếu tự nhiên không cần giải độc đan. Đang nói. Ở xa có đám người chạy như bay tới, đúng là Tế Lâm cầm đầu thế lực thương hội. Bọn họ đương nhiên lông tóc không tổn hao gì, thời điểm nhìn thấy Lý Vân Tiêu thì nội tâm kinh hoàng và kiêng kỵ. Tế Lâm nhìn thấy Lý Vân Tiêu cũng bình yên vô sự, nội tâm có chút thất vọng. Tuy hắn đã sớm nghĩ tới sương mù không có tác dụng, nhưng vẫn ôm suy nghĩ may mắn, hy vọng Lý Vân Tiêu có thể chết bên trong, đánh vỡ cục diện bế tắc này. Đàm Địa Quân nói, Tế Lão thất phu. Đây là bẫy dập của các ngươi sao? Không có sinh linh nào, chẳng lẽ là cấm địa yêu thú cao cấp? Ngươi sẽ không làm ra cái gì yêu thú cửu giai chứ? Tế Lâm thấy vấn đề bị nhìn thấu, cũng không giấu giếm, thoải mái nói. Đàm Địa Quân, lời này của ngươi ta không thích nghe, cái gì gọi là ta làm ra? Chiếm cứ nơi này là yêu thú bát giai, chính là sơn cốc trước mặt, nếu sợ thì quay về đi. Hừ! Nếu chỉ là bát giai thì mọi người cùng xông lên lột ra nó bán lấy tiền. Đàm Địa Quân hừ lạnh một tiếng, dẫn người tiến lên phía trước. Hắn phát hiện hắn dù thế nào cũng nhiễm tật xấu yêu tiền, há miệng ngậm miệng liền nghĩ làm sao chiếm được chỗ tốt. Nghĩ vậy, lập tức trừng Lý Vân Tiêu, làm cho Lý Vân Tiêu cảm thấy không hiểu thấu. Những võ hoàng, thậm chí số ít võ tông đã lui ra phía sau, nếu như phía trước là yêu thú bát giai, bọn họ chẳng dám tới gần. Mai Đông Nhi đi ra khỏi đội ngũ tông môn, tới bên cạnh Lý Vân Tiêu, nói. Ta biết rõ trong sương mù có độc, vẫn vô cùng lo lắng, sợ ngươi không thể thông qua, hiện tại rốt cục yên tâm. Nhìn qua Mai Đông Nhi rời khỏi, Cẩn Huyên nội tâm ê ẩm, trách cứ nói. Cô nàng này rất quan tâm ngươi đấy. Lý Vân Tiêu không đầu không đuôi ân một tiếng, nói. Đi thôi, đi xem là yêu thú gì chiếm nơi đây. Bát giai cũng không phải thế hệ đơn giản đâu. Cẩn Huyên đi sau lưng, nhưng trong lòng bắt đầu khó bình yên. Đột nhiên nàng phát hiện, nói thầm, Cẩn Huyên ngốc, đều nghĩ cái gì đâu. Người ta là người nào, một kiếm đánh chết võ tôn thất tinh, đánh bại bát giai thuật luyện sư, hắn sau này chính là tồn tại đỉnh phong của thiên võ giới, vì sao có thể vừa ý cô nương ngốc như ngươi, cùng xuất hiện với ngươi. Cũng chỉ là giúp ngươi một chút, đã cứu ngươi một lần mà thôi, đừng nghĩ ngợi lung tung. Ngươi không biết xấu hổ hay sao? Trên mặt nàng vẫn đỏ ửng, tâm kết trong lòng dần cởi bỏ, lúc này khôi phục tâm tình bình thường, theo sát phía sau. Lý Vân Tiêu hoàn toàn không biết biến hóa tâm tình của cô nương phía sau, thể xác và tinh thần đều đặt lên bảo tàng và yêu thú trước mặt. Mọi người đi ra khỏi sơn cốc, cũng không có thấy tồn tại kỳ dị gì, đi qua bãi cỏ bằng phẳng trong sơn cốc, dưới núi là cây mây xanh che lấp các nơi. Chẳng lẽ yêu thú ra ngoài kiếm ăn? Một gã võ giả cẩn thận phân tích nói. Thôi đi pa ơi,
đã là bát giai, nếu muốn ăn làm gì cần phải tự đi ra ngoài chứ. Tên còn lại phản bác. Tất cả mọi người đại hỉ không thôi, đặc biệt là những tán tu kia, có mấy người nhìn không được trực tiếp bay qua. Siêu siêu siêu. Ngay giữa hai ngọn núi thỉnh thoảng có những bóng dáng nhỏ bé qua lại trên mây xanh, nhanh khó có thể dùng mắt thường nhìn thấy. Hai tên võ tông vừa bay lên còn chưa để ý, thân thể lập tức bị đục lỗ, phá vỡ hơn 10 đại động, bộ dáng khủng bố té xuống đất. Hí! Tất cả mọi người sinh ra cảm giác lạnh cả người, hoảng sợ nhìn lại. Vừa rồi chỉ thấy công kích lập lòe, cũng không có nhìn thấy thật thể, hai gã võ tông đã chết một cách khó hiểu. Trên mặt Tế Lâm Hiển hiện nụ cười lạnh, nói. Tu vị rác rưởi lại muốn xông lên dầu đê tiên, hại bọn chúng không phải tu vị, mà là trí thông minh. Hắn nói những lời này lập tức làm các tán tu giận dữ, một trợn mắt nhìn qua. Nhưng mà quan hệ của đám tán tu này không tính là hòa thuận, nhưng giờ phút này lại kéo thành một đám, có cảm giác ôm thành đám thì ấm. Hiện tại thấy hai người kia ngã xuống trước sơn cốc, lập tức có cảm giác đau khổ. Khóe mắt Lý Vân Tiêu dựng lên, lập tức nhận ra công kích vừa rồi, nói. Dĩ nhiên là tiểu yêu màu xanh, không thể ngờ nơi đây còn có loại vật này. Đàm Địa Quân nói. Ngươi nhận ra yêu thú kia. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Là một loại gọi tiểu yêu màu xanh, chỉ là lục giai mà thôi. Cũng chỉ có thể xúc phạm tới võ giả dưới võ hoàng, trừ phi là vương giả trong tiểu yêu mới đạt tới thất giai, cũng không có đạt tới bát giai đâu. À. Đàm Địa Quân nhìn qua phía thương hội, nói. Đây chính là cửa khẩu các ngươi lập ra sao, không sợ người ta chê cười. Tế Lâm hừ lạnh nói. Không liên quan tới chúng ta, có bản lĩnh đi qua là được, không muốn nói chuyện với loại người như ngươi. Đàm Địa Quân dẫn đầu đoàn người đi lên phía trước, ánh mắt tất cả mọi người nhìn qua hắn, hắn vừa đi vào giữa hai ngọn núi, những tiểu yêu màu xanh công kích nhanh chóng. Chỉ thấy bóng dáng đầy trời, tiếng xé gió vang lên không dứt bên tai. Lĩnh vực của Đàm Địa Quân mở ra, tất cả tiểu yêu màu xanh lao tới đều đàn hồi trở về, không cách nào tổn thương mảy may. Hừ, một đám rác rưởi. Hắn hừ lạnh một tiếng, phụ mai chi khí trên người tỏa ra, những tiểu yêu màu xanh tiến vào lĩnh vực của hắn nhao nhao chúng độc ngã xuống. Dường như có tinh thần không sợ chết, nhìn thấy đồng bạn không ngừng chết đi, chúng vẫn tiếp tục lao tới. Rất nhanh đã chết toàn bộ, rơi xuống đất. Chấm dứt sao? Tất cả mọi người lòng tràn đầy nghi hoặc. Đột nhiên trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, nói. Không tốt, mau nhìn dưới chân. Đàm Địa Quân cúi đầu nhìn lại, những tiểu yêu màu xanh bắt đầu hòa tan, dần dần rót vào trong bùn đất. Mà bùn đất dưới chân Đàm Địa Quân bắt đầu lún xuống, kéo hai chân hắn xuống dưới. Mặt đất hóa thành vũng bùn. Một màn này Lý Vân Tiêu từng nhìn thấy bên ngoài yêu nguyên, nhưng đó là do Cố Nguyệt Sinh thi triển trận pháp cấm chế mà thôi. Mà giờ khắc này là biến thành bùn chân chính. Mọi người kinh hãi, vội vàng lui về sau. Rất nhanh cảnh khủng bố xuất hiện trong sơn cốc, cả vùng đất trong sơn cốc bị ăn mòn khô cạn, vốn xanh tươi đã hóa thành bùn nhão, không ngừng khuếch tán ra, phạm vi hơn 100 mét. Trong bùn nhão có lực ăn mòn mạnh mẽ, ngay cả võ giả cũng cảm thấy kinh hãi. Chỉ người thấy cũng cảm thấy nguyên khí bị ăn mòn, ngược lại bức tất cả võ giả lui ra khỏi sơn cốc. Mà Đàm Địa Quân kinh hãi lăng không mà đứng, lĩnh vực trên người hình thành phòng ngự, không ngừng ngăn cản khí tức ăn mòn đó, sắc mặt của hắn ngưng trọng lên. Hắn lăng không đằng 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 tiến lên phía trước, mỗi một bước chấn đều bị rất nhiều linh khí ăn mòn, vô cùng gian nan. Trong nội tâm của mọi người vô cùng hoảng sợ, nếu như nói võ tôn cửu tinh cũng khó đi qua được nơi này. Vậy bọn họ càng đừng vọng tưởng đi qua. Đàm Địa Quân lập tức muốn đi tới bờ bên kia, đột nhiên trong vũng bùn có bàn tay lớn lầy lội đánh tới, rộng hơn 10 mét, trên đó có 5 ngón tay vươn ra chụp vào Đàm Địa Quân, thoáng cái nắm chặt lấy hắn. A! À, tất cả mọi người bị dọa đổ mồ hôi lạnh, bỗng nhiên lui về sau đi. Ngay cả võ tôn cũng bị bắt, chuyện này. Phanh! Bàn tay cực lớn nổ tung ra, bùn đất lầy lội đầy rời bắn tung tóe. Vụ mai chi khí vần quanh người Đàm Địa Quân, hình thành thực ảnh, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhanh chóng tiến lên phía trước. Bàn tay cực lớn bị đánh nát, nhưng rất nhanh lại ngưng tụ, nhanh chóng đuổi theo, đáng tiếc đã lực bất tòng tâm, trực tiếp bị Đàm Địa Quân thuận lợi đi tới bờ bên kia. Bàn tay này vung vẫy một hồi, liền chậm rãi chìm vào trong lầy lội, phía trên khôi phục bình thường, chỉ có lực ăn mòn mạnh mẽ hiện ra mà thôi.
Tất cả mọi người sởn hết gai ốc, không người nào dám tiến lên. Ha ha, Đàm tông chủ quả nhiên thực lực không tầm thường, không ngờ chẳng bị ăn sạch. Tế Lâm cười ha hả, nói. Các vị thương hội, theo ta cùng đi a. Hắn thả người nhảy qua bờ bên kia, vậy mà không có bị lực ăn mòn xâm nhập, tất cả mọi người nhìn qua trợn mắt há hốc mồm. Không chỉ có là Tế Lâm, đám người thương hội trực tiếp bay lên, dễ dàng bay qua, còn quay đầu lại đắc ý. Cái này, những lão thất phu này chắc chắn có đồ vật che lấp khí tức không bị yêu thú dò xét ra, hoặc là trên người có thứ đồ vật làm nó sợ hãi. Tuân Chi Minh kinh sợ không thôi nói, lại không thể làm gì, đối phương đã có chuẩn bị, đám người bọn họ muốn đi qua quá khó khăn. Nếu là như thế, Tiêu Minh Huy hơi hơi trầm tư, thân ảnh bỗng nhiên chớp động, phóng lên trời, nhanh chóng nhảy vào trong đám thương hội, cũng cùng theo đó bay qua, cũng không có bị công kích gì cả. A, à, đám võ giả sau lưng ngây ngốc, thoáng cái toàn bộ kịp phản ứng, hơn trăm người bay lên, có vài tên theo kịp đám người thương hội. Vài tên võ giả thương hội chấn động, nhanh chóng lao đi thật nhanh, vù vù chạy đi cực nhanh. Lý Vân Tiêu cùng Cẩn Huyên cũng không cam chịu rớt lại phía sau, cũng lách vào trong đám người. Sau khi đi qua bờ bên kia thì sắc mặt Tế Lâm đột biến, không chút nghĩ ngợi lấy ra một vật, trực tiếp ném vào trong bùn lầy, cũng không thấy rõ là cái gì chìm xuống, rất nhanh đã có âm thanh ủng ục ục sôi trào. Một đạo yêu lực bá đạo truyền ra. Đồng tử Đàm Địa Quân đột nhiên co lại, phẫn nộ quát. Lão thất phu, người ném cái gì? Tế Lâm giả ngu, lạnh nhạt nói. Có sao, à, chỉ ném chút đồ vật trên người không muốn mà thôi. Ngươi, yêu lực thật cường đại, không tốt, bọn họ gặp nguy hiểm. Tuân Chi Minh cả kinh, chỉ thấy trong vũng bùn có cái đầu nhô lên, giống như là sườn đất, phía trên lầy lội, khí tức ăn mòn tỏa ra không ít. Sau khi ló đầu ra, hốc mắt trống trơn, hé miệng phun ra khí tức ăn mòn, phun qua đám võ giả kia. Hơn trăm tên võ giả trên không trung mất trật tự. Không ít bị cái khí thức ăn mòn phun chúng, trực tiếp té xuống. Còn có chút may mắn tránh được, nhưng phát hiện trước mặt là bàn tay lớn đánh tới, trực tiếp như đập con ruồi rơi xuống đất, hài cốt không còn. A, à, Đàm Địa Quân hoảng hốt, tiếp tục như thế có thể còn sống không còn bao nhiêu. Hắn hét lớn một tiếng nói. Tất cả võ tôn cùng ta ra tay bảo hộ môn nhân. Hắn dẫn đầu xông lên không trung, phụ mai chi khí tỏa ra, lập tức hình thành thông đạo màu xám. Quát. Đệ tử bản tông đều tới. Các đệ tử Bắc Đấu Tông vui mừng quá đỗi, lao thẳng lên cầu bằng vụ mai chi khí. Tuân Chi Minh và vài tên võ tôn cũng đồng thời bay về phía đám bùn, bắt đầu liên thủ áp chế yêu thú, nhân số tử vong giảm mạnh, mọi người kinh hỉ nhia lên vụ mai chi khí. Phanh! Đột nhiên một võ giả cảm thấy lồng ngực nổ tung, trực tiếp té xuống bùn lầy, mọi người kinh hãi. Đó là Đàm Địa Quân ra tay. Hắn lạnh lùng nói. Tại đây chỉ cung cấp cho đệ tử bản tông đi qua, đám người còn lại tự cầu nhiều phúc, lại xông lên thì kết cục sẽ giống tên cặn bã vừa rồi. Lần này lập tức làm cho rất nhiều võ giả khủng hoảng, phối hợp chạy qua bờ bên kia. Trong đám tán tu sinh ra cảm xúc bi thương. Không tốt, áp chế không nổi, mau lui lại. Tiêu Minh Huy hét lớn một tiếng, yêu thú bùn lầy này bị mọi người liên thủ công kích, đột nhiên bạo phát, từng đám bùn bắn lên cao. Lập tức nhiều võ giả trúng chiêu, may mắn có kẻ bị thương, kẻ bất hạnh rơi xuống dưới thì chết không nghi ngờ. Chết đều là võ giả tán tu, thế lực bản thổ có vài tên võ tôn bảo vệ nên thoải mái lui ra phía sau. Mai Đông Nhi cũng ở trong đó, lo lắng nhìn qua Lý Vân Tiêu phía sau, dốc sức liều mạng kêu lên. Vân Thiếu, mau tới đây. Sư muội, bất kể hắn, tự chúng ta trốn còn không kịp. Một gã đệ tử Bắc Đấu Tông vội vàng nói ra. Hắn càng lao về phía trước. Được vài tên võ tôn liên thủ bảo vệ, đi lên vụ mai chi khí đi qua bờ bên kia. Cẩn Huyên, người đi trước. Lý Vân Tiêu bắt, ấy Cẩn Huyên, cũng không để ý nàng phản kháng ném nàng lên thông đạo vụ mai chi khí. Hừ, thông đạo bổn tông là để người bổn tông sử dụng, Đàm tông chủ nói hai vị không nghe sao. Trần Đức Hữu lúc này bay lên trước mặt Cẩn Huyên, một trường vỗ nhẹ ra ngoài, nhe răng cười nói. Lần này tha cho ngươi một mạng, nếu có lần sau, kết cục của tên kia là của ngươi. Trường phong của hắn phần phật, kinh khí cương mãnh cũng không làm Cẩn Huyên bị thương, chỉ đánh bay nàng, bay về vũng bùn xa xa. Cẩn Huyên kinh hãi, vội vàng vũng vàng thân thể,
trực tiếp lăng không bay qua bờ phía sau. Lại đột nhiên có một bàn tay từ xa đánh tới, muốn bắt lấy nàng. Cẩn Huyên sợ tới mức hoa dung thất sắc, rốt cuộc nàng biết vì sao Đàm Địa Quân cũng không tránh được một chảo này, bởi vì bên trong có đại địa vận luật, làm cho nàng không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay đánh qua, trong nội tâm sinh ra tuyệt vọng và bất lực. Trần Đức Hiếu, người đáng chết. Lý Vân Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, tinh thần lực phóng ra ngoài, không trung vặn vẹo lập tức thuấn di tới bên cạnh Cẩn Huyên, một tay ôm lấy hông của nàng. Sau đó Phượng Hoàng thần hỏa trong mi tâm bắn ra ngoài, đánh vỡ bàn tay kia, hắn mang theo Cẩn Huyên lăng không bay lên phía trước. Cẩn Huyên tìm được đường sống trong chỗ chết, nội tâm cảm giác khó nói nên lời, bị Lý Vân Tiêu ôm eo nhỏ dán lên người của hắn, chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn vô lực. Lại cảm giác vô cùng an toàn, khí tức ăn mòn đầy trời không thể làm gì nàng cả. Rầm rầm rầm. Đột nhiên Lý Vân Tiêu nhìn thấy bùn lầy phía dưới bị vỡ ra, sinh ra 7-8 bàn tay to lớn, đồng thời dương nanh múa vuốt xông lên, muốn bắt lấy người ta. Trong lòng Lý Vân Tiêu hoảng hốt không rõ vì sao quái vật bùn lầy này nhìn chằm chằm vào mình. Những võ tôn kia chỉ có 3-4 bàn tay, vậy mà phân ra 8 cái đối phó mình. Hắn không nghĩ nhiều. Một tay niết kiếm quyết, quát. Cẩn Huyên ngươi hãy đi trước đi. Sau đó một đạo kiếm quang từ mi tâm của hắn bắn ra, đúng là Bắc Thiên Hàn tinh kiếm, dưới kiếm quyết của hắn bay múa, vận sức chờ phát động. Lý Vân Tiêu thuận tay vỗ mạnh, lập tức đẩy Cẩn Huyên lên thân kiếm. Kiếm quyết. Hắn hét lớn một tiếng, Bắc Thiên Hàn tinh kiếm sinh ra yêu long hình rồng, phát ra tiếng kêu rào vang vọng, phá vỡ một thông đạo không gian đi qua bờ bên kia. Cẩn Huyên bước lên Bắc Thiên Hàn tinh kiếm, cảm giác lạnh như băng từ chân sông lên tận đầu, toàn thân rét run, cho dù thi triển chân khí thế nào cũng không thể bài trừ, trong chốc lát cảm giác tứ chi đông cứng. Nhưng càng làm cho nàng kinh hãi là, Lý Vân Tiêu sau khi thi triển kiếm quyết, lập tức bị một thủ chảo nắm vào trong bùn. Không! Nàng bi thương hô to một tiếng, kiếm quyết chảm yêu phá tan vụ mai chi khí và lực ăn mòn sông tới, bình yên đưa nàng qua bờ bên kia. Rơi xuống đất. Toàn thân Cẩn Huyên băng hàn thấu xương ngã xuống đất. Chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm vẫn hàn quang như nước chiếu sáng các nơi. Vân Thiếu. Kinh hô với nàng chính là Mai Đông Nhi, mắt thấy Lý Vân Tiêu bị thủ chảo bắt vào bên trong, hai chân Mai Đông Nhi cũng mềm nhũn, thiếu chút nữa té khỏi thông đạo vụ mai chi khí. Thượng quan Ngọc Âm bên cạnh đón lấy nàng, nhảy mấy cái đã tới bờ bên kia. Giờ phút này rất nhiều võ giả đã qua bờ bên kia. Những võ giả tán tu trong khi Lý Vân Tiêu đối kháng với yêu thú kia đã tranh thủ một hơi, lập tức bay qua, tất cả đều đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, trong nội tâm hoảng sợ. Nhìn qua bàn tay bùn lầy kia, vừa rồi nếu không có Lý Vân Tiêu đột nhiên dẫn yêu thú đi, chỉ sợ bọn họ không qua được. Trong mắt Đàm Địa Quân mang theo một tia lửa giận, nhìn chằm chằm vào Trần Đức Hữu nói. Nếu là hắn chết, người phải chịu hình. Trần Đức Hữu nhướng mày, không phục tức giận nói. Vì cái gì, hắn chết dựa vào cái gì ta chịu hình, chính là một tên võ tông, người cũng không muốn giết hắn sao? Đàm Địa Quân lạnh lùng nói. Đó là lúc trước, đừng quên hóa lôi thần quyết vẫn còn trên người hắn, uy lực kia ngươi cũng nhìn thấy rồi. Làm mất hóa lôi thần quyết, sư huynh có thể buông tha ngươi sao? Sắc mặt Trần Đức Hữu bỗng nhiên đại biến, khó coi đến cực điểm. Mai Đông Nhi lảo đảo chạy đến trước mặt Đàm Địa Quân. Trực tiếp quỳ xuống khóc ròng nói. Phó tông chủ đại nhân, van cầu ngươi cứu Vân Thiếu. Sắc mặt Đàm Địa Quân âm trầm không thôi, không lên tiếng. Tuân Chi mình cũng lo lắng không dứt, đương nhiên hắn cũng lo lắng hóa lôi thần quyết từ đó biến mất, nói. Đàm tông chủ, người vừa rồi cũng bị bàn tay kia bắt lấy, không biết có hy vọng cứu hắn không. Đàm Địa Quân nhìn qua bàn tay lớn bắt lấy Lý Vân Tiêu. Sắc mặt âm trầm bất định, nói. Mai Đông Nhi càng khóc thương tâm đến cực điểm, dốc sức liều mạng cầu nguyện. Cẩn Huyên sắc mặt tái nhợt, tuy toàn thân lạnh như băng, bị hàn khí xâm nhập thân thể, nhưng hàn ý sâu trong lòng càng hơn một bậc. Tế Lâm nhìn qua mọi người chung quanh, trái lại muốn nhìn qua Lý Vân Tiêu vẫn lạc như thế nào, nhưng mà bọn họ nhanh chóng thất vọng rồi. Bàn tay lớn bắt lấy Lý Vân Tiêu sinh ra hào quang màu trắng, thuần khiết như tuyết. Giống như không nhiễm trần thế. Ngay sau đó là nhiều đạo hào quang bắn ra. Hào quang thần thể của Lý Vân Tiêu quét dọn sạch sẽ khí tức ăn mòn, sau đó một tiếng yêu thú giống vang vọng trong bàn tay, cũng không phải âm thanh của bùn lầy. Chỉ thấy một thân ảnh biến lớn,
kéo căng bàn tay yêu thú, chính là hồ lô tiểu kim cương, gào thét biến to lên, đánh ra một quyền vào bàn tay bùn lầy. Phanh! Bàn tay yêu thú bùn lầy bị một quyền của hồ lô tiểu kim cương đạp nát, hóa thành từng khối bùn rơi xuống. Thời điểm hồ lô tiểu kim cương khom người xuống, trên lưng của nó là Lý Vân Tiêu đang đứng, trên làn da của hắn sinh ra kim sắc quang mang, lập lòe bất định, ngay cả hắn cũng kinh nghi không dứt. Tiểu tử này quả nhiên không chết. Đàm Địa Quân thở ra một hơi, trong mắt lại càng thêm kiêng kỵ. Giờ phút này kim quang trên người Lý Vân Tiêu làm cho hắn cảm thấy rùng mình, dường như là công pháp cực kỳ lợi hại. Át chủ bài của tiểu tử này quá con mẹ nó nhiều. Đàm Địa Quân thầm mắng không thôi, nhìn qua cảnh này, nhìn thấy hồ lô tiểu kim cương đang đánh vào bùn lầy, mí mắt nhảy lên kịch liệt. Hồ lô tiểu kim cương này hắn đã gặp một lần trên hội đấu giá, một quyền đẩy lui Tế Lâm, làm cho người ta tưởng nó là khôi lỗi, cũng giống như huyền khí không sợ chết, cho nên mọi người cũng sẽ không nghĩ nhiều, nhưng giờ phút này. Đây thật sự là khôi lỗi sao? Thật không ngờ có linh tính, không người điều khiển cũng tự động công kích, hơn nữa đánh ra từng quyền, đây không phải là kim cang quyền là cái gì? Cho dù là khôi lỗi có thể điên cuồng áp chế yêu thú bát giai hay sao? Không chỉ có Đàm Địa Quân, tất cả mọi người há hốc mồm, ngay cả Mai Đông Nhi đang khóc hoa lê đái vũ cũng khiếp sợ quên lau nước mắt, ngây ngốc nhìn cảnh kỳ dị kia. Thân thể to lớn của hồ lô tiểu kim cương lăn không đứng trên vũng bùn, chỉ cần có bàn tay lớn ngưng tụ lao tới thì nó đánh ra một quyền. Chuyện làm phức tạp mọi người, yêu thú lầy lội làm cho tất cả mọi người kinh hồn táng đảm vào lúc này giống như hài tử, bị đánh không còn cách nào khác, thời gian dần qua bàn tay ngưng tụ cũng càng ít. Đột nhiên một bàn tay lầy lội bắn lên, trực tiếp chỉ hướng Lý Vân Tiêu, dường như yêu thú này có linh tính, hiểu người này là chủ nhân. Lý Vân Tiêu nhíu mày, nó bay lên trước ngăn cản hồ lô tiểu kim cương nói. Tự mình thử xem. Hắn nâng tay phải lên, nắm tay kim quang lập lòe mang theo quyền kình kỳ dị hoạt động, đánh thẳng vào bùn lầy. Phanh! Không ngờ quyền kình đánh xuống giống như thiết chùy nện vào đậu hủ, bàn tay lầy lội nổ bung hóa thành vô số khối nhỏ. Hí! Cảnh này làm mọi người kinh hồn táng đảm, công kích của bùn lầy không nói tới khí tức ăn mòn kia, cho dù chỉ là lực lượng cũng là thực lực yêu thú bát giai, lại bị một quyền của hắn đánh nát. Lý Vân Tiêu cũng sững sờ vì một quyền của hắn, kinh ngạc đứng trên trời cao, hắn nhìn kim sắc quang mang đầy trời, hồ nghi nói. Đây cũng là bất diệt kim thân sao? Vì sao ta cảm thấy có khiếm khuyết cái gì đó? Giọng của yêu long truyền đến, nói. Đúng là khác xa ngạo trường không? Có phải là do tu vị của ngươi không đủ hay không? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Tu vị cảnh giới và lực lượng thân thể hoàn toàn khác nhau, lực lượng bất diệt kim thân nhiều nhất chỉ sánh bằng võ tôn mà thôi, so sánh với uy thế hủy thiên diệt địa của ngạo trường không thì không cách nào sánh bằng. Ta biết rõ phách thiên luyện thể quyết đã đạt tới tận cùng, chắc hẳn còn công pháp bộ hạ mới đúng một. Công pháp bộ hạ? Yêu Long nói. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi cũng không thể đi tìm ngạo trường không nói muốn được, 10/9 là bị chụp chết. Lý Vân Tiêu nói. Tạm mặc kệ, không có công pháp bộ hạ cũng tốt. Thân thể của ta hiện giờ không biết cần có bao nhiêu nguyên thạch nhồi vào, nếu thật sự tu luyện bất diệt kim thân tới mức của ngạo trường không, sợ rằng cả đời này đừng mong khôi phục tới cửu thiên đỉnh phong. Cẩn Huyên cũng từ rét run sinh ra một tia ấm áp, vội vàng kêu lên. Vân Thiếu, mau tới đây. Nàng lại sợ xảy ra chuyện xấu. Lý Vân Tiêu cười nói. Không vội, ta vừa vặn cầm yêu thú luyện tập. Tất cả mọi người toàn thân lạnh giá, kể cả Đàm Địa Quân cùng Tế Lâm cũng biến sắc. Những người khác tránh yêu thú này như tránh ma quỷ, dùng toàn lực hy vọng có thể thoát được một mạng, hắn lại nói cầm nó ra luyện tập. Nếu như người trước mắt là Cửu Thiên Võ Đế thì còn nói qua, nhưng bầy ở trước mắt lại là lục hợp cảnh Võ Tông. Thân thể Lý Vân Tiêu vừa mới tiến vào cảnh giới bất diệt kim thân, đang cần hợp nhất, hắn lăng không quát yêu thú bên dưới. Lộ ra chân thân đánh với bổn thiếu gia một trận, nếu để cho ta thỏa mãn thì ta bỏ qua cho ngươi, bằng không chết. Tất cả mọi người nghe được lời này, lập tức đầu đầy dấu chấm hỏi, cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng. Lý Vân Tiêu điểm tay một cái, đại địa tức nhướng hiển hiện ra trên đầu ngón tay, lăng không áp xuống, cả bùn lầy sôi trào lên. Giống như dung nham núi lửa sắp phun trào. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người quá sợ hãi, trong bùn lầy yêu lực bành trướng, ngay cả bọn họ đứng trên mặt đất cũng cảm nhận được, cảm thấy thập phần khủng bố.
Giống. Rốt cuộc một thân ảnh to lớn lao ra khỏi bùn lầy, chỉ lộ ra nửa người trên, tất cả đều là bùn lầy tạo thành, toàn bộ có 12 cánh tay, hai mắt trống rỗng nhìn qua đại địa tức nhưỡng, lóe ra thần quang quái dị. Đại địa tức nhưỡng diễn sinh vạn vật, chính là đại địa chi mẫu, thổ chi bản nguyên, đối với bất luận yêu thú thổ hệ gì cũng là vật báu vô giá. Sau khi yêu thú lầy lội hiện thân, gầm thét lao về phía Lý Vân Tiêu, 12 cánh tay không ngừng chộp tới. Ta hôm nay phải thử một chút, bất diệt kim thân của Ngạo Trường Không rốt cuộc là thế nào. Lý Vân Tiêu ngạo nghễ cười một tiếng, năm ngón tay mở ra thu lấy đại địa tức nhưỡng, thân thể bay về phía yêu thú, ngưng tụ một quyền trên không trung, hóa thành hào quang chói mắt, giống như mặt trời luân chuyển, hào quang chiếu rọi tứ phương. Bất diệt kim thân, bất động vương quyền. Ầm ầm, một quyền màu vàng như mặt trời luân chuyển, đánh thẳng vào yêu thú lầy lội. Trực tiếp bắn thủng thân thể của nó, kim quang xuyên thấu ra sau. Lý Vân Tiêu giống như chiến thần màu vàng, trong mắt hào quang lóe lên, thì thào lẩm bẩm. Không sai biệt lắm. Hắn tiện tay điểm một cái, thu hồ lô tiểu kim cương vào mi tâm, thân thể lóe lên, từng bước đi về phía bờ bên kia. Yêu thú bùn lầy nửa người trên vỡ nát, nó không ngừng giống to lên, trong giọng của nó mang theo tức giận và không cam lòng. Tuy nó là yêu thú bát giai, nhưng lúc trước bị đám người Tuân Chi Minh liên thủ áp chế đã tiêu hao rất nhiều yêu lực, sau đó lại bị hồ lô tiểu kim cương trấn áp, sớm đã lực bất tòng tâm, giờ phút này bị Lý Vân Tiêu lấy ra làm bia ngắm luyện tập, tức giận không nhẹ, gào thét không ngừng, cũng không thể làm gì. Lý Vân Tiêu đáp xuống bờ bên kia, một đám võ giả gần bờ lui lại, giống như nhìn thấy tồn tại còn đáng sợ hơn cả yêu thú bùn lầy, thoáng cái tán ra, không dám đứng gần hắn, kiêng kỵ tới cực điểm. Lý Vân Tiêu nhìn qua ánh mắt sợ hãi như sợ cọp của mọi người, suy cười, nhìn đám người Tế Lâm rồi nói. Khó được chư vị không bỏ ta mà đi, thịnh tình này bản thiếu nhớ kỹ, ta nên cảm kích chư vị thế nào đây? Tất cả mọi người nghe ra ý châm chọc trong lời của hắn, nhưng mà cả đám đều bất đắc dĩ. Đàm Địa Quân ngượng ngùng cười nói. Tiểu tử ngươi không có việc gì là tốt rồi, nếu gặp chuyện không may, giao dịch của ta và ngươi sẽ không còn. Hừ. Lý Vân Tiêu hừ nhẹ một tiếng, năm ngón tay lăng không một chảo, chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bay vào trong tay, một đạo kiếm hoa băng hàn như nước bắn ra ngoài, kiếm quang trực chỉ chân Đức Hữu, lãnh đạm nói. Còn nhớ ta vừa nói gì không, người đáng chết. Chân Đức Hữu bị kiếm quang chỉ thẳng vào, trong nội tâm kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng hắn đã trơ mắt người này một kiếm giết võ tôn thất tinh, một quyền đánh nát yêu thú bát giai. Mà cả hai hắn không thể chống lại. Kỳ thật thực lực Lý Vân Tiêu đã bị mọi người đánh giá quá cao. Giết Phương Thiên Hạc là lôi kiếp cửu giai, mà sụp đổ yêu thú bùn lầy, tuy là lực lượng của bất diệt kim thân thập phần cường đại, nhưng mấu chốt vẫn là do yêu thú lầy lội tiêu hao quá nhiều, sớm đã nỏ mạnh hết đà. Nhưng hiệu quả hai lần ra tay quá khủng bố, ngay cả Đàm Địa Quân cùng Tế Lâm cũng không dám mạo muội chọc Lý Vân Tiêu, huống chi là chân Đức Hữu, sắc mặt của hắn đại biến. Liên tục trốn ra sau lưng Tư Mã trưởng lão. Sắc mặt Đàm Địa Quân đại biến, tiến lên khuyên giải nói. Vừa rồi là chân trưởng lão không đúng, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Xin lỗi. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Hảo hữu của ta thiếu chút nữa bị đánh chết, há vì một câu xin lỗi có thể bỏ qua. Đàm Địa Quân, ta phát hiện ngươi càng ngày càng giả dối. Đàm Địa Quân tức giận, cũng không dám cãi nhau trở mặt với Lý Vân Tiêu. Tức giận nói. Vậy ngươi muốn như nào? Tóm lại ngươi không có khả năng giết chân trưởng lão. Đột nhiên con ngươi hắn đảo một vòng. Nếu không bồi ngươi một ít nguyên thạch được chứ? Hắn hiểu rõ tính tình của Lý Vân Tiêu, dường như rất có lực tương tác với nguyên thạch. Ân, chuyện này có thể cân nhắc. Quả nhiên trong mắt Lý Vân Tiêu tỏa ánh sáng, lập tức thu Bắc Thiên Hàn tinh kiếm lại, nói. Cho bao nhiêu? Tất cả mọi người choáng váng. Thì ra thế cũng được. Lúc trước Đàm Địa Quân cùng Tế Lâm cò kè mặc cả làm cho mọi người không thích ứng, xem ra tiền thật sự là vạn năng, cho dù là cường giả võ tôn cũng có thể bỏ tiền ra mua mạng. Đàm Địa Quân thịt đau, biết chắc sẽ bị xảo trá, nói. Tạm thời đặt qua một bên, sau khi tìm ra bảo tàng, tính cả giao dịch giữa ta và ngươi lúc trước cùng kết toán, như thế nào? Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Đến lúc đó trực tiếp báo cho sư huynh Trương Lăng Hoa đi thương lượng với tiểu tử này, có cường giả võ đế tọa chấn, có thể ngăn chặn hắn, không bị giao giá trên trời. Tốt!
Lý Vân Tiêu cũng sảng khoái, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chân Đức Hữu, nói. Đầu của ngươi tạm thời đặt trên cổ, ta có lấy đi hay không là phải xem tông môn của ngươi chịu bỏ ra bao nhiêu nguyên thạch. Nếu như ngươi trong lòng bọn họ không có giá trị mấy chục tỷ, ta sẽ trực tiếp lấy đi. Sắc mặt chân Đức Hữu trắng bệch, tuy tức giận, xấu hổ, nhưng lại không thể làm gì, tôn nghiêm tuy trọng yếu, nhưng mà cái mạng còn trọng yếu hơn. Đàm Địa Quân choáng váng, Lý Vân Tiêu nói lời này tuy nói với chân Đức Hữu, nhưng không thể nghi ngờ là nói cho hắn biết, không có mấy chục tỷ nguyên thạch là không thể giải quyết vấn đề. Hắn cảm giác mình hoàn toàn không thể chịu được người này, lắc đầu liên tục nói. Đi nhanh lên, nếu có thể tìm được Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên, cũng không thiếu chút nguyên thạch này. Hắn nói ra lời này làm cho đám võ giả còn sống sót tới đây tìm được chút hy vọng và tin tưởng, trải qua sống chết gian nan như thế, đoán chừng cũng sắp nhìn thấy quang minh. Đám người Tế Lâm nhìn nhau, không nói lời nào, cúi đầu tiếp tục tiến lên phía trước. Cả đội ngũ thoáng cái phân thành bốn phần, thế lực bản địa, thế lực thương hội, võ giả tán tu, thế lực cuối cùng là Lý Vân Tiêu cùng Cẩn Huyên. Hai người cười khổ một tiếng, Cẩn Huyên cảm kích nói. Cảm ơn ngươi. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Không sao. Chỉ hai chữ đơn giản nhưng bao hàm quá nhiều, có một số việc, cũng không cần nói quá nhiều. Trải qua lần đánh với yêu thú bùn lầy, tất cả mọi người đã vô tình. Cẩn Huyên nói. Trách nhiệm trên người Vân Thiếu quá lớn, hy vọng lần sau không nên xả thân cứu Cẩn Huyên như vậy, nếu không nội tâm Cẩn Huyên không thể bình an. Lý Vân Tiêu cười nói. Yên tâm đi, phía trước sẽ không có nguy hiểm nữa. Ân, Vân Thiếu sao biết được? Cẩn Huyên cảm thấy kỳ quái. Hai người nói chuyện với nhau dùng ngữ khí bình thường, tất cả mọi người nghe được rõ ràng, cũng cảm thấy ngạc nhiên, muốn nghe Lý Vân Tiêu giải thích. Lý Vân Tiêu cười nói. Không thấy đám thương hội đi tuốt ở đằng trước sao? Lúc trước gặp nguy hiểm thì có khi nào bọn chúng đi lên đầu không? Chuyện này. Cẩn Huyên sững sờ, sau đó chợt nói. Thì ra là thế. Mọi người cũng hiểu ý, đúng là có đạo lý như vậy. Tế Lâm tức giận không nhẹ, trùng trùng điệp điệp tức giận hừ một tiếng, phất tay tiếp tục đi nhanh lên, không muốn lại nghe Lý Vân Tiêu nói chuyện. Lý Vân Tiêu mỉm cười, cùng Cẩn Huyên tạo thành tổ hai người, mọi người lướt qua vài ngọn núi, rốt cục đi vào một nơi to lớn, nơi này xuất hiện cỏ cây tàn lụi, cây cối rất thưa thớt. Nơi có mạch khoáng. Tất nhiên là cỏ cây vô sinh, nơi này có vài phần bộ dáng. Tiêu Minh Huy ngưng mắt nhìn xa xa, nhìn thẳng mục tiêu, nói. Phía trước càng đoạn tuyệt sinh cơ, ẩn ẩn có hỏa nguyên tố, thật sự là mạch khoáng. Trong ta ở thành Nam Hỏa lâu như thế, vậy mà không biết trong tử địa còn ẩn chứa tài nguyên bực này. Mọi người nhanh chóng đi lên đỉnh núi, nhìn qua phía dưới, dưới sơn thể là một màu sắc đỏ hồng, vẫn kéo dài tới nơi cực xa, không thấy điểm cuối. Không ngờ là mạch khoáng lớn như thế. Mọi người đều khiếp sợ không thôi, hoảng sợ nhìn lại. Mạch khoáng trực tiếp xuất hiện trên sơn thể, không che giấu chút nào, nhìn ra được nó chẳng kém gì các mạch khoáng hiện có của thành Nam Hỏa bao nhiêu. Tất cả thế lực lớn khiếp sợ, trong nội tâm ngờ vực vô cớ, mạch khoáng lớn như thế, vì sao Lôi Phong Thương Hội cung cấp tin tức ra, đây không phải phong cách làm việc của bọn họ. Tế Lâm có phần có thâm ý nói. Mạch khoáng này chúng ta đã thăm dò qua, ít nhất có thể xâm nhập vào top 5 các mạch khoáng phát hiện, mà Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên nằm ở mấy ngọn núi trước mắt, đã được chứng minh là đúng. Tuân Chi Minh nói, Tế hội trưởng nên nói trực tiếp đi, tại sao lại mang lợi ích lớn như thế đưa ra ngoài, đừng nói với chúng ta là học Lôi Phong, tất cả mọi người là người trưởng thành. Tế Lâm ung dung nói, hảo ý phục vụ cho mọi người, vậy mà không lĩnh tình, vậy cũng bỏ đi. Tự mình lên đỉnh núi xem là biết. Đàm Địa Quân nhìn qua đỉnh núi. Mọi người đợi đám người Tế Lâm cũng đi qua thì theo sát phía sau. Bọn hắn đều nhớ rõ Lý Vân Tiêu nói chuyện, chỉ có đám người thương hội đi phía trước mới chứng minh phía trước không có nguy hiểm. Mọi người đi lên đỉnh núi, xuống nhìn lại, dĩ nhiên là lỗ đen sâu không đáy, phía trên là mạch khoáng tươi đẹp, trong động không ngừng có gió mạnh gào thét, mang theo hỏa nguyên tố nồng đậm, một ít võ tông cảm thấy đau khổ trèo trống. Lý Vân Tiêu nhìn qua cái động kia, nói. Thậm chí có cương phong ngưng tụ, tuy không phải quá mạnh mẽ, nhưng mà đủ để chứng minh nơi đây không đơn giản. Từ nơi hỏa hệ nguyên tố sinh động mà nhìn, cái động này thật sự có Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên, nhưng mà... Hắn cười lạnh vài tiếng, nói.
trong lúc này sợ không phải có yêu thú cửu giai a. Tất cả mọi người cả kinh, cũng thầm suy nghĩ đến loại khả năng này, nếu không Lôi Phong Thương Hội quả quyết sẽ không mang bảo địa nói cho mọi người biết, bắt đầu kinh nghi bất định. Yêu thú cửu giai sánh ngang cường giả cửu thiên cảnh của nhân loại a, giết bọn họ như giết chó. Sắc mặt Đàm Địa Quân cũng ngưng trọng, nếu quả thật có yêu thú cửu giai chiếm giữ, cho dù là Trương Lăng Hoa tới cũng đuổi không đi. Một đám người đồng loạt nhìn qua phía Tế Lâm, hiện tại chỉ có hắn hiểu tình huống nơi đây nhất. Tế Lâm cười cười, nói. Chư vị cứ yên tâm đi, trong này tuyệt đối không có yêu thú cửu giai. Về phần mặt khác, ta liền không nói nhiều. Tin tức này rất đáng tiền, nếu chư vị chịu ra mấy chục tỷ nguyên thạch mua sắm thì ta sẽ nhắc nhở. Hừ, nếu như không có yêu thú cửu giai, vậy cũng là hiểm địa tuyệt đối. Đàm Địa Quân nói. Ai muốn theo ta xuống dưới tìm tòi? Nếu Lôi Phong Thương Hội có thể thò ra tin tức thì hắn tự nhiên cũng có thể. Thế lực bản thổ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng nhất Tiêu Minh Huy cùng Tuân Chi Minh hai người ra khỏi hàng, nguyện cùng đi xuống dưới, các võ giả khác chưa rõ thái độ. Về phần đám võ giả tán tu càng không đi chịu chết. Ánh mắt Đàm Địa Quân nhìn qua Lý Vân Tiêu, nói. Vân Thiếu, có hứng thú không? Lý Vân Tiêu cười nói. Không có hứng thú, khắp nơi đều là Nam Hỏa Kim Tinh Quáng thì ta thỏa mãn rồi, Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên để đám cao thủ các ngươi tìm đi, ta cũng không dám nghĩ tới. Hắn nói một đằng nghĩ một nẻo làm người ta khinh bỉ. Đàm Địa Quân cũng không miễn cưỡng hắn, nói. Chúng ta đi xuống tìm tòi, phía trên này Vân Thiếu nên hao tâm tổn trí nhiều hơn. Hắn nói tự nhiên là người thương hội, có Lý Vân Tiêu ở đây trấn nhiếp, Tế Lâm cũng không dám động tay chân. Nói xong, ba người cùng bay vào trong hang động. Đám võ giả còn lại nhìn thấy Nam Hỏa Kim Tinh Quáng nằm ở các nơi, trong mắt sáng lên, Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên có thì tốt nhất, không có cũng không sao, trước mắt đã đủ nguyên thạch cho bọn họ xài cả đời rồi, hưng phấn chạy khắp núi, nhao nhao trực tiếp khai mở đào lên. Võ giả đào quáng khác với người thường đào quáng, bọn họ đều thi triển các loại kỹ năng, nện thiên băng địa liệt, mang từng khối Nam Hỏa Kim Tinh Quáng lớn thu vào trong nhẫn. Lý Vân Tiêu ngược lại vô cùng bình tĩnh, vẫn đứng trên đỉnh núi nhìn qua mọi người hành động, dường như thờ ơ. Cẩn Huyên chẳng khác gì thiên lôi của hắn, tự nhiên cũng không nhúc nhích. Tế Lâm kinh ngạc nói. Tiểu tử, người rất chấn định nha, hẳn là cũng muốn đánh chủ ý lên Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên. Lý Vân Tiêu cười nói. Hội trưởng đại nhân cũng không có nhúc nhích, ta động làm cái gì. Tóm lại ta tin tưởng trí tuệ của hội trưởng đại nhân. Chắc chắn sẽ không có hại chịu thiệt, đi theo hội trưởng đại nhân, tự nhiên cũng không ăn thiệt thòi. Mí mắt Tế Lâm nhảy lên vài cái, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Hắn phát hiện Lý Vân Tiêu trầm ổn đáng sợ, sức quan sát cực kỳ mạnh mẽ, nhìn cái là nhìn ra điểm mấu chốt, trong mơ hồ cảm thấy là họa lớn, không trừ đi là không được. Đột nhiên trong động có ba người bay lên, đúng là Đàm Địa Quân ba người, tất cả sắc mặt trầm trọng. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Như thế nào, xác minh nhanh như thế sao? Đàm Địa Quân nói. Phía dưới là mê cung. Nói xong ánh mắt của hắn nhìn lên người Lý Vân Tiêu, ánh mắt đầy thâm ý. Ha ha, đúng là mê cung. Tế Lâm cười to, sau đó dần dần thần thái trang nhã lại, nói. Vì dò xét mê cung này, nhân viên của ta chết tổn thương không ít, nhưng mà hiện tại bên trong không có người nào đi ra ngoài. Lý Vân Tiêu nhìn qua ánh mắt Đàm Địa Quân, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, lập tức hiểu được, địa đồ trên Thái Bạc Kim Chỉ của Bắc Hà Tông có lẽ chính là bản đồ mê cung này. Nói như thế, chắc chắn là Bắc Hà Tông vài ngàn năm trước lưu lại. Lý Vân Tiêu nói, đã như vậy, đủ để chứng minh mê cung này đáng sợ, lần tầm bảo này chấm dứt a. Ta không muốn chơi với các vị. Hắn quay người muốn rời khỏi. Sắc mặt Đàm Địa Quân âm trầm xuống. Thân hình khẽ động ngăn trước mặt Lý Vân Tiêu, trừng mắt nhìn hắn, khẽ nói. Đã đến thì cùng nhau chơi đùa đi, ta đề nghị tất cả cùng chơi, Vân Thiếu cùng Cẩn Huyên hội trưởng cũng gia nhập vào Bắc Đấu Tông A. Hắn dùng tay ra hiệu, đệ tử Bắc Đấu Tông hiểu được, Bình Anh Dịch cùng Thượng Quan Ngọc Âm một trước một sau vây quanh Cẩn Huyên, Trần Đức Hữu cũng mở lĩnh vực khống chế Cẩn Huyên. Đàm Địa Quân hiểu rõ, Lý Vân Tiêu lưu không được, cho nên lười tốn sức trên người của hắn, ung dung cười nói. Vân Thiếu, chúng ta nên hảo hảo hợp tác đi. Ánh mắt Lý Vân Tiêu trầm xuống, bảo đồ trên người hắn, Đàm Địa Quân chắc chắn sẽ không buông tha hắn.
Hơn nữa nghe giọng nói kia là muốn bỏ qua những tông phái khác, một mình hành động. Tuân Chi Minh nói. Đàm tông chủ, Tuần Mỗ rất ngạc nhiên a, như thế nào ngươi sau khi đi tới mê cung, Vân Thiếu đã trở nên nổi tiếng. Hẳn là trong đó có che giấu cái gì sao? Người của các phái khác, còn có Tế Lâm đều nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào Đàm Địa Quân. Nội tâm Đàm Địa Quân thầm mắng một câu lão hồ ly, Thiên Hà Tông trước kia cũng là từ Bắc Hà Tông tách ra, chỉ sợ cũng đoán được mánh khóe, hắn pha trò, cười nói. Sao có thể có cái gì che giấu, không tin chính các ngươi hỏi Vân Thiếu. Với trí thông minh của Vân Thiếu, đối với phá giải mê cung có lẽ rất có trợ lực a. Tiêu Minh Huy nói, thì ra là thế, vậy có thể hợp lực mọi người, trợ lực càng lớn. Người Tân Nguyệt Tông cũng theo Đàm Tông Chủ, mọi người đồng tâm hiệp lực, mong rằng Đàm Tông Chủ không nên ghét bỏ mới được. Ha ha, ta Lôi Phong Thương Hội phát hiện nơi này, không có công lao cũng có khổ lao a. Mong rằng Đàm Tông Chủ cùng mang đi. Tế Lâm cũng cười ha hả đi tới, nói. Cho dù không mang theo, chúng ta cũng theo Đàm Tông Chủ chắc rồi. Động tác dị thường của Đàm Địa Quân, khiến cho tất cả mọi người chú ý, tất cả đều chú ý vào hắn và Lý Vân Tiêu. Đàm Địa Quân hiện tại vạn phần hối hận lúc trước giao bảo đồ cho Lý Vân Tiêu, vốn cho rằng hắn chỉ là võ tông mà thôi, tùy thời có thể khống chế, hiện tại phát hiện hoàn toàn đã vượt qua dự tính của hắn, mà bảo tàng mê cung lại tồn tại thật sự. Hắn hiện tại đâm lao phải theo lao, chỉ có thể ngượng ngùng nói. Đã như vậy, mọi người có thể cùng đi vào. Nhưng mà Vân Thiếu nguyện đi hay không phải xem hắn ý định ra sao. Tế Lâm nói. Tuy thực lực Lý Vân Tiêu không tầm thường, nhưng mà tu vị hồng nhan chi kỷ có hạn. Nếu như không phối hợp mọi người, Bắc Đấu Tông còn không biết bắt hồng nhan chi kỷ của ngươi khai đao a. Đàm Địa Quân khẽ nói. Làm sao có thể, Vân Thiếu là bằng hữu của Bắc Đấu Tông. Ta chỉ cho thủ hạ bảo hộ Cần Huyên hội trưởng mà thôi. Ha ha, không tệ. Là bảo vệ thì Lôi Phong Thương Hội cũng sẽ bảo vệ. Tế Lâm khinh miệt mỉa mai nói. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn qua Cẩn Huyên, tuy không biết Đàm Địa Quân vì sao lấy nàng ép Lý Vân Tiêu, nhưng nhất định là có chuyện bên trong. Nếu không dùng thực lực Lý Vân Tiêu biểu hiện ra ngoài, Đàm Địa Quân tuyệt đối không vô cớ đắc tội hắn. Cẩn Huyên vừa tức vừa giận, thầm nghĩ chính mình thành vướng víu của Vân Thiếu, càng nghĩ trong lòng càng khó qua, nói. Vân Thiếu! Ngươi nên làm theo ý mình là được, ngàn vạn không nên băn khoăn ta. Đừng quên ngươi còn có trọng trách trên người, đừng vội bị bọn này tiểu nhân ép buộc. Nhưng lời này rất vô lực, Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, nhìn mọi người nói. Nếu Đàm Tông Chủ và mọi người tốt với ta như vậy, ta đây cũng không thể cô phụ mọi người. Bảo đồ mê cung trong huyệt động đúng là trên người của ta. A, mọi người đều kinh hãi, sắc mặt Đàm Địa Quân đột biến. Không thể ngờ Lý Vân Tiêu vậy mà nói ra công khai như thế, nhưng hiện tại thì đã trễ, từ thần sắc đám người Tế Lâm thì hắn biết có phiền toái lớn. Không chỉ có thế lực tông môn ở xa, không ít tán tu ở xa nhìn theo, từ bốn phương tám hướng chạy tới, sắc mặt lạnh lùng. Phát tài ngoài ý muốn mọi người đều có phần, tuy bọn họ người đơn thế mỏng, nhưng ai cũng không muốn buông tha cơ hội cắn một ngụm. Dù sao có thể một đường kiên trì đi tới đây, trừ lòng tham và dã tâm cực lớn ra. Cũng là kẻ có thực lực và tâm cơ. Tuân Chi Minh giật mình nói. Ngươi nói bảo đồ trên người của ngươi, là bảo tàng Bắc Hà Tông năm đó chôn giấu sao? Dĩ nhiên là nằm bên trong huyệt động. Sắc mặt Tế Lâm đại biến, trừ khiếp sợ ra, thêm nữa. Chính là hối hận và ảo não, vốn cho rằng chỉ là mỏ khoáng mà thôi, không nghĩ tới vậy mà liên lụy tới bảo tàng Bắc Hà Tông. Đám người sau lưng hắn đổ mồ hôi lạnh, chuyện này rất lớn. Nếu bảo tàng kinh người cũng bị cướp đoạt, bị tổng bộ biết được thì phiền toái to lắm. Dù có lấy được tài phú kinh thiên cũng khó triệt tiêu thoát tội ngu xuẩn tiết lộ tin tức. Tiêu Minh Huy ngưng trọng nói. Như thế nói đến, huyệt động này tồn tại mấy ngàn năm tới hơn vạn năm. Năm đó nghe đồn bảo tàng Bắc Hà Tông đã bị lấy không còn một móng, hẳn là có sai, ít nhất trong đó có Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên, nếu như lúc trước là lời nói suông, là tuyệt không khả năng lưu lại những thứ này. Cẩn Huyên nhịn không được nói. Có lẽ những Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên này là gần mấy ngàn năm gần đây hình thành cũng không chừng. Mai Đông Nhi cười nói. Cẩn Huyên hội trưởng có điểm không biết, Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên không phải vài vạn năm tuyệt đối không thể ngưng tụ ra. Nghe Tiêu Minh Huy nói như vậy, nội tâm tất cả mọi người cuồng nhiệt.
Nếu như bảo tàng Bắc Hà Tông vẫn còn, vậy đó là bảo tàng kinh người cỡ nào? Chỉ có sắc mặt Tế Lâm cùng Đàm Địa Quân là âm trầm. Tế Lâm bởi vì công khai tin tức, không thể ngờ phát hiện tin tức kinh người như thế, nếu báo về cho Tổng Bộ chắc chắn được coi trọng, sẽ phái cường giả xuống. Nhưng giờ phút này Thương Minh đang thời buổi rối loạn, cao thủ đều phái từ các nơi tới chân áp tràng diện. Hơn nữa đã tới không kịp. Đàm Địa Quân thì không nghĩ tới Lý Vân Tiêu rõ ràng hào phóng như vậy, trực tiếp nói chuyện tàng bảo đồ ra, Bắc Đấu Tông muốn độc chiếm là không có khả năng. Tiêu Minh Huy sau khi khiếp sợ nhìn qua bộ dáng Đàm Địa Quân cùng Tế Lâm, trong nội tâm thập phần thư sướng, nói. Nếu là bảo tàng ở đây, tự nhiên là mỗi người gặp đều có phần. Nói bậy. Đàm Địa Quân lạnh hừ lạnh nói. Đây là bảo tàng tiền bối Bắc Đấu Tông tiền bối lưu lại, các ngươi cũng muốn phân một chén canh. Nếu nói Tuần Tông chủ lấy một hai thành, ta vẫn có thể tiếp thụ. Tiêu Tông chủ, vật đời trước của bổn tông không có liên quan tới ngươi a. Về phần Tế Lâm thất phu, các ngươi nên đứng bên cạnh đi. Chuyện bảo tàng quá lớn, cho dù là thế lực bản địa cũng bị hắn bài xích ra ngoài. Sắc mặt Tiêu Minh Huy trầm xuống, khó coi nói. Đàm Tông chủ nói lời này tổn thương nhân tâm quá a, thế nào là vật đời trước? Bắc Hà Tông có liên quan với các ngươi sao? Nếu là có, đó cũng là Bắc Đấu Tông các ngươi đoạt tài nguyên của Bắc Hà Tông, đã lấy được quá nhiều. Chẳng lẽ ngay cả chút bảo tàng bọn họ chôn cuối cùng cũng bị các ngươi chiếm? Đúng, là thế. Tế Lâm quát. Hai người các ngươi cưỡng đoạt tài sản của Bắc Hà Tông, vì sao chúng ta không đoạt được? Đàm Địa Quân ngạc nhiên, không thể ngờ Tiêu Minh Huy cơ trí như thế, rõ ràng lại giải thích như vậy, thoáng cái không biết phản bác thế nào. Lý Vân Tiêu trong lúc này cười ha hả, khiến cho tất cả mọi người sợ không được ý nghĩ, nhìn qua hắn. Tiêu Minh Huy nói. Như thế nào, dường như Vân Thiếu cho rằng tại hạ nói không đúng, không biết có cái gì khôi hài, kính xin chỉ rõ. Chỉ rõ ngươi cái rắm. Lý Vân Tiêu trực tiếp mở miệng mắng. Đều là một đám tham lam cả thôi, ở chỗ này giả bộ đạo lý cái gì chứ? Cho dù trên bảo tàng có ghi tên Lý Vân Tiêu ta, các ngươi sẽ buông tay không muốn sao? Quyết định phân phối và sở hữu cuối cùng còn không phải xem nắm đấm của ai lớn hơn sao? Nói nhảm làm cái gì? Các ngươi có nhiều thời gian như vậy sao? Tất cả mọi người đều im lặng, thật sự là đạo lý này, nhưng như thế nào cũng không nên nói ra, làm cho thể diện mọi người không còn gì cả. Dù sao tất cả mọi người là nhân vật uy tín lâu năm, cũng không thể nói thực lực của ta mạnh nên ta chiếm được. Nào có kẻ nào trực lai trực vãng như hắn, ngay cả mặt nạ cũng không cần. Ha ha, đã nói. Tế Lâm cười to nói. Chúng ta cũng đừng nói đạo lý. Ai có thực lực thì kẻ đó được phân bảo tàng, ta đây đồng ý. Đàm Địa Quân nói. Hừ, lời nói mặc dù như thế, nhưng thực lực cũng phải xem mặt mà nói chuyện. Sư huynh kẻ hèn nà là Cửu Thiên Võ Đế, bảo tàng Bắc Đấu Tông ta muốn chín thành. Lời đã nói như thế, bọn họ cũng chẳng muốn nói đạo lý cái gì cả, trực tiếp triển khai trận thế, bắt đầu chia cắt bảo tàng. Chê cười, nếu Trương Tông chủ tự mình tới đây thì ta tự nhiên sẽ không nói cái gì. Tự nhiên hắn có thực lực đó. Tế Lâm lúc này bác bỏ. Nhưng nếu là thực lực hậu trường, Lôi Phong Thương Hội của ta chỉ ít có hơn 10 tên cường giả võ đế, chẳng phải là muốn cầm 9 thành 9. Đúng, Tế hội trưởng đại nhân nói có lý. Không chỉ người thế lực thương hội ủng hộ, ngay cả đám người Tuân Chi Minh cũng đồng ý. Bọn họ hiện tại là như thế, ai quyết nghị có lợi cho mình thì bọn chúng sẽ đồng ý. Sát cơ trong mắt Đàm Địa Quân lộ ra, chậm rãi nói. Lần này phiền toái, đoán chừng phải chết rất nhiều người. Đàm Địa Quân nói lời này lộ hàn ý ra ngoài, làm đáy lòng bọn họ lạnh như băng, một số võ giả càng xanh mặt lui ra phía sau. Tế Lâm lạnh lùng nói. Đàm Địa Quân, ngươi cũng đừng có dọa người ở đây. Mọi người đã tới đây đã định dùng mạng đổi tiền. Dọc theo con đường này đã chết không biết bao nhiêu người, nếu có kẻ sợ chết, đã sớm lui về rồi. Hắn nói ra những lời này làm không ít người sinh ra dũng khí, súng lại với nhau. Đàm Địa Quân cười to nói. Nếu đã không sợ chết, cứ phân cho các ngươi một chén canh, nhưng có mạng cầm hay không cũng khó nói. Hắn tự nói với Lý Vân Tiêu. Giao địa đồ ra đây. Lý Vân Tiêu nhíu mày, lĩnh vực của chân Đức Hữu đè xuống, Cẩn Huyên kêu rên một tiếng, dĩ nhiên cũng bị nội thương, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nhưng mà cắn răng không muốn kêu lên.
Đàm Địa Quân nói. Bằng hữu của ngươi đang suy nghĩ thay ngươi đấy. Lý Vân Tiêu, ta thật không muốn trở mặt với các ngươi, mọi người quen biết một hồi, ta cũng rất thưởng thức ngươi. Lý Vân Tiêu lấy bảo đồ ném qua, lơ đễnh cười nói. Đắc tội ta, ngươi rất có thể sẽ xong đời. Ha ha, ngươi cũng quá tự đại. Đàm Địa Quân tiếp nhận bảo đồ, ánh mắt mang theo cảnh giác, nhìn kỹ một lần, xác thực không có vấn đề, lúc này mới yên tâm thu lại, nói. Vân Thiếu, chúng ta vẫn là bằng hữu. Lý Vân Tiêu nói. Bắt cóc bằng hữu của ta, còn nói chúng ta là bằng hữu, người đang chọc cười ta sao? Đàm Địa Quân cười khổ nói. Hành động bất đắc dĩ, mong rằng đừng nhớ ở trong lòng. Nếu dưới đó thật sự có bảo tàng, nhất định sẽ có một chén canh cho Vân Thiếu. Hóa Lôi Thần Quyết vẫn còn trên người Lý Vân Tiêu, Đàm Địa Quân không muốn triệt để phá hư quan hệ với hắn, ít nhất trước có thể ổn định hắn rồi nói sau. Lý Vân Tiêu khẽ nói. Phải xem chén canh này là bao nhiêu mới được. Những người còn lại nhìn thấy bảo đồ xuất hiện, Tế Lâm thúc giục nói. Nếu như địa đồ xuất hiện, vậy tìm được bảo tàng không thành vấn đề. Đàm Tông Chủ, địa đồ trong tay ngươi rồi, ngươi cũng nên dẫn đường đi. Đàm Địa Quân thối lui ra sau lưng người Bắc Đấu Tông, bắt đầu quan sát địa đồ, thỉnh thoảng trầm tư suy nghĩ. Tế Lâm cao giọng nói. Đàm Địa Quân, nếu như liên thủ tầm bảo, bản đồ này nên cộng hưởng mới đúng, mọi người cùng nhau nghiên cứu. Đúng vậy, Tế hội trưởng nói có lý. Tuân Chi Minh lập tức phụ họa, hiện tại bọn họ đã ôm chặt lấy Tân Nguyệt Tông rồi, Bắc Đấu Tông càng ngày càng mạnh, làm cho bọn họ ẩn ẩn sinh ra không ổn. Đàm Địa Quân căn bản mặc kệ những người này, sau khi xem xong địa đồ thì nhớ kỹ trong đầu. Sau đó trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hắn vận dụng nguyên lực vò thái bạc kim chỉ thành một cục, thu vào trong nhẫn, nói. Không cần, ta xem qua là đủ rồi. Mọi người đã nói muốn đồng tâm hiệp lực, vậy phải tin tưởng bổn tọa, nếu không tin cũng đừng theo. Cái này, ngươi. Tế Lâm lập tức há hốc mồm, nhưng mà bảo đồ đã bị hắn vò thành cục, không còn tồn tại, nói cái gì cũng muộn rồi. Sắc mặt Tuân Chi Minh cùng Tiêu Minh Huy cũng âm trầm, nhìn qua nhau, biểu lộ bất mãn. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian, nên đồng tâm hiệp lực a. Đàm Địa Quân tươi cười âm trầm, hắn dẫn đầu bay vào trong động. Người Bắc Đấu Tông cũng buông Cẩn Huyên ra, lần lượt đi vào. Mai Đông Nhi nhìn qua Lý Vân Tiêu, nói. Vân Thiếu ngàn vạn cẩn thận, tiền tài chính là vật ngoài thân, không nên lâm vào hiểm cảnh. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta sẽ chú ý, chính ngươi cũng cẩn thận một chút mới được. Ân. Mai Đông Nhi gật đầu, liền theo đám người chân Đức Hữu bay vào trong động. Chư vị. Làm sao bây giờ? Có đi hay là không? Tiêu Minh Huy ngưng trọng nói. Lúc trước ba người chúng ta đã điều tra qua, trình độ phức tạp cực cao, hơn nữa trong thông đạo có lưu lại rất nhiều thi cốt và bẫy dập, không có địa đồ chỉ đường thì khó mà tìm ra bảo tàng. Tuân Chi Minh nói. Đi đương nhiên phải đi, nếu không bảo tàng to như thế bị Bắc Đấu Tông đoạt được, ai cũng không cam tâm. Hiện tại Trương Lăng Hoa đột phá võ đế, nếu như lại chiếm được bảo tàng, thực lực Bắc Đấu Tông áp đảo tất cả mọi người. Không chỉ thế lực thương hội ăn đòn, mấy thế lực bản thổ của chúng ta cũng ăn thiệt thòi. Tiêu Minh Huy cũng lon như thế, nói. Nhưng mà địa đồ chỉ có mình Đàm Địa Quân xem qua, lộ tuyến và các loại bẫy dập hắn đều nhớ kỹ. Nếu như đùa nghịch thủ đoạn thì chúng ta sẽ nguy rồi. Tuân Chi Minh nói. Sai, còn có một người xem qua địa đồ, biết rõ lộ tuyến chính xác. Mọi người sững sờ. Sau đó tất cả ánh mắt nhìn qua Lý Vân Tiêu. Không sai, Vân Thiếu biết đường. Tiêu Minh Huy vui vẻ, cười nói. Kể từ đó, có Đàm Địa Quân đi trước dẫn đường, Vân Thiếu ở phía sau xác minh, vậy không có sai rồi. Lý Vân Tiêu nói. Chư vị nghĩ thật tốt, tuy địa đồ vẫn nằm trên người của ta, nhưng ta là người lười nhác, bình thường cũng không nhìn kỹ, làm sao nhớ rõ ký hiệu và tuyến đường trên đó. Huống hồ mê cung này quá phức tạp. Quá mức nguy hiểm. Tại hạ thực lực thấp vị, ta thấy vẫn nên cùng Cẩn Huyên hội trưởng xin được cáo lui trước, không tham dự vào. Trong lòng Tuân Chi Minh sinh ra cảm giác vô lực, hắn biết rõ Lý Vân Tiêu đang muốn lâm trận kiếm chỗ tốt, bất đắc dĩ nói. Đừng nói nhảm, Vân Thiếu trực tiếp nói điều kiện đi. Ha ha, nói chuyện với người thông minh thật tốt. Lý Vân Tiêu cười nói. Bảo tàng thật sự còn tồn tại hay không còn chưa biết.
cho dù còn thì ta cũng không đoạt lại các ngươi. Muốn ta xác minh đường cho các ngươi là chuyện nguy hiểm, không có 50 tỷ nguyên thạch ta sẽ không làm. Tuân Chi Minh giận dữ, lạnh lùng nói. 5 tỷ, nếu không sẽ bắt Cẩn Huyên hội trưởng dẫn đường. Cẩn Huyên tức giận toàn thân phát run, nhưng cũng không biết phải làm sao. Nghĩ đến chính mình trên đường đi đã thành vướng víu cho Lý Vân Tiêu, nội tâm khó chịu không thôi, nhưng lại cảm động rất lớn. Nàng cũng như Đinh Linh Nhi, đều là nữ trung hào kiệt, là nữ cường nhân trong thương minh, nhưng cho dù cường đại cũng chỉ là nữ lưu, thời điểm không có người vẫn biểu hiện ra mặt yếu ớt, khát vọng có người bảo vệ mình. Sắc mặt Lý Vân Tiêu lạnh xuống, nhiệt độ cũng giảm xuống theo tâm tình của hắn, các cao thủ cảm nhận hàn ý rõ ràng, trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Lý Vân Tiêu vươn tay ra, chỉ vào Tuân Chi Minh lạnh giọng nói. Ta có vài món chuyện thống hận nhất, một trong số đó chính là bắt bằng hữu rồi áp chế ta, trước kia đã từng có người làm chuyện này rồi, về sau đều bị ta chém giết cả nhà. Hi! Tất cả mọi người cảm nhận hàn ý thật lớn sinh ra trong lòng, tuy trong thiên võ giới giết người diệt môn nhìn thấy không ít, mỗi ngày đều có phát sinh. Nhưng mà loại chuyện này lại sinh ra trong miệng một thiếu niên. Lại cho người ta có sợ hãi khó nói nên lời, hơn nữa từ ánh mắt xem thường chúng sinh kia, đã truyền đạt tín hiệu rõ ràng, hắn nói là sự thật. Tuân Chi Minh gian nan nuốt nước miếng, nhổ ra một ngụm hàn khí, ngượng ngùng nói. Vân thiếu quá nghiêm trọng, Tuân mỗ chỉ nói đùa mà thôi. Nhưng này 50 tỷ nguyên thạch quá khó xử, không bằng 8 tỷ A, người xem thế nào. Hắn trong lúc bất chi bất giác hắn hạ thấp thái độ. Hơn nữa cò kè mặc cả cũng không dám nói chết như vậy. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Loại chuyện nói sai mà bị diệt môn quá nhiều, chư vị đều nhớ rõ cho ta, không có lần sau đâu. Toàn thân mọi người rét run, đặc biệt là Tế Lâm và các cường giả võ tôn, trừ hàn khí tập kích thân thể, càng vô cùng dị thường là. Sau khi bọn họ đạt tới bát hoang cảnh võ tôn, có thể cảm ngộ thiên địa quy tắc, thậm chí lợi dụng quy tắc chi lực hình thành lĩnh vực của mình. Trong lĩnh vực là duy ngã độc tôn, cũng chính là võ tôn. Nhưng bao hàm võ ý cường đại như thế, không ngờ bị vài câu của đối phương làm toàn thân rét run. Cái này, tất cả võ tôn ở đây đều đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, loại tình huống này trong lời của Lý Vân Tiêu mang theo áp bách làm bọn họ sợ hãi. Mọi người lúc này ẩn ẩn sinh ra cảm giác, vào lúc này đối thủ lớn nhất không phải là Đàm Địa Quân, mà chính là Lý Vân Tiêu xảo trá trước mặt bọn họ. Trong lòng Tuân Chi Minh buông lỏng, biết rõ lời vừa rồi đối phương đã bỏ qua, thập phần biệt khuất nói ra. Yên tâm đi, chúng ta đều là nam nhân đỉnh thiên lập địa. Sao có thể giống như Đàm Địa Quân, vô sỉ bắt lấy nữ nhân áp chế Vân Thiếu, loại chuyện trơ trẽn này, nghĩ tới đã hổ thẹn. Sau khi hắn nói xong, cảm nhận được ánh mắt khác thường của người chung quanh, mặt của hắn cũng hơi đỏ lên. Lý Vân Tiêu nói, ân, Tuân Tông Chủ làm người thì thành nam hỏa không ai không biết, không người không hiểu. Bản thiếu gia cũng tin được. Nhưng mà chuyện bốc lên nguy hiểm sinh tử, tại hạ rất tiếc mệnh, tuy 8 tỷ nguyên thạch không ít, nhưng mà phải có mạng mới xài được nha. Như vậy đi, xem khí trời hôm nay thật tốt, 10 tỷ A, thực không thể ít hơn nữa là tiền mặt. Tuân Chi Minh cười khổ nói. 10 tỷ trung phẩm nguyên thạch, ai mang trên người nhiều như thế chứ? Lý Vân Tiêu nói. Ta đây cũng mặc kệ, thành Nam Hỏa là địa bàn của các ngươi. Sau khi đào bảo tàng xong, ta trở về đòi tiền của ai? Cầm một ít thiên tài địa bảo ra làm thay thế cũng được. Đám người Tuân Chi Minh lộ vẻ im lặng, mấy người đi qua một bên vụng trộm thương nghị với nhau. Tế Lâm ẩn ẩn tức giận nói. Tiểu tử kia quá không biết trời cao đất rộng, tưởng rằng tiểu hài tử bình thường mà thôi, 10 tỷ nguyên thạch, nói cầm số lượng tiền lớn như thế ta cũng động dung, cũng phải triệu tập trưởng lão trong thương hội lại bàn bạc rồi mới quyết định. Tuân Chi Minh khẽ nói. Người phàn nàn có làm được cái gì? Có bản lĩnh người nói với hắn đi, đừng quên Phương Thiên Hạc chết như thế nào, mạng của Phương Thiên Hạc cũng không phải chỉ 10 tỷ nguyên thạch. Làm khó tế hội trưởng cảm thấy mạng của chúng ta còn chống đỡ không nổi Phương Thiên Hạc sao? Mê cung trong động chúng ta phải đi vào, tình huống trong đó người còn hiểu rõ hơn chúng ta, nếu như Đàm Địa Quân động tay chân trong này, người có vài phần nắm chắc có thể lấy được bảo tàng sau đó toàn thân trở ra không? Tế Lâm im lặng không nói, giọng căm hận nói. Cũng chỉ có thể để tiểu tử kia đắc ý một hồi, khoản sổ sách này ta sẽ đòi lại, 10 tỷ nguyên thạch, Lôi Phong Thương hội ra 1 tỷ. Tiêu Minh Huy cười lạnh nói. Tế hội trưởng, người đang nói đùa sao?
Lôi Phong thương hội chỉ ra 1 tỷ, vậy 9 tỷ ai ra? Sau lưng của ngươi còn có rất nhiều thương hội đồng minh, các ngươi ít nhất cũng phải gánh 8 tỷ mới đúng, 2 tỷ còn lại chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Đúng vậy, phải nên như thế. Tuân Chi Minh cũng thập phần đồng ý gật đầu nói. Cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Thương Minh Thành Nam Hỏa Liên Thủ, tài phú đông đảo, 8 tỷ chỉ là đồ chơi trẻ con mà thôi. Tế Lâm. Hắn thoáng cái không có cách nào khác, cảm khái nói. Hai vị, ta thấy các ngươi không có thành ý, đều thời điểm này còn nghĩ tính toán ta. Hiện tại thế cục đã không còn là các ngươi tranh chấp với Thương Minh nữa, mà là mọi người đồng tâm hiệp lực đối phó Bắc Đấu Tông mới đúng. Nếu Bắc Đấu Tông kiêu ngạo, sợ rằng đầu tiên sẽ chiếm đoạt các ngươi. Tuy Lôi Phong Thương Hội cũng sẽ bị suy yếu, nhưng dù sao cũng là một trong 7 tồn tại đứng đầu Thương Minh, chẳng lẽ Bắc Đấu Tông thực có can đảm dám khai chiến toàn diện với chúng ta sao? 10 tỷ này ta và các thương hội thảo luận với nhau, gánh chịu 5 tỷ đến, nếu như hai vị không chịu, việc này như vậy thôi, Tế Mỗ vỗ mông về nhà. Ánh mắt Tuân Chi Minh cùng Tiêu Minh Huy trầm xuống, Tế Lâm nói đúng, đã chạm vào uy hiếp trong lòng hai người, sau khi nhìn nhau, Tuân Chi Minh trầm giọng nói. Tốt, vậy tất cả gánh một nửa, 5 tỷ. Tiêu Minh Huy nhìn qua đám võ giả tán tu bên ngoài, cau mày nói. Những người này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bọn chúng không tốn giọt máu, không công được chỗ tốt? Tế Lâm cười lạnh nói. Những tên này nghèo kiết xác, người còn trông cậy có thể gõ nguyên thác của chúng hay sao? Hắn quay người thương nghị với các thương hội. Tiêu Minh Huy bất đắc dĩ địa lắc đầu, đám võ giả tán tu này đúng là không có nguyên thạch. Hắn lập tức thương nghị với Tuân Chi Minh, hai người bắt đầu thương nghị cãi cọ, hy vọng đối phương ra nhiều một chút. Hiệu suất chỉnh thể rất cao. Tất cả mọi người sợ Bắc Đấu Tông đoạt được tiên cơ chiếm bảo tàng, một ít con số lẻ tùy ý, rất nhanh đã kiếm đủ 10 tỷ trung phẩm nguyên thạch giao cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Trên người của chúng thật sự mang nhiều nguyên thạch như vậy. Chậc chậc, xem ra ta quá nhân từ. Thương Minh cùng rắn rít địa phương quả nhiên đúng là có tiền, lần sau không thể lại khách khí như vậy. Tế Lâm tức giận nói. Lý Vân Tiêu, ngươi đừng quá phận, bọn họ sợ ngươi. Lôi Phong Thương Hội cũng không sợ ngươi. Lý Vân Tiêu cười nói. Ừ, hiểu, đi thôi. Hắn nhìn Cẩn Huyên nói. Cẩn Huyên cùng đi đi, lưu ở bên ngoài ta càng lo lắng. Trong lòng Cẩn Huyên ấm áp, nhưng lại khó chịu nói. Thực xin lỗi, Vân Thiếu, một đường là ta liên lụy tới ngươi. Lý Vân Tiêu cười to nói. Ha ha, làm gì liên lụy, ta cũng nhờ ngươi mới kiếm được nhiều nguyên thạch như thế. Chậc chậc, 10 tỷ oa, hy vọng ngươi kéo thêm cho ta vài lần. Mọi người đi theo phía sau, vẻ mặt đen lại, sắc mặt âm trầm. Được Lý Vân Tiêu dẫn dắt, toàn bộ nối đuôi nhau mà vào, xâm nhập vào trong huyệt động, bên trong đen kịt, nhưng không ảnh hưởng tầm mắt của Maya Huy người, hơn nữa trong động thập phần rộng rãi, cũng không phải hẹp như trong suy nghĩ của mọi người. Cả thông đạo được xây bằng đá lớn, vừa bước lên, đúng là tài liệu tứ giai kim cương ngọc. Hoàn toàn giống như đúc tài liệu làm lôi đài của Bắc Đấu Tông. Hơn nữa thông đạo này cao 2 mét, hai đại hán khôi ngô đi mà không chen chúc. Lý Vân Tiêu nói, xem ra thật sự là bảo tàng Bắc Hà Tông, mê cung này rộng rãi đại khí, nhất định là tốn hao không ít tài nguyên. Hắn dùng dấu tay vuốt phách tường, nói, những thứ này là kiếm khí mở ra, nếu không tuyệt đối không bóng loáng như thế. Xem ra năm đó Bắc Đấu Tông có rất nhiều võ giả ra tay mới xây được thông đạo này. Tuân Chi Minh nói. Đúng vậy, xây dựng nơi này tốn hao ít nhất sẽ không thua 10 cái lôi đài. Ngươi xem những hài cốt này, từ thời gian mà suy đoán, xác thực rất giống là thời gian Bắc Hà Tông lấy bảo tàng ra, không biết có còn lại hay không. Mọi người thấy trong thông đạo thỉnh thoảng có hài cốt gãy nát, càng đi sâu vào trong nội tâm càng sinh ra ý thê lương. Cũng không biết mình có phải là bộ xương tiếp hay không. Sau khi bước vào con đường này, có thể tùy thời vẫn lạc. Hào khí trong thông đạo đầy áp lực, mấy trăm người đi qua, trừ âm thanh đi đường ra, cũng không có âm thanh nào khác. Không đúng. Đột nhiên Lý Vân Tiêu quát, mạnh mà dừng bước lại. Người bên cạnh đột nhiên giật mình, Tế Lâm cau mày nói. Như thế nào, đi nhầm. Lý Vân Tiêu ngưng trọng nói. Không phải. Tuyệt đối không đi nhầm, lộ tuyến trên bản đồ ta nhớ rõ ràng, nhưng thông đạo là sai. Cái gì gọi là thông đạo sai? Tuân Chi Minh nói.
nhớ lầm cũng không sao, đi qua lần nữa là được. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Trên đường đi ta đã cảm thấy kỳ quái, có cảm giác không đúng, các ngươi xem bây giờ còn có bao nhiêu người. Mọi người sững sờ, không biết vì sao, Tế Lâm và ba người quay đầu lại nhìn thì chấn động, hoảng sợ thất thanh nói. Làm sao lại như vậy? Người đâu? Đội ngũ sau lưng mất đi phân nửa, nhìn phía dưới chỉ còn 50 người. Hi! Tiêu Minh Huy hít vào hơi khí lạnh, sợ hãi nói. Tại sao có thể như vậy? Lần này tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, đặc biệt là những người đi phía sau, vốn đã đứng giữa, bây giờ lại biến thành phần đuôi, thậm chí không có phát hiện người bên cạnh biến mất thế nào. Trong nội tâm Cẩn Huyên rét run, vội vàng bắt lấy cánh tay Lý Vân Tiêu, lúc này mới cảm thấy có ấm áp và an toàn. Trong lòng Tế Lâm cũng có chút sợ hãi, cả kinh nói. Đây là chuyện gì? Lý Vân Tiêu nói. Không phải đã nói nha, thông đạo sai. Tế Lâm, kính xin nói rõ một chút. Lý Vân Tiêu nói, 10 tỷ nguyên thạch ta chỉ phụ trách dẫn đường, không chịu trách nhiệm phổ cập tri thức cho các ngươi. Mọi người, Tuân Chi Minh cưỡng chế xúc động một trưởng chụp chết hắn, nói. Vân Thiếu, ngươi quá không phúc hậu a. Ngươi bóc lột tư gia của đoàn người còn chưa nói, cho dù Lôi Phong Thương Hội làm buôn bán cũng cưa chắc tâm đen như ngươi. Tế Lâm tức giận nói, Tòa Ân lão thất phu. Người muốn chết đúng không? Lý Vân Tiêu nói. Được rồi, ta xem như bị thiệt thòi. Hy vọng tìm được bảo tàng, hy vọng chư vị xem ta tận tâm tận lực, có thể chia cho ta nhiều một chút. Tuân Chi Minh đầu đầy hắc tuyến, nói. Tranh thủ thời gian nói đi, nhất định sẽ chi thêm cho ngươi. Lý Vân Tiêu nói. Trong đông vực của các ngươi có một môn vũ kỹ vô cùng thú vị, gọi là vị đổi huyệt. Có từng biết rõ? Tuân Chi Minh gật đầu nói. Đương nhiên, đó cũng không phải vũ kỹ cao minh gì, chắc hẳn các vị ở đây cũng biết, chính là vận chuyển nguyên lực, tiến hành di động huyệt vị quanh thân, nhưng mà nó và thông đạo có quan hệ gì? Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Hiểu được có vũ kỹ như thế, giải thích cũng thuận tiện. Thông đạo này giống như kỳ kinh bát mạch của con người, những người vừa rồi bị vị đổi huyệt bắt đi. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, căn bản không hiểu có ý gì. Tế Lâm cau mày nói. Sao thông đạo có thể vị đổi huyệt? Lý Vân Tiêu nói. Bởi vì này thông đạo là sống. Thông đạo sống. Tất cả mọi người đã giật mình, Tuân Chi Minh cười lạnh nói. Vân Thiếu, ta biết rõ người ưa thích tinh quái, nhưng chuyện này đùa không buồn cười chút nào đâu. Lý Vân Tiêu ngưng trọng nói. Sở dĩ không buồn cười, là vì đây không phải chuyện cười, nó là thông đạo sống. Hắn nói chém đinh chặt sắt, làm cho tất cả mọi người không rét mà run, Cẩn Huyên cầm tay của hắn chặt thêm vài phần. Lý Vân Tiêu tiếp tục nói. Thông đạo này thật ra là trận pháp, cả sơn mạch Nam Hỏa Tinh Kim là nơi phát ra năng lượng duy trì lấy nó vận chuyển trên mấy vạn năm. Địa đồ kia hẳn là không hoàn chỉnh, nếu cắt đứt mạch khoáng bốn phía, có thể dựa vào địa đồ đi, nhưng trận pháp sẽ vận chuyển không ngừng, một tấm địa đồ kia căn bản không có tác dụng. Tuân Chi Minh nói. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại đi ra ngoài cắt đứt mạch khoáng. Lý Vân Tiêu cười nói. Một khi đã thi triển vị đổi huyệt, người còn có thể đi ra ngoài sao? Tiêu Minh Huy nói. Chuyện này nên làm sao cho phải? Vân Thiếu nhìn qua tuyệt đối không có khẩn trương, chắc là có biện pháp. Những người bị vị đổi huyệt có nguy hiểm hia không? Lý Vân Tiêu nói. Ta không khẩn trương, là vì trên người của ta có 10 tỷ nguyên thạch. Đầy đủ cho ta dùng vài chục năm rồi. Tiêu Minh Huy nói. Vân Thiếu, đừng nói giỡn. Hiện tại tất cả mọi người có xúc động muốn bóp chết Lý Vân Tiêu, nhưng không dám bóp chết hắn. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Mọi người đi theo ta đi thôi, theo sát một chút, cũng đừng lại bị lệch vị trí, bị truyền tống đến thông đạo khác, ta thật không có cách nào khác. Hắn giải thích nói. Những thông đạo này dựa vào hấp thu Nam Hỏa Tinh Kim Quáng mà vận chuyển. Tất cả năng lượng đều rót vào trận pháp, chỉ cần cảm thụ được năng lượng chấn động trong đó, kết hợp với địa đồ trong đầu của ta, tìm được trận nguyên trung ương cũng không khó khăn gì. Năng lượng chấn động. Tế Lâm sợ hãi nói. Năng lượng chấn động yếu ớt như thế, người có thể cũng phát giác được. Lý Vân Tiêu. Trong không khí tự nhiên không cảm thụ được, nhưng bản thân kim cương ngọc chấn động ảnh hưởng tới năng lượng nam hỏa kim tinh, sẽ phát sinh một ít biến hóa.
tuân theo biến hóa này mà đi, chính trung ương trận nguyên. Tiêu Minh Huy thầm giật mình, khen. Vân Thiếu không hổ là thất giai đại thuật luyện sư. Mọi người lúc này mới nhớ ra một thân phận đáng sợ khác của thiếu niên này thất giai đại thuật luyện sư. Nhìn tuổi của người này, ngẫm lại chiến lực kinh người của hắn, cùng với thân phận thất giai đại thuật luyện sư, ai cũng có cảm giác tuyệt vọng chán trường. Chênh lệch lớn như thế, quả thực không cho người ta sống. Lý Vân Tiêu chậm rãi cảm thụ hỏa nguyên tố chấn động ở bốn phía, bắt đầu thả chậm bước tiến lên phía trước. Lúc này những võ giả sau lưng vì không tụt lại phía sau để bị truyền tống, tất cả đều lấy binh khí bản thân ra, trước sau nắm chặt lẫn nhau không buông, rốt cục bảo trì hơn 50 người không có tụt lại phía sau, chậm rãi tiến lên. Thời gian uống cạn chung trà, thông đạo bỗng nhiên khoáng đạt, một sóng nhiệt cực mạnh ập tới, cả thiên địa trở nên đỏ rực, dĩ nhiên là Nam Hỏa Tinh Kim trạng thái dịch đang lưu động. Đây là... Tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc tới ngây người, Nam Hỏa Tinh Kim trạng thái dịch đang chảy xuôi, giống như sông đào bảo vệ thành, trạng thái dịch chảy qua trung tâm, đó là nơi hỗn độn màu đỏ, để lộ ra năng lượng rất mạnh, thậm chí còn có chút ít dịch mỏ ở trên đó. Rốt cuộc bên trong có cái gì? Năng lượng bàng bạc như thế, hẳn là Nam Hỏa Tinh Kim Nguyên. Tế Lâm khiếp sợ không thôi, nơi này tràn ngập hỏa nguyên tố, còn có linh khí hóa thành trạng thái dịch, nếu có võ giả hỏa hệ tu luyện ở đây, hiệu quả sẽ nghịch thiên. 50 tên võ giả phía sau vui vẻ, dốc sức liều mạng tham lam hấp thu. Cho dù không chiếm được cái gì, có thể tu luyện ở đây một năm nửa năm, cũng đủ để chống đỡ bên ngoài mấy năm khổ tu. Cũng có võ giả thủy hệ nhíu mày, cảm thấy thập phần không khỏe. Lý Vân Tiêu đi ra khỏi thông đạo, nhìn qua dòng sông trước mặt, còn có thông đạo khác, hiển nhiên thông tới nơi đây không chỉ có một nơi. Thần thức của hắn quét qua dòng sông bên dưới, lại đột nhiên bị lực lượng vô hình ngăn cản, bị chặn đường không tiến lên mảy may. Quả nhiên có bình chướng thần thức. Lý Vân Tiêu thì thào lẩm bẩm, hắn đắm chìm trong suy tư. Tuân Chi Minh nói, sợ cái gì? Đi qua xem xét chẳng phải sẽ biết tình huống bên trong sao. Cũng đã đến nơi đây, không tới mức sợ hãi không tiến a. Lý Vân Tiêu cười nói. Tuần Tông Chủ nói đúng, nhưng mà nhiệm vụ dẫn đường của bản thiếu gia đã hoàn thành. Cũng không tới mức bảo ta đi tiên phong a. Giao tình thì giao tình, đây nhất định phải trả thêm tiền. Sắc mặt Tuần Chi Minh run rẩy, nghĩ một đằng nói một nẻo cười nói. Cũng phải, Vân Thiếu vất vả. Kế tiếp nên giao cho chúng ta rồi. Tế hội trưởng, các người tìm kiếm lâu như thế, các người có đi qua đây chưa? Tế Lâm hừ lạnh nói. Nếu có thể đến chỗ này, còn cần Lý Vân Tiêu dẫn đường sao? Bảo tàng 89 phần 10 năm trong đống hỗn độn kia. Tuân Chi Minh cười lành lạnh, dùng ngón tay viết một ấn ký trên mặt đất. Chư vị nhìn kỹ ấn ký, hiển nhiên là có người mới đi qua đây, hơn nữa mục tiêu là đi tới Trung ương. Trừ Lôi Phong Thương Hội của ngươi ra, còn có người khác. Cũng hoặc là đám người Bắc Đấu Tông Đàm Địa Quân đâu. Ta thấy đám người vẫn còn trong mê cung, tìm không thấy lối ra. Nội tâm Tế Lâm chấn động, nhìn qua Tuân Chi Minh, trên mặt đất quả nhiên có dấu chân, nếu không phải nơi này hỏa nguyên tố quá nồng đậm, căn bản không có khả năng lưu lại ấn ký, sắc mặt của hắn đại biến, hoảng sợ thất thanh nói. À chẳng lẽ là người nọ, hắn vẫn còn sống. Mọi người cũng đều hết sức tò mò, nhìn qua mặt đất. Đều chỉ lo xem cảnh tượng hùng vĩ bốn phía, mà quên những chi tiết này, Tuân Chi Minh dù sao không phải thế hệ bình thường, quan sát còn cẩn thận hơn nhiều người khác. Nghe Tế Lâm kinh hãi kêu to, ánh mắt đều nhìn qua hắn, sắc mặt Tuân Chi Minh trầm xuống, ngưng trọng nói. Quả nhiên có quan hệ tới thương hội các ngươi, xảy ra chuyện gì? Việc này quan hệ trọng đại, trực tiếp quan hệ đến bảo tàng có còn tồn tại hay không? Kính xin Tế hội trưởng không cần thiết giấu giếm. Trên mặt Tế Lâm bất định, trong con người do dự cùng dãy giụa không ngừng lập lòe, cuối cùng nhất trầm giọng nói. Thương hội có một tên phản đồ trốn vào trong đó, không thể ngờ lại bị hắn tìm được nơi trung ương này, còn vượt qua con sông đi vào. Tất cả mọi người nghe được có vấn đề, nhưng người ta không chịu nói, cũng không tiện miễn cưỡng, chỉ cần không đụng tới bảo tàng là được. Tuân Chi Minh nói, nếu có người này đi trước, vậy chứng minh không có vấn đề, đi lên xem tình huống đi. Hắn thả người lăng không bay lên, bay qua khu vực màu đỏ. Vừa vượt qua con sông, một đạo hào quang như huyết thanh màu đỏ hiện ra giống như con giun đang giãy giụa, quấn quanh thân Tuân Chi Minh. Cái gì?
Mọi người đều cả kinh, Tuân Chi Minh cũng giật mình một chút, nhưng hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, tự nhiên sẽ không sợ hãi huyết thanh công kích, một tay niết bí quyết, quanh người có một tầng phòng ngự hiện ra, sau đó năm ngón tay đánh xuống. Rầm rầm, huyết thanh bị chấn động tán ra, nhưng không có rơi xuống, mà là hóa thành vô số trạng thái dịch bay lơ lửng trên không trung, sau đó đột nhiên cùng bắn về phía Tuân Chi Minh. Siêu 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 siêu, vô số dung nham như hỏa cầu sôi trào, nhiệt độ và linh khí kinh người bắn tới, từ xa đã cảm thấy nguy hiểm. Sắc mặt Tuân Chi Minh biến hóa, không thể ngờ huyết thanh khó chơi như vậy, khẽ quát một tiếng tỏa linh vực ra, muốn trấn trụ những huyết thanh này, mới mấy hô hấp đã bị huyết thanh bỏ qua lĩnh vực, tiếp tục xông lên, đã gần trong gang tấc, tránh không thể tránh. Hạo nhiên hoàng quang, minh thần diệu quyết. Hai tay Tuân Chi Minh kết ấn thật nhanh, từng đạo kim sắc quang mang bắn ra từ thủ ấn, ngưng tụ thành hào quang hộ thể quanh người, lại bắn ra ngàn vạn đạo quang mang, phá vỡ hỏa cầu bốn phía, dung nham nổ tung đầy trời. Tuân Chi Minh thoát hiểm, cũng không có bay tới trung ương, mà là thân pháp biến hóa, vậy mà bay trở về, rơi xuống đất vẻ mặt ngưng trọng. Lý Vân Tiêu cười nói, Tuân Tông chủ tu vị cái thế, chút bẫy dập này là đồ chơi con nít, tại sao lại trở về? Tuân Chi Minh không để ý đến hắn châm chọc khiêu khích, mà ngưng giọng nói. Tế hội trưởng, tên phản đồ của quý thương hội tu vị gì? Tế Lâm cau mày nói. Võ tôn, bình thường, như thế nào? Tuân Chi Minh nói. Nếu thật chỉ là võ tôn bình thường mà nói, sợ là đã ngã chết trong dung nham rồi. Tế Lâm cả kinh nói. Những dung nham này lợi hại như thế. Tất cả mọi người khó mà tin được, Tuân Chi Minh hừ lạnh nói. Không tin thì ngươi thử xem. Tự không ai dám thử, sắc mặt đều ngưng trọng, mắt thấy bảo tàng trước mặt, nhưng lại trông thấy bắt tới tay, tâm tư ngứa náy khó chịu, không cam lòng. Tuân Chi Minh nói, Tế hội trưởng đại nhân, nơi này tu vị các ngươi cao nhất, nghĩ biện pháp đánh ra một lối đi cho mọi người đi. Tế Lâm hừ lạnh nói, ta cũng muốn nhìn một chút, có phải kinh khủng như Tuân Tông chủ nói hay không? Hắn vung trường bào màu vàng ra, hóa thành một đạo tàn ảnh bay tới. Rầm rầm rầm. Trong dung nham có ba tiếng nổ vang lên, ba dòng dung nham bay tới, bay múa xoay quanh qua nơi đây. Tế Lâm cả kinh, sợ hãi nói. Lĩnh vực vậy mà vô dụng. Hắn và Tuân Chi Minh thất thần trong ngắn ngủi, liên tục xuất chiêu đánh nát nham tương, phòng ngự mở ra bốn phía, vậy mà dẫm phải một kích bắn tới vượt qua dòng sông bên kia. Giống. Ngay thời điểm Tế Lâm sắp sửa qua được bên kia, đột nhiên trong lúc này tổng hỗn độn màu đỏ có tiếng gào vang lên, giống như mãnh thú gào thét, một đạo âm ba công kích truyền ra, đánh lên người Tế Lâm, đánh hắn lui ra sau. Phốc! Tế Lâm là võ tôn cửu tinh, vậy mà bị tổn thương dưới một kích kia, hoảng hốt lui ra sau lưng. Dịch đỏ bên dưới chảy xiết nhanh chóng, nhiệt độ cao bắn lên trên, lần nữa ngưng tụ ra mấy đạo huyết thanh quấn tới Tế Lâm. Dường như không lưu hắn không được. Biên cố này làm người ta quá sợ hãi, Tuân Chi Minh càng nghĩ càng sợ, những huyết thanh này thấm sâu vào người, Tế Lâm vào lúc này nguy hiểm. Không tốt, cứu hắn. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, không nói hai lời lao ra. Tất cả mọi người ngạc nhiên, không rõ Bạch Nguyên vì sao vào lúc này cứu mạng đối phương. Tình huống có biến, nơi đây nguy hiểm cứu Tế Lâm chính là cứu mình. Không thể đồng tâm hiệp lực thì sợ rằng không ai có thể rời khỏi. Lý Vân Tiêu hét lớn trên không trung, một loại cảm giác kỳ quái sinh ra trong lòng. Hắn dường như phát giác nguy hiểm khó nói nên lời, trực giác làm cho hắn cảm thấy, bất luận cường giả võ tôn gì cũng là lực lượng không thể bỏ qua. Lý Vân Tiêu một kiếm chém thẳng ra, kiếm quang ẩn chứa quy tắc chi lực, chém huyết thanh màu đỏ xuống, chỉ thấy Tế Lâm đang trèo chống đau khổ. Mau đi ra! Kiếm khí của hắn tung hoành. Lập tức chém ra hơn trăm đạo kiếm quang, áp chế huyết thanh trên bầu trời. Tế Lâm vẻ mặt khó có thể tin, hắn cho rằng mình nhìn lầm, hoặc là Lý Vân Tiêu có âm mưu gì, cảnh giác nói. Ngươi muốn điều gì? Lý Vân Tiêu nổi giận mắng. Làm con em ngươi a, còn không mau trốn đi, nếu ngươi không phải võ tôn cửu tinh, ta mới sẽ không cứu ngươi. Đột nhiên hắn cảm nhận được lực lượng rất mạnh từ trung ương truyền tới, một đạo thân ảnh hỏa hồng lăng không bay lên. Đánh ra một chưởng về phía hai người. Từ đó là, võ giả bên bờ sông đầy sợ hãi, tốc độ của thân ảnh màu đỏ quá nhanh, bọn họ cong nhìn rõ ràng. Mà Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy hoa mắt,
dưới sự kinh hãi hoành kiếm đâm ra. Nếu không phải Tế Lâm là võ tôn cửu tinh, hắn tuyệt đối không xuất thủ cứu giúp. Một tiếng giống lúc nãy vang lên, Lý Vân Tiêu ý thức được đại sự không ổn, thiếu đi một võ tôn cửu tinh, thế cục có lẽ sẽ trở nên không xong hơn. Tế Lâm cũng kịp phản ứng, mặc kệ Lý Vân Tiêu mục đích là gì, ít nhất bây giờ đang giúp mình, hắn bị công kích kia đánh tổn thương, nhu cầu cấp bách hòa hoãn một chút, lập tức thuận thế dọc theo thông đạo Lý Vân Tiêu bổ ra thoát ra ngoài. Mà Lý Vân Tiêu vung trường kiếm, kiếm khí tung hoành trên không trung, hóa thành một đạo kiếm quang chém vào thân ảnh màu đỏ. Thân ảnh kia không sợ hãi, vậy mà dùng thân thể đối chiến với Bắc Thiên Hàn tinh kiếm của Lý Vân Tiêu. Phanh! Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy một kiếm này chém lên kim cương, phát ra hoa lửa mạnh mẽ, trên cánh tay truyền tới lực phản chấn cực lớn, thanh kiếm sắp rời tay. Thân ảnh màu đỏ một quyền đánh bay hắn, thân thể biến hóa mấy lần trên không trung, vậy mà dùng một bộ pháp quyết tinh diệu đánh ra, trong chốc lát lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, hai tay kết ấn đánh xuống. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, nhìn chằm chằm vào bộ pháp và thủ pháp của thân ảnh kia, hoảng sợ kêu lên. Thiên Lý Huyễn Quang Bộ. Lý Vân Tiêu kinh hãi, một đạo ấn quyết kinh thiên ngưng tụ trên nham tương, bí quyết mang theo phù sinh ý cảnh, giống như hồng nhan đạp tuyết, chiếu rọi tứ phương, cảnh đẹp ý vui. Lý Vân Tiêu đã không cách nào bận tâm ấn quyết tiếp theo sau của thân ảnh màu đỏ, chỉ lần lực lượng một ấn bao phủ toàn bộ võ giả vào trong đó, mặc dù người ở xa mấy chục mét, trong lòng vẫn sinh ra sợ hãi. Đây là khí tức tử vong bao phủ mọi người. Chẳng khác gì ngày đó tại thành Viêm Vũ gặp phải một quyền của võ đế. Không gian cũng khóa sao. Hai tay Lý Vân Tiêu biến hóa không ngừng, ba kinh văn thượng cổ tỏa ra kim quang sáng lạn, bắn thẳng về bốn phía. Minh Vương Ấn, Phá Phong. Chung quanh Lý Vân Tiêu truyền ra âm thanh ầm ầm bắn ra các nơi, hắn biết rõ bản thân hắn dù thế nào cũng không thể ngăn một ấn này, ấn quyết này thập phần rõ ràng, lúc trước lúc sáng chế chiêu này hắn đã cân nhắc đến quy tắc không gian. Khóa chết toàn bộ các đường lui. Nhưng mà vào lúc này hắn bằng vào hồn lực cường đại trèo trống, thi triển Minh Vương Ấn cưỡng ép xé rách lực phong ấn, sau đó Thái Cổ Thiên Mục bắn ra một đạo tinh thần lực ngập trời, thuấn di đi ra ngoài. Di hình hoán vị. Đám võ giả bên kia đang há hốc mồm, chờ xem Lý Vân Tiêu đối mặt với một kích kinh thiên của tên kia thế nào, trong lúc này đã phát hiện Lý Vân Tiêu biến mất, phù sinh ấn đánh vào người bọn họ. Hi. Rốt cuộc mọi người hiểu vì cái gì Lý Vân Tiêu lúc trước nói cứu Tế Lâm chính là cứu chính mình, một kích kinh thiên này làm cho bọn họ chẳng khác gì con sâu cái kiến ngăn cản cả, duy chỉ có võ tôn mới có thể ngăn cản lại. Tuân Chi Minh cùng Tiêu Minh Huy đều quá sợ hãi, mọi người lập tức được tình huống không đúng, không hề giữ lại mà liên thủ công kích. Tế Lâm ăn thiệt thòi, tự nhiên biết rõ thân ảnh màu đỏ khủng bố ra sao, hơn nữa trong mơ hồ dường như suy đoán ra cái gì. Trực tiếp ném ra một khối kim loại giống như cục gạch, nó không ngừng phóng đại trong tay của hắn, cuối cùng vỗ vào trong hóa thành lưới sắt to lớn, để ngang trước mặt mọi người bắt ấn quyết. Tuân Chi Minh điểm ra một chỉ, trên người lại bắn ra trăm ngàn đạo hào quang, cả không gian bị hào quang chiếu sáng, đuổi theo cục gạch của Tế Lâm, bắn vào thân ảnh màu đỏ. Bàn tay Tiêu Minh Huy đánh lên một khối ngọc bài tỏa ra hào quang màu xanh, ngưng tụ kiếm khí màu xanh trên không trung, đột nhiên bắn đi. Khi ba đại cao thủ liên thủ công kích, những người còn lại nhao nhao ra tay, không người có nào giữ lại chút nào, giờ phút này nếu không đồng tâm hiệp lực thì chỉ có chết mà thôi. Phù sinh ấn khủng khiếp, đánh lên cục gạch của Tế Lâm, sóng nhiệt quay cuồn, cục gạch dưới một kích này mất đi linh khí, rơi xuống nham tương. Sau đó chỉ quang của Tuân Chi Minh và kiếm khí của Tiêu Minh Huy đánh ra, còn có trên trăm đạo hào quang các loại, từ võ tôn cho tới võ tông đều ra tay. Trong lúc nhất thời các loại bí quyết đánh vào một ấn kia, năng lượng chấn động bao phủ cả không gian. Lui. Sau khi tiếp được phù sinh ấn, Tuân Chi Minh biết rõ đối phương cường đại, không cách nào đối địch, liền hét lớn một tiếng, dẫn đầu chạy thẳng vào trong thông đạo. Ầm ầm. Thông đạo bốn phía sinh ra thay đổi nhanh chóng, không chỉ có lối đi của bọn họ, hơn 10 thông đạo cũng di động, khi thông đạo cuối cùng biến mất, cả không gian triệt để an tĩnh lại. Đám người Tuân Chi Minh biến sắc, bọn họ phát hiện tất cả thông đạo bị phá hỏng, hơn nữa từ trong thông đạo còn có tiếng ầm ầm, chính là võ giả bị mất tích trong các thông đạo khác, còn có người Bắc Đấu Tông từ trong thông đạo xuất hiện ra ngoài. Khi mọi người xuất hiện thì toàn bộ yên tĩnh lại, lộ ra ánh mắt kinh hãi nhìn qua thân ảnh trên không trung, sương mù bao phủ quanh thân hắn, vậy mà thấy không rõ dung mạo,
nhưng mà khí thế cường đại và nam hỏa kim tinh khí nồng đậm bao phủ, làm cho người ta cảm thấy rất áp lực. Đàm Địa Quân nhìn qua mọi người, sau khi kinh ngạc trong ngắn ngủi, cũng đưa mắt nhìn qua mọi người tại đây, cả kinh nói. Hắn là ai? Tế Lâm cầm linh khí cục gạnh đã mất linh tính trong tay, vẻ mặt ngưng trọng, nói. Mọi người ngàn vạn cẩn thận, tu vị của người này thâm bất khả chắc, gần như cửu thiên võ đế, nhưng lại vượt xa chúng ta. Cái gì, gần như cửu thiên võ đế? Đàm Địa Quân trầm giọng tức giận nói. Tế lão thất phu, ngươi nói đùa gì vậy, mới qua một lát các ngươi đã bức địch nhân gần như là võ đế đi ra rồi. Người Bắc Đấu Tông cảm nhận được nguyên lực chấn động này, tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng. Mà thông đạo phía sau bọn họ đã bị phong tỏa toàn bộ. Mai Đông Nhi vội la lên. Vân Thiếu đâu rồi? Đám người Đàm Địa Quân sửng sờ, trước mắt quét mắt nhìn qua không thấy Lý Vân Tiêu. Mai Đông Nhi trông thấy Cẩn Huyên trong mắt lộ ra vẻ lo nghĩ, lại không có thương tâm tuyệt vọng, lúc này mới yên lòng lại, có đôi khí sức quan sát của nữ nhân rất lợi hại. Tế Lâm nói, có lẽ hắn trốn vào không gian rồi, người trước mắt hình như là phản đồ của thương hội, hình như mất đi thần trí rồi. Ánh mắt Đàm Địa Quân kinh hãi đảo qua thân ảnh màu đỏ trên không trung, cả kinh nói. Khí tức nam hỏa kim tinh quáng thật nồng đậm, chẳng lẽ người này là mỏ độc? Tuân Chi Minh cả kinh nói. Nếu như mỏ độc mạnh như thế, làm sao chúng ta còn sống? Thân ảnh màu đỏ bao phủ trong sương mù, không thấy rõ bộ dáng của hắn, đột nhiên hắn hơi động một chút, một quyền đánh vào không trung nhanh như thiểm điện. Tất cả mọi người tâm kinh đảm hàn giật mình, lùi về sau mấy bước, vạn phần cảnh giác lên. Loảng xoảng, không trung truyền ra âm thanh nghiền nát, mục tiêu công kích cũng không phải bọn họ, mà là đánh vào hư không. Không gian bốn phía vặn vẹo, Lý Vân Tiêu một tay niết bí quyết, thân ảnh lóe lên rồi biến mất, xuất hiện trên không trung. Sắc mặt của hắn đầy ngưng trọng, đột nhiên mở miệng nói. Mạc Tiểu Xuyên, là ngươi sao? Cái tên lạ lẫm vừa ra khỏi miệng, vẻ mặt tất cả mọi người mờ mịt, duy chỉ có Tế Lâm toàn thân đại chấn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức sát ý lộ ra, hàn tinh ngưng tụ trong mắt. Thân ảnh màu đỏ trong sương mù run nhẹ vài cái, lập tức khôi phục bình tĩnh, khí tức cường đại phóng xuất ra, cẩn thận thăm dò tới hướng của Lý Vân Tiêu. Trong mắt Lý Vân Tiêu mang theo hương vị không nói nên lời, ý quan tâm xuất hiện, thở dài nói. Không thể ngờ mỏ độc ở đây sâu như thế, thần trí cũng biến mất. Nhưng mà ngươi cũng chưa đánh mất toàn bộ thần trí, nếu không không cách nào thi triển phù sinh ấn. Hắn tự giễu đắng chát cười nói. Không thể ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh này, những năm gần đây ngươi chắc chịu rất nhiều đau khổ a. Mọi người nghe xong như lọt vào sương mù, đặc biệt là Lý Vân Tiêu nói mang theo dáng vẻ ân cần và quan tâm, ngay cả Tế Lâm cũng ngạc nhiên. Đàm Địa Quân nhịn không được nói. Vân Thiếu, người nọ là người quen của các ngươi sao? Lý Vân Tiêu nói. Ân, rất quen thuộc, chư vị tại thành Nam Hỏa lâu như thế, có biết cách nào hóa giải mỏ độc hay không? Đàm Địa Quân nói. Ngươi không phải đang đùa nghịch chúng ta sao? Người này trúng độc sâu như vậy, sợ là vài năm trước đã tới đây rồi. Ngươi mới bao nhiêu, chẳng lẽ vừa sinh ra đã quen hắn? Chẳng lẽ là người gia tộc của ngươi? Lý Vân Tiêu nói. Có thể nói như vậy, chư vị. Đợi lát nữa giúp ta đồng loạt ra tay chế trụ hắn, nhưng ngàn vạn không nên đả thương hắn, nếu không đừng trách ta giết người. Hắn nói hai chữ giết người rất nặng, hàn khí từ trên người hắn tỏa ra ngoài. Đàm Địa Quân khổ sở nói. Chỉ cần hắn không động thủ với chúng ta đã phải cảm tạ trời đất rồi. Trong lòng của hắn càng kiêng kỵ thân phận và lai lịch của Lý Vân Tiêu, nhất định là đệ tử thế lực lớn. Tùy tiện một người quen cũng có tu vị võ đế. Sắc mặt Tế Lâm biến thành cổ quái, hồ nghi nói. Vân Thiếu, ngươi thật nhận ra người này. Ánh mắt Lý Vân Tiêu đảo qua, nhưng đã biến thành lạnh lẽo, nói. Tự nhiên, nhưng mà ta nghe ngươi nói hắn là phản đồ của Lôi Phong Thương Hội, ta đúng là rất hiểu kỳ a, Tế Lâm hội trưởng đại nhân, phiền toái ngươi giải thích cho ta. Nếu không Lôi Phong Thương Hội phiền toái lớn lắm đấy. Bắc Thiên Hàn tinh kiếm trong tay hiện ra, phát ra hàn quang như thu thủy. Ngưng tụ quanh thân. Trong lòng Tế Lâm cả kinh, cảnh giác lui về phía sau một bước, nói. Có lẽ, là ta nhận lầm. Xôn xao. Hắn nói lời này làm nhiều người té xỉu,
đường đường hội trưởng Lôi Phong Thương Hội lại bị một câu nói của đối phương triệt để nhận thua. Triệt để phá vỡ hình tượng của cường giả võ tôn trong suy nghĩ của mọi người. Trên mặt Tế Lâm mang theo xấu hổ, hắn hiện tại có thương tích trên người, không thể không cúi đầu. Nội tâm cũng đang phỏng đoán thân phận của Lý Vân Tiêu, hắn cũng biết người trước mắt chính là đại ca của Mạc Hoa Nguyên, đệ tử Cổ Phi Dương, công tử Mạc Gia Thành Hắc Thiết Mạc Tiểu Xuyên. Nhưng vẫn cho rằng Mạc Tiểu Xuyên đã sớm chết trong mê cung rồi, không thể ngờ lại không chết, chỉ trúng độc quá sâu, thần trí mất phương hướng biến thành tồn tại như yêu thú mà thôi. Nghĩ đến Lý Vân Tiêu lại nhận ra Mạc Tiểu Xuyên, nếu để cho Mạc Tiểu Xuyên khôi phục thần trí. Trong lòng của hắn bỗng nhiên kinh hãi, bối rối sinh ra, trên trán mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Giọng của Lý Vân Tiêu lạnh như băng vang lên, nói. Tế hội trưởng, nơi này sóng nhiệt cuồn cuộn, ngài có thể chảy mồ hôi lạnh, bội phục.